Dòng đây chắc chị xe la lấy được. 56 ra đây cho chị được. Có không? À, chị xe la có rồi. Chị xe la chỉ muốn 56 đúng không? 20 xe mà chị. Em chào chị Ngọc Ninh nha, em chào chị Mỹ Hạnh. Lên rồi. Quéo quéo. Cảm ơn. Chị không lấy là quéo quéo luôn. Em chào chị Dung Phan nha, em chào chiếc Thanh Lê, em chào cô Tài Liệu. Trung Trần nha, chị Thảo chào em. Bữa nay tiếng khàn rồi mấy chị ơi, chết rồi. Người đẹp tiếng khàn rồi mấy chị ơi. Bể tiếng rồi, tối thức đêm quá giờ bể tiếng rồi mấy chị. Sao vậy? Lên rồi. Em chào chị Hoa Nguyễn nha. Em chào Xuân Hình. Em chào Thu Xuân Diệp ạ. Ủa, dạ ở đâu ạ? À? Chào vô đây à? Dạ. Máy đó không vô được à? Đang cập nhật vậy. Dạ em chào Dung Phạm ạ. À. Dạ em chào Bảo Nhi. Bảo Nhi. À rồi. Em chào Hằng Lê. À, Ngân khi nào có vòng hoa hồng lưới để chị một cái. Hoa hồng lưới. Hoa hồng lưới giống như chị Yến Phương đúng không ạ? À? Đúng rồi chị, Yến Phương. Cái đó chỉ có một cái à. Em đã nói ngày hôm qua là chỉ có một cái một thôi rồi hết hàng luôn. Dạ, nhẫn cố không còn luôn nha, nhẫn cố không còn luôn. Ở ngoài tiệm còn không? Nhẫn còn không? Còn lốt cho mấy chị đi. Nhưng mà thôi để coi mấy chị có nhu cầu lên không á. Em chào chị An Lạc nha. Em chào chị Candy. Em chào mấy anh mấy chị. Dạ em chào Nguyễn Đằng Thông. Em chào chị Ngân Kim. Hôm nha. Nay em có lên chuỗi mà không đồng á mấy anh mấy chị. Chuỗi Thạch Anh, Đeo Phong Thủy, Xuân Hạ Thu Đông. Bốn mùa luôn. Đó là gọi là chuỗi ngũ sắc nha. Là có nghĩa là những anh chị nào không cần phải là mình tuổi gì mạng gì đeo cũng vừa hết. Mạng gì tuổi gì đeo cũng được hết. Là em cho thợ người ta họ sở chuỗi đó là Xuân Hạ Thu Đông luôn. Là bốn mùa luôn. Dạ em chào chị Sáu Đẹp nha. Em chào chị Thúy Trần. Em chào chị Thúy Nguyễn nha. Mập ơi mập, chuẩn bị bông tay đi Mập ơi. Nó khách kêu là lên đó nha. Chứ đầu lai không có xi mê nè. Em chào Khánh Ninh Đỗ Thị ạ. Em chào chị Hiền Dương. Em chào chị Thu Hương nha. Để coi khách có đợi lên không, có đó không lên thôi. Em chào Tâm Anh nha. Chị đừng bệnh nha chị Trâm Như. Dạ không ai muốn bệnh cả mà làm việc nhiều quá. Em nói thiệt với anh mấy chị chứ nhìn vậy á, nhìn mình buôn bán ở trên đống vàng á thì chủ đêm hôm qua còn không chạy giờ hết rồi chị Hương. Dạ chị Hương Ngôi em hết rồi. Em nói với chị nghe, nhìn ở trên đống vàng thấy cái hương hoa nó đẹp giống vậy đó, nhưng mà thật sự em làm khổ lắm, em làm cực dữ lắm, em mằng cực dữ lắm với chị. 11-2 giờ đêm có đôi lúc 1-2 giờ sáng á, rồi em làm việc xong sáng này dậy là 7 giờ, có hồi đuối quá chịu không nổi là dậy 8 giờ. Xong dậy 8 giờ ăn sáng rồi xong rồi là make up hết nửa tiếng đồng hồ rồi xong rồi lên. Rồi biết anh Thanh Tuấn Nguyễn, để em cho nhân viên tranh thủ đi đơn hàng sớm cho anh nha. Anh Thanh Tuấn Nguyễn nè chị nè. Trung ơi nó bật máy lạnh mà chị chết rồi, chị đứng mà chị phải kẹp giống vậy nè. Nó bật máy lạnh, nó nói là cái máy ai? Dạ. Anh Thanh Tuấn Nguyễn đó kêu là đi đơn hàng sớm cho anh. Quên, do gì ngồi đó. Tại sao không bật máy lạnh để cho cái máy quay phim này nè, nó lạnh, cho nó ở trong không khí lạnh, nó cho nó không có bị tắt máy. Thế là trời ơi, mình ở ngoài này mình chịu hết nổi luôn, nó lạnh quá trên trời lạnh luôn. Tắt máy quạt hết trơn chứ xài máy lạnh thôi. Ủa nhưng mà nó xài mấy cái máy lạnh vậy Mập? Một chị. Một mà chịu không nổi luôn ấy. Em chào chị anh Long Nguyễn nha. Dạ em chào anh Đặng. Anh mấy chị, nhận đồ mà đẹp đó. Rồi là chụp hình cho em xin cái tư liệu nha mấy chị nha. Em chào anh Nguyễn. Bây giờ là livestream sáng chiều rồi chứ không có cái tư liệu nào mà đăng lên trên Facebook trang Bam Bay trơn hết á. Vô trong cái vàng trang Facebook không có cái gì mà để xem hết. Mà cô không có thời gian mà quay đăng lên luôn, cứ sáng chiều. Không có thời gian, nó thật tình là không có thời gian mà đăng những cái tư liệu hình ảnh lên luôn. Cho nên là em nhờ mấy anh mấy chị thương em, thương tiệm mình á.
là cứ đeo mà đẹp, một chiếc hai chiếc nhẫn cũng được không sao, người chiếc, người chiếc bông, người cái sợi dây là mình gộp vô thành một cái album, một cái tư liệu rồi cho em xin em. Rồi anh, nó biết rồi anh. Cái mặt con cóc. Để rồi em biết chị Kim Lan đếm cho nhân viên kiểm tra tiền cho mình nha chị. Em chào Dương Lê Thúy nha. Dạ em chào chị. Em chào chị Kim Lan. À chị. Ừ đúng rồi. Có dây có dây lắc chữ lớp R còn không chị? Như là còn. Chữ lớp mà tối chưa có lên. Tối còn nguyên mâm chưa có lên, hôm nay để em lên cho. Hôm nay lên lắc chân. Ủa dây đâu quéo queo rồi bà chị mặc. Dạ lắc chữ lớp hả chị, giờ còn lắc chữ lớp hả chị? Dây liền mặt á. Dây liền mặt á, để lên cho hết cho tối lên cái 3-4 dây à. Em chào Thế Anh Trương nha. Dạ nay có lên đồ bộ luôn á chị Hiền Nông, em hôm chào nay chị lên dạ. Đồ bộ đẹp lắm chị Hiền Nông, chăm nha. Lên đồ bộ rất là đẹp. Rồi em sẽ lời mở đầu đi ha. Hôm nay sao Facebook nó đã hạn hẹp dữ vậy ha. Em chào Thế Anh Trương nha. Rồi em đọc đi là trò chơi anh chị nha. Anh chị nào chia sẻ trong vào hội nhóm này và buổi xem chung và một lần tiên đăng cá nhân thì em sẽ lọc ra ba khách hàng may mắn nhất ha, tặng quà là một cái cạc 100.000 nha anh chị. Cho em coi xem cái mặt dây đi hà đâu, okay, Ngọc Diệu Nguyễn đợi tí luôn nha chị ha. Mặt dây lên sau chị. Em sẽ lên. Em lên hôm nay là lên rất là nhiều sản phẩm luôn á, mấy anh chị, nhiều lắm. Ship ở Mỹ thì là cỡ khoảng như nước bình thường á là cỡ khoảng 3 ngày nhận đó tin pha nơi. Ở Mỹ thì cỡ khoảng 3 ngày là nhận. Nhưng mà vì là bị dịch ở Việt Nam với ở nước ngoài cũng dịch quá chừng trời nhiều. Cho nên là cỡ khoảng là một tuần. Em hẹn dơi một tuần đến hai tuần. Để cho anh với chị đỡ nóng ruột. Nó có sự trục trặc gì mình còn xử lý nữa. Chứ còn nếu mà trơ ngọt bọt lạch đó thì là có 3 ngày hoặc là 4 ngày hoặc là chậm lắm là 5 ngày. Nhưng mà anh với chị nha. Em chào chị Minh Minh nha, em chào chị Hùng Huỳnh nè. Em chào Nương Trần. Ở lời mở đầu em là cô chủ của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Và em xin kính chào quý khách ạ. Và em xin chúc quý khách một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin chúc thêm quý khách nữa thì là ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài thì là sức khỏe bình an ạ. Dạ Châu Phương có lên dòng kiếm tiền hả chị? Ngày hôm nay thì là em sẽ lên lắc nam và lắc nữ, nhẫn nam nhẫn nữ, rồi là dây nam và dây nữ luôn. Hôm nay em lên đồ bộ và đặc biệt hôm nay là em sale không đồng tiền công với những sợi chuỗi. Chuỗi lắc tay á, lắc chuỗi đeo tay của nam và của nữ luôn là với giá không đồng, là đá thạch anh xuân hạ thu đông là 4 mùa, có nghĩa là mấy anh mấy chị cô dì chú bác mà tuổi nào cũng được, mạng gì cũng đeo được hết luôn ha. Thì là buổi sáng em sẽ sale 5 sợi chuỗi, buổi chiều sẽ sale 5 sợi chuỗi thì là trị giá một sợi chuỗi là 1.2 triệu, thì em sẽ sale, em sẽ tặng cho mấy anh mấy chị là mỗi anh mấy chị là một buổi sáng là 5, buổi chiều là 5 là 10 ha. Là bay hết là 12 triệu của em rồi đó nha. Đó ngày hôm nay là chưa có buôn bán gì hết, là biết chắc chắn là mình mất đi, mình cho đi 12 triệu thì mình nhận được những gì. Dạ nhận được là mấy anh mấy chị cô dì chú bác thương em, nhớ nhấn một cái like chia sẻ giúp em, chia sẻ một lần trên trang Facebook cá nhân của mình là em cảm ơn mấy anh mấy chị cô dì chú bác nhiều lắm. Dạ thì là trong cái buổi live thì có thể là em sale không đồng tiền công với xi men lẻ size hoặc là những sản phẩm mà em sale tiền công đại hạ giá luôn, có nghĩa là ví dụ thay vì là ở trên công ty đưa xuống 1 triệu có thể em sale còn là 800, 700, có thể là 500, có thể là 900. Cho nên là mấy anh mấy chị của dì chú bác là giữ like nha, đừng thoát ra nha, thoát ra lại vô lại rất là khó. Tại vì bây giờ ông Facebook ổng hạn hẹp người xem dữ dằn lắm. Ông quá hết tất cả luôn, trang người nào cũng bị tách tành tạch hết. Không có những gì Kim Thành Thảo. Mình ráng mình cày, mình làm gì lắm nó cũng bao nhiêu người xem thôi hả. Ví dụ như ông cho Kim Thành Thảo là 300 người xem thì là 301 người là không có được. Cái một cái 299 người còn một người thoát ra thì là một người khác mới bay vô được, là đúng 300 là 300 không có lên. Hôm nay em cao lắm là được là 500 thôi chứ không có nhiều. Nhà mấy anh mấy chị, bây giờ là nó hạn hẹp dữ dằn lắm mà còn vô cái được cái không nữa. Rồi thôi bây giờ thì là mấy anh mấy chị của dì chú bác cho em xin phép em ngồi ghế để cho em bán hàng cho mấy anh mấy chị nha. Dạ em chào chị Sáu Đẹp nha, em chào chị Kim Mỹ Huỳnh. Em chào Dương Thị Bích Ngọc à. Em chào chị Nguyễn Thị Minh Minh nha, em chào chị. Em chào chị Dương Hạnh. Em chào chị Lê Lu nha. Em chào chị Hiền Trần à. Chị Châu Phương ơi, chị muốn lên dòng kiếm tiền đó chị. Còn cái gì à, bưng bình chữa cháy còn chạy em đúng không? Cái lúc đó khỏe ghê luôn, cháy nhà cái là bưng cái bình chữa cháy chạy ầm ầm luôn. Chị Châu Phương ơi, cho em hỏi là mình đeo dòng kim tiền cái gì, một lên nó đeo đi bao nhiêu ạ?
Lan Nguyễn trả lời Zalo giúp em rồi. Ok Lan Nguyễn. Chờ trả lời Zalo cho Lan Nguyễn này nước ngoài nè. Chữ ơi. Lan Nguyễn có quen nè. Em chào Dương Lê Thúy nha. Em chào chị Nguyễn Quanh. Có nhãn con cóc không? Dạ có nhãn con cóc mà chưa soạn mập ấy mà. Sợ nhãn con cóc hôm nay bán như nhãn con cóc banh luôn nha con em. Ở sale tiền công hả? Rẻ cực rẻ luôn. Rồi đây, mập nó chuẩn bị nhãn con cóc. Dạ, chuẩn bị nhãn tỳ hưu. Wow, rồi, ok. Dạ vậy chị So Sen Lim ơi, em có lên có nam có nữ luôn nha em. Lên bông luôn á, chị đợi tí nha, nếu có thời gian thì lên bông cho mình chốt và em chờ chị Thảo Stam nha. Em chào chị Huỳnh Diệp, em chào chị Phùng Võ ạ. Rồi bán mấy hàng cho anh cái nhẫn con cóc coi nào. Nhẫn con cóc là cho anh Thanh Tú Nguyễn. Thanh Tú Nguyễn em hen. Chào Thi Thi nha. Dạ đúng rồi, hiện tại là Facebook nó hàng hẹp người xem lắm anh chị. Hàng hẹp dữ dằn lắm. Nhiều lúc thì nó không thông báo mà anh chị phải vô trang trực tiếp anh chị phải kiếm nó mới có. Bây giờ là cái like đầu em lên con cóc cho em anh với chị đi ha. Con cóc ha. Lên con cóc để cho lấy sự may mắn ha. Em chào chị Minh Hà. Em chào dạ. Chị Nguyễn Vy Anh nha. Em chào chị Hà ú ù của em đi xe FH màu cam nha. Chào ú ù. Có xe mê mông nè. Dạ cảm ơn chị Thiên Uyết nhiều ạ. À. Em chào chị Thúy Quỳnh nha. Xem lắc tay đi chị ơi, trọng lượng bao nhiêu á chị Nguyễn Vy Anh ơi. Ừ, rồi chờ miếng lắc tay đây đang lên đây, chờ xíu bông nha. Bông tan em lên nhiều lắm anh chị, bông sáp tay toàn ten đều có đầy đủ luôn nha. Em chào chị Thu Đào ạ. À. Đây nhẫn cóc đó mấy chị. À nhẫn cóc đẹp không? Để em kéo cái cần nó gần xíu nha. Chờ em một chút. Em chào chị Gia Hân nha. Thôi chị. Nhắn, ủa nhẫn cóc nam đeo đây được không hả? Không, con cóc nam đeo không có được. Em lấy con cóc nhí rồi anh cherry. Lấy cóc nhí này đúng không? Ok. Không, em lấy con cóc chi chị. Em lấy con cóc. Em lấy con cóc chị. Con cóc nhưng chị. Mà để, từ đây bây giờ pháp em đọc con cóc cho nha. Đây con cóc em có 3 con cóc ha. Con cóc đầu tiên là ni tay 18. Con cóc đầu tiên là ni tay 18. Hôm nay là em banh nóc luôn con cóc luôn cho anh mấy chị luôn nha. Trọng lượng vàng là 18 thì em làm 15 vẫn được luôn. Để coi cái này 15 nè. Con cóc ở giữa 15 nè. Mà từ đem đọc cô pháp mấy chị Quanh Cherry nha chị. Đây chị Quanh Cherry lấy con cóc này đi. Con cóc này là trọng lượng của nó là 2 chỉ 2 nha. À, cảm ơn chị Ngọc Mỹ Trần. Cảm ơn chị Ngọc Mỹ Tâm. Cảm ơn chị Ngọc Mỹ Trần. Dì Thảo chào. À, rồi, cảm ơn, hiểu không? Rồi, cái này tiền công là ở trên, có nghĩa là trên thị trường cái nhẫn con cóc này là cả khoảng 800 ngàn đồng con cóc lớn, con cóc đại nha. Nhưng dạ, mà trên live stream này em bán với giá 380 ngàn đồng. À, cuốc pháp chốt đơn hàng là 7 triệu 700 cộng số điện thoại. Rồi em chốt cho chị là... Chị hỏi Siro ơi, nè mình chuyển khoản rồi, chị Kỳ muốn lên bông mới lên dạ, bông cho mình chốt gì luôn đó, nha. Con, chị quên cái tên rồi. Dạ chị hỏi, chị Quanh Cherry chị. Chị Quanh Cherry nha, em chốt cho chị 7 triệu 700 nha, chị Quanh Cherry ha. Nhận con cấp này nha chị nha. Dạ nó có lên dây nam luôn nha chị. Dạ, Tiên Phan ơi, trọng lượng bao nhiêu chị? Chị comment lại giúp em luôn nha, em chào chị Dương Quyền ạ. À. Rồi tiếp tục, à, con cấp nam không có à, anh gì đó ơi. Anh Thanh Tuấn Nguyễn có con cấp nam. Anh Thanh Tuấn Nguyễn ơi, con cấp nam em không có nha. Sao rồi, em lấy con cấp đó, ok, 7 triệu 700 luôn. Có cái khăn không con đưa ta. Rồi quanh chơi đi luôn nha, một chiếc 7 triệu 700 luôn nha. Rồi để đọc thêm cú pháp luôn nha anh chị, lắc tay dài 19 cm hả chị? Rồi có luôn, 19 cm em đang đeo đây. Khoảng tầm cỡ 19 cm ni 60 chị Giao Phương ơi. À, là chị biết cỡ nào giúp chị, ni bao nhiêu con? Ni 60 chị. Ni 60 rồi, ok. Cái này 60 đó nha anh chị. Con cóc nhí chị làm ni 11 là, được không 11 chị? Được. Em làm ni 11 cho phí thợ xin 100 ngàn nha anh chị nha. Rồi con cóc nhí này là tiền công chỉ có 280 ngàn đồng thôi. Hôm nay em sale nha. Ở ni 18, trọng lượng vàng là 1,5 chỉ. Cú pháp chốt đơn hàng là 5 triệu 300, 5 triệu 300 nha. Rồi em chốt cho chị là Ngọc Mỹ Trần ha, con cóc nhí. Rồi này con lấy một cái thú nữa đây ha. Em xem đôi bông tay chị Thảo đang đeo. Ồ rồi đôi bông này. Dạ rồi. Rồi chị Thảo chào vũ đẹp trai của chị Thảo nha. Lắc hột trắng bên trên bàn rồi, ok. Chuẩn bị sẽ bán. Em chờ anh Vũ Đẹp Trai. Lắc full luôn hột sòn nha. Lắc này là lắc sòn nha mấy chị. Sòn, sòn 7 màu luôn. Sòn đẹp lắm. Khi mà nó ra ánh sáng nó chiếu ghê hồn lắm. Rồi còn là... một cái đơn này nha. Còn một con cóc này nữa thôi. Ni 18 nhưng mà cái gì kìa Vũ. Dạ em thấy Vũ. Ngọc Vũ rồi ạ. À. Bên đây em thấy Ngọc Vũ rồi đó. Chốt con ngược là Ngọc... bây giờ Ngọc Vũ nói nghe nè.
khi mà chốt đơn hàng là chị Ngọc Vũ phải để là cái tên, số tiền cộng với số điện thoại, số tiền dấu cách, số điện thoại thì là chị sẽ, cho dù nó bị ẩn chị vẫn ra đơn được nha chị nha. Chị Ngọc My Trần ơi, giờ em chốt chị một đơn thôi chị Ngọc My Trần nha. Dạ, em cho chị Cẩm Ly comment mà cô không thấy Thảo đâu hết à. Ừ, Facebook bây giờ buồn lắm mấy chị ơi. Ông mấy ông Facebook này ông không thương Kim Thành Thảo gì hết trơn hết trời đó. Mất nguyên một cái trang băm bay rồi, bây giờ làm lại từ đầu. Xong bây giờ, nhưng mà từ ngày cái vụ mà Phương Hằng mới tới giờ là tất cả Facebook nó bị quá hết mấy chị ơi, làm khó khăn quá. Nói tới Facebook là muốn khóc quá mấy chị. Dạ nay em có lên vòng tay luôn á chị Huyền Huỳnh ơi, trọng lượng bao nhiêu á chị? Cái trang băm bay là muốn khóc quá chị. Mất cái trang băm bay đó, mất hết cả một nửa cuộc sống của Kim Thành Thảo luôn mấy chị ơi. Rồi, cái nhẫn này là ni 18. Tiền công là em chỉ tính giá sale 380.000 đồng. Đây. Rồi, cú pháp chốt đơn hàng là 6 triệu cộng số điện thoại giùm em, nhanh tay giùm em. 1 chỉ 7 nha. 6 triệu tiền công quá rẻ, chỉ có 380.000 đồng. Mà con cóc nó bự giống như vậy nè. Đó. Vòng tay cỡ 3 chỉ có luôn. Lát nữa em lên vòng tay đẹp lắm mấy chị ơi. Lên vòng tay đẹp lắm. Tặng quà tính dạ nói chung là anh chị chia sẻ trong nhiều hội nhóm và buổi xem chung với anh chị, và một lần liên đăng cá nhân em sẽ lọc ra 3 khách hàng may mắn nhất ha, rồi em sẽ tặng quà một cái kẹt 100.000 nha anh chị, chia sẻ nhiều giúp em nha. Em lên cái con bướm bướm nha, đây đây là con bướm bướm mấy chị ơi, đây con bướm bướm cưng chưa. Dạ chị Nga Ngân Thúy ơi, 5.3 triệu em hết rồi chị, em còn cái 6 triệu chị, 6 triệu. Con bướm bướm này tiền công là 340.000 đồng, trọng lượng vàng nó là 7 phân. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.650.000 đồng. Rồi cọc lớn 6 triệu. 6 triệu cho Nương Trần. Em cảm ơn chị Nương Trần. Hôm nay là một nắm khi đói bằng một gói khi no nha mấy chị nha. Chốt em một sản phẩm là bằng ngày bình thường là... Rồi lát hậu trắng để em báo giá luôn nha anh. Là ngày bình thường là tặng là mua cho em tới 10 món lần đó nha mấy anh mấy chị. Cho nên là bây giờ là em trân quý vô cùng, rất là trân quý mấy anh mấy chị đã chốt đơn hàng với em nha. Dạ chị Nương Trần ơi, chị là khách mới, chị Nương Trần chị phải là chốt đơn là mình chụp lại màn hình ở phía trên chị nha, số tài khoản ở phía trên đó chị. Rồi chụp lại màn hình giúp em chị nha, đừng có nhầm lẫn với số tài khoản khác nha, bên em chỉ có một số tài khoản này thôi nha chị. Có dần chị đăng đem bao nhiêu? Dạ, cốc số triệu em hết rồi anh Vũ đẹp trai ơi. Rồi em còn con cốc này, chờ miếng đi, em còn 3 con cốc này. Để em qua một khách cho anh chị chốt thêm nha. Cái vòng đăng đem bao nhiêu kê tô lên để báo giá luôn nha chị, đợi tí rồi nha. Đây em có 2 cái tấm lắc ha. Hai tấm lắc này là dài là 17 cm thì là tương đương với ni tay bao nhiêu con? 17 cm 54 chị. Ni tay 54 ha. Nhưng mà em có thể là em làm cho 52 hoặc là 50 đeo vừa luôn. Đây em có được 2 tấm lắc nha. Hôm nay em sale cho banh nóc nhà cho anh mấy chị luôn ha. Đây, ở cái một tấm lắc giống như thế này ngoài thị trường là bán 2.4 triệu 2.400.000 đồng. Tại vì sao mà nó mắc và nó cao giống vậy? Là tại vì những cái viên đá này là viên đá kim cương nhân tạo. Kim cương nhân tạo nha anh mấy chị. Kim cương nhân tạo nó chỉ thua là hột sòn thật thôi. Nó là đứng thứ nhì hột sòn, hột sòn là nhất, nó là nhì luôn đó mấy chị. Cái độ sáng lung linh của nó rất là cưng. Cái này là màu... Rồi chị Thanh Phạm đợi tí nha chị ha. Màu xanh nó có ha, màu xanh tím đúng không? Màu xanh tím chị, xanh tím á, đúng rồi, màu xanh tím. Màu xanh xanh, màu xanh nó ngã màu tím nha mấy chị nha, vừa xanh mà ngã tím luôn. Là em có được một cái màu xanh ngã màu tím. Giờ cái thứ hai nữa là cái màu trắng, rồi dài là 17 cm. Tiền công hôm nay em tính giá sale chỉ có là 850.000 đồng. 850.000 đồng ha. Cú pháp chốt đơn hàng, cái này là trọng lượng của nó là 4 chỉ 4 chỉ 1. Cú pháp chốt đơn hàng là 12.200.000. 12.200.000 nha, rồi còn bông với nhẫn với lại vòng để báo đôi giá luôn nha chị. Đôi bông chị đang đeo là có một đơn duy nhất luôn ha. Là 6.500.000 tiền công chỉ có là 550.000 thôi nha anh chị. 6.500.000 còn số điện thoại luôn nha. Rồi còn vòng đang đeo để báo giá luôn nha đôi chị. Đôi bông ha. Này là 6 mấy trăm mấy kia. Dạ 6.500.000. Chị Ngọc Đáng ơi, 6.500.000 chị lấy luôn đôi bông này cho em đi. Nó rất là đẹp luôn đó chị Ngọc Đáng. Rồi chị Ngọc Đặng hả? Chị Thanh Phạm ơi, để nhẫn hoa đen để báo giá luôn nha chị nha. Đây mấy chị. Đây rất là đẹp luôn mấy chị. Bông này là che khuyết điểm, em chỉ có được một đơn duy nhất, không có đơn thứ hai luôn mấy chị. Mấy chị mà muốn nói à Thảo ơi, lấy cho chị thêm đôi nữa là em cũng không có sản xuất ra kịp luôn mấy chị à. Đó rất là cưng luôn, hôm nay có lên xi măng bán vuông luôn. Có luôn nha bé bô. Có luôn nha nha. Cái này nè rất là cưng luôn nha, trái tim ha. Đó rồi em có một đơn thôi nha. Chị mà em xi măng bán chữ nha chị. Dạ cảm ơn Kim Anh Lê nha. Rồi anh chị nào lấy đôi bông để lại cho em là 6.500.000 cộng số điện thoại luôn nha anh chị ha. Còn nhẫn hoa đen để báo giá luôn nha. Em dạ, chào Trần Hậu ạ. À. Rồi cái nhẫn đen ha. Cái nhẫn đen này là ni 14. Nhẫn đen này là ni 14. Tiền công ngoài thị trường là cả khoảng là 1.4 triệu. Đây mấy chị.
Đây là 3 tầng luôn. Đó, nhãn VIP nha mấy chị nha. Nhãn VIP rất là cưng luôn. Tắm xung quanh luôn, em chỉ có được một đơn. Mỗi sản phẩm á, em có được một đơn, em không có hai nha. Cho nên mấy anh chị chốt thì cứ nhanh tay giùm em chốt ha. Dạ em chào chị Phương Trương nha. Rồi, cái nhẫn này là tiền công hiện tại. Bây giờ em tính giá sale là 550 ngàn đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 8 triệu, trọng lượng vàng là 2 chỉ tư. 8 triệu nha. 8 triệu cộng số điện thoại luôn ha. Rồi, cái này là cái dòng nha. Đây là dòng chữ trà nồi ni 56. Thì có thể em làm lại ni 50 hoặc là 52, 54 vẫn được nha. Hỏi cấp chưa mua thì là bị dăng ra rồi. À, Ngọc My Trần nãy chốt được đó chị. Chị chốt được một cái nhẫn cấp á chị. Đúng rồi, chốt được chị. Ngọc My Trần đưa cái nhẫn con cấp lên cho chị chụp lại màn hình. Chị Ngọc My Trần, chị đã chốt được một cái nhẫn con cấp ni 11. Em chào Đặt Lê nha. Ni 11 đúng không con? Đúng rồi, ni 11. Ni 11, em xin tiền phí là 100 ngàn cắt ni đó chị. Đây nè, cái nhẫn con cấp của chị nè, chị Ngọc My Trần. Ngọc My Trần. À, cái này là 5.300.000, ni đang hiện tại là ni 18, nhưng mà em cắt chị ni 11 vẫn được. Thì là chị cho xin phí 100 ngàn nha. Trời, nãy giờ mà em tưởng chị nói chị nghe chứ. Mấy chị chốt quá chân trời mà đâu có đi chốt đâu. Rồi cái nhẫn con cấp này, cái nhẫn này hộp màu đen này là 8 triệu nha mấy chị nha. Rồi còn cái dòng đeo tay thì là tiền công ngoài thị trường là cỡ khoảng là 1.950.000. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 950 ngàn đồng. Em chào chị Phượng Đỗ ha. Trên livestream này là bán 950 ngàn đồng ni 56. Rồi cú pháp chốt đơn hàng là 29.100.000 cộng với số điện thoại. Chị Tiền Nguyễn ơi nè chị, nếu mà mình chuyển khoản không được á chị, mình chụp lại màn hình ở phía trên đi, rồi chị chạy ra ngân hàng á, chị kêu nhân viên bên đó chuyển khoản giùm vẫn được hay chị Tiền Nguyễn nha. Rồi cái lắc màu đỏ chữ trà nồi em đang đeo thì là em sẽ có được 2 tấm luôn. Đó, vừa 12.200.000 màu trắng. Rồi, rồi. Màu trắng 12.200.000 là Dung Phạm. Dung Phan luôn nha. Dung Phan ha. Rồi. Chị Dung Phan ơi, chị là khách mới bên em á chị, về vào trong Messenger kết bạn liền giúp em với. Nhẫn đang có màu trắng không em hả? Dạ, em có màu trắng, có màu trắng kiểu khác có đấy chị. Lát nữa em sẽ lên nha, rồi chụp lại màn hình giùm em chị vậy đó con. Dạ chị Dung Phan chị. Chị Dung Phan nha. Đây rồi, chụp lại màn hình giùm em nhắc lại. Tiền công là 850.000 đồng. Cú pháp là 14.200.000. Rồi. Dạ đúng rồi, một bộ xi măng là 7 dòng nha anh chị ha. Ừ, rồi bây giờ là cái nhẫn đen chị đang đeo có màu trắng không, rồi là có nè. Rồi xong chị nào hồi nãy nói chị xin vợ là cấp gần ngón cái rồi, là... con cấp gần ngón cái rồi, đây con cấp này đó chị. Chị Phượng Đỗ ơi. Cái nhẫn này là ni 16 nha chị nha. Tiền công hôm nay em sale cho chị Phượng Đỗ là chỉ với giá là 280.000 đồng thôi nha. Tiền công cực rẻ luôn ha. Rồi cú pháp chốt đơn hàng là 3.900.000. 3.900.000 cộng số điện thoại giùm em. 3.900.000 cộng số điện thoại giùm em nha. Rồi, cái nhẫn này là 3.900.000 nha. Rồi chị Phượng Đỗ chốt thì comment lên giùm em để đúng cú pháp giùm em là 3.900.000 ha mấy chị nha. Chị Dung Rồi. Phan ơi, vào trong Messenger giúp em mấy chị, em cho nhân viên đang gọi điện cho mình đó chị Dung Phan ơi. Rồi 3.900.000 nha chị, là Nga Nguyễn Thúy rồi, luôn. Rồi Nga Nguyễn Thúy là 3.900.000. Em chốt cho chị Nga Nguyễn Thúy nha, cái nhẫn này 3.900.000. Rồi chị chụp lại màn hình giúp em nha. Chị Chi ơi, chị vô chị gọi điện cho chị Dung Phan. Chị ơi, gọi liền nha em ơi. Kẻ gian nó ngồi bên nó mua vàng của mình luôn đó, em chưa sợ. Mấy chị nghe, cái người hả, người ta gian á, ta mua vàng của em luôn đó mấy chị. Mà đi lừa khách luôn đó mấy chị. Vòng tay hột đỏ bên trái bao nhiêu tiền rồi? Kê để em báo rồi, giá cái này là cái tấm lắc nha mấy chị nha. Tấm lắc này là Nikkei 54. Dạ em chào chị Nguyễn Hà. Rồi. Dạ em chào chị Nguyễn Hà, em gái, chị gái của em. Em gái chào chị nha. Dạ dây sóng ba màu em hết chị Phạm Hồng, em còn lắc con nha chị ha. Rồi nhẫn con bướm này chỉ có một con thôi nha. Rồi em chào chị áo dài Nini Nguyễn nha, con cóc trắng hả? Rồi tiền công này là 340.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.650.000. 2.650.000 luôn nha. 2.650.000 nha. Rồi cái thứ hai con cái nhẫn này con cắt. Ok nghe rồi. Con bướm là 2.650.000. Con làm cho dứt điểm đi con, để cho gì. Rồi em con với Thu chứ Chi làm dứt điểm đi, chứ người ta bị lừa là mình mang tội chết luôn á. Đây, cái này là con cấp. Là tiền công là 280.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 3.500.000. Cái này 3.500.000 mà 3.800.000. Chị Dung Phan ơi, chị vào trong Messenger với em với chị Dung Phan ơi. Vào phần tin nhắn người chờ á chị. Tên Facebook là Trần Thị Phương Thảo nha. Rồi 2650 cho chị là Thu Hương luôn. Con bấm đi con. Dòng đơn chỉ được một ngày thôi, chứ còn cái bài đơn để nhiều ngày là không có được mấy chị nha. Vì bây giờ ngày nào cũng lên đó.
Chị Thu Hương, nói chung là anh chị nằm ở chốt đơn công anh là em có đơn nào chị em, mà nếu mà để thì để cọc cho em, chứ còn mà dồn đơn em không có dồn, nhưng ngày nào em cũng lên trơn hết á. Ở Việt Nam là đi liền mà. Rồi cái này là 2.650.000 nha. Rồi ok. Em chào chị Lân Linh nha. Rồi Lân Linh nhà hàng đồ là cái vòng tay hoa trà bự thì còn bự luôn. À cái vòng tay hoa trà hả? Đúng rồi, chứ có đi chào thì. Rồi em cảm ơn chị nha. À chị Thủy nè, chị Nguyễn Thủy chị nói gì nè con ơi em ơi. Rồi cái này là cái nhẫn này là 3.800.000 nha chị. 3.800.000 chị Quỳnh Phương chuyển khoản rồi nè. Rồi đợi tí chị Quỳnh Phương nha, em cho nhân viên kiểm tra tiền cho mình nha chị. Rồi 3.800.000 cộng số điện thoại, em còn một cái nhẫn con cấp. Em có lên gia chỉ công luôn á, danh văn ơi, trọng lượng bao nhiêu anh ơi? Nói chung hiện tại là bên em vẫn còn đóng cửa, khi nào mở cửa sẽ thông báo với anh chị nha. Bông hình trái tim bao nhiêu? Dạ 6.500.000, tiền công có là 550.000 thôi nha chị Phạm Trang ơi. Chị Nga Nguyễn Thúy là 3.800.000 hả? Rồi chị Nga Nguyễn Thúy con cấp này 3.800.000. Chị lấy hai con hả chị? Chị Nga Nguyễn Thúy là lấy hết hai con luôn hả chị? Chị Huỳnh Phương ơi em nhận được. Huỳnh Phương ơi nhận được tiền của nha chị Huỳnh Phương. Hỏi gì trong khoa gì còn đó chị ơi, em muốn bạn của chị được tiếp luôn. Chị Thu Hương chị nói gì nè. Ok rồi, mang chuyển khoản vậy rồi em biết rồi chị. Rồi chị Nga Nguyễn Thúy, rồi chốt cho chị. Chị Dung Phan ơi, còn nói chị Dung Phan ơi, vào trong Messenger giúp em với chị, đếm cho gọi điện xác minh đó chị Dung Phan ơi. Vào phần tin nhắn người chờ ấy chị. Đất tài Phạm Trang xe màu đỏ, và đây cái này là tiền công á, ngoài thị trường là 3.200.000 nha mấy chị. Đây là màu đỏ hoa mặt trời nha mấy chị. Hoa mặt trời, đây là đá tô ba phun luôn, phun tắm luôn, xung quanh là chữ trà nồi. À, rồi bên đây này là chữ trà nồi móc máy luôn. Ni tay là 54, 52, 50, có thể là 48 em vẫn làm được. Trọng lượng vàng nó là 7 chỉ. Tiền công hôm nay em sale chỉ với giá là 1.470.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 24.150.000. Em chào chị Lê Hê My nha, 24.150.000 nha, em nghe chị. 24.150.000. Em có màu đỏ và màu vàng nha. Em có màu đỏ và màu vàng. Đây, dạ chị. Rồi còn có dòng trà nào đăng đeo Lê Thị Thị Trang là 29.100.000 á chị nha. 29.100.000 còn số điện thoại luôn. Dạ bông trái táo hiện tại chưa có về, chờ Nguyễn Thúy Hằng ơi chưa có về hàng nha chị. Con đeo dùm cho gì đi con. Em có được hai đơn nha. Chị Phạm Trang nếu mà lấy bông đăng đeo mình để lại cho em 6.500.000 còn số điện thoại luôn á chị nha. Bông đăng đeo là bông toàn tay nít đẩy luôn. Giá chỉ công khoảng tầm cỡ 6 chỉ, ok danh văn em biết rồi. Chút nữa lên giao cho anh chốt. Hai cái lắc đẹp chưa mấy chị? Đẹp quá sức đẹp luôn. Rồi cái này là 24.150.000 nha. 24.150.000 quá xuất sắc luôn. Rồi cái nhẫn con cấp ha. Cái nhẫn con cấp này nè, con cấp nhí nha, con cấp này dễ thương lắm. Tiền công có 250.000 đồng thôi nha. Tiền công là 250. Ni tay là ni tay 11 luôn nha mấy chị. Đây là ni tay 11. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.900.000 cộng số điện thoại. 2.900.000 cộng số điện thoại là 8 phân nha. Chị Candy Diễm là 24.150 màu đỏ. Rồi màu đỏ Candy Diễm. Dạ em cảm ơn chị Candy Diễm nhiều ạ. Hiện tại là em còn màu vàng nha anh chị nha, là 24.150.000 cộng số điện thoại luôn nha. Rồi anh chị đợi tí nha, đếm lên dây, đếm lên dây cho anh chị chốt luôn nha. Con có con cóc đại không ạ? Con cóc đại à, con không mập ơi. Những con cóc đó đi 14 được không em? Nói chung là em gọi đi, em gọi đi ra cho 2.900.000 hả, bữa lên Phú Linh. Rồi 2.900.000. Là con cóc nhí. Chị báo giá. Ừ rồi chị Thảo biết rồi Trung ơi. Em ơi chị Thảo biết rồi. À, chị Bửu Linh là 2.900.000 em chốt cho chị nha, con cóc nhí ha. Em muốn mua mà tài khoản không có nạp vô. Chị không Lê được. Trang, chị Lê Nguyễn Trang, chị sẽ chạy ra ngân hàng. Chị mua xong đây chị chụp lại cái màn hình trên đầu giùm em nha. Chị Nguyễn Trang em đang nói chuyện với chị nè. Chị chụp lại màn hình trên đầu giùm em là số tài khoản đó. Số tài khoản trên đầu đó chị chạy ra ngân hàng. Chị nói là chuyển khoản tôi số tiền bao nhiêu đó cho chị. Thì người ta sẽ chuyển giùm cho chị vô tài khoản của em. Sau đó nhân viên em sẽ... đưa chị chụp lại màn hình con. Nhân viên em sẽ gọi điện cho chị nha. Đây chị Bưu Linh, Phú Linh. Không, cái lắc đâu rồi? Đây chị, cái lắc này. Chị đó tên gì? Dạ, chị đó là chị Kenny Diễm chị. Kenny Diễm ơi, chị chụp lại màn hình giúp em. Em cảm ơn chị Kenny Diễm nha. Chị Kenny Diễm chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, của chị là 2.900.000 là chị Bưu Linh, Phú Linh. Rồi Bửu Linh nha. Rồi em chúc chị nha. Rồi, chị Trần Hậu của mình chúc phục của chị Trần Hậu ơi. Rồi bây giờ em đọc lại là ba cái con cóc này là cuối cùng em không còn con cóc nào nữa hết nha. Đây con cóc này là tiền công là 250.000 hết tất cả luôn. Tiền công là san sale là ba con này là đều là tiền công 250.000 đồng hết. Rồi nhưng mà trọng lượng nó khác và cái size nó khác thôi. À, dạ em thấy chị rồi, Hai hả? Nguyễn rồi chị ừ, ơi. Thôi thì là hôm nay Lê Trang Nguyễn hôm nay cách ly thì là chờ hết cách ly rồi mình mua ha. Hết cái ly rồi mua đây xem ha, xem rồi dạ chị Lê Thị Trang ơi em có một khác đó chị. Dạ rồi chị nè, chị nhắc nhở giùm đó chị. Đây là ni tay 17.
trọng lượng vàng là 7 phân. Dạ rồi em biết rồi, anh Quang Trung Trần muốn thêm tiền chiếc nhẫn giống đúng không ạ? Rồi ok. Rồi đây chị, à, chiếc nhẫn đây chị. Em thấy chị Hải Nguyễn rồi nha chị. Chị, chị gì đó. Dạ chị Candy Diễm chị. Chị Candy Diễm ơi, em lấy cái nhẫn này cho chị luôn nha. À, cái này là 2 chỉ tư. Tiền công thì 700 nhưng mà em sale cho chị lấy 500 thôi. 500 ngàn đồng tiền công thôi chị nha. Nhưng mà ở ngoài thị trường á là cái nhẫn này là 1.400.000. Nhưng mà trên livestream này em tính với chị 500 thôi. Rồi, cú pháp chốt đơn hàng là 8.800.000 ha. Em lấy nhẫn này. Dạ rồi, đúng rồi là một bộ luôn đó chị. Lát nữa em sẽ lựa cho chị một cái đôi bông tai ha. Rồi một cái sợi dây màu đỏ nữa, lát nữa em lên em sẽ đi vòng cho chị nha. Dạ phòng Mỹ ở dạm có lên mà mặc bầu là thành cánh thạch nha chị. Rồi, cái nhẫn đầu tiên là 2.600.000. Nhẫn đầu tiên 2.600.000. Nhẫn thứ hai là 3.300.000. Nhẫn thứ hai, nhẫn gì nè, là 3.300.000 ni 16 luôn ha. Cái này là 8 phân rưỡi ha, có xuất qua Trung Quốc à. Dạ à, chưa, không hiện tại chưa đi được anh chị ơi, chưa đi được. Rồi, cái nhẫn cuối cùng là 3.200.000. 3.200.000 anh chị nha. 3.200.000, tiền công vẫn là 250.000. Nhẫn này là ni 14, cái này ni 16, cái này ni 17 nha. Dạ, rồi trong, em có 3 đơn nha. Dạ, ở trong nước ở đâu cũng vậy anh chị ha, phải thu hộ nha, không nằm có là 500 ngàn nha anh chị. Ví dụ cho anh chị chốt em 2 triệu, anh chị để lại cho em 500 ngàn thu hộ nha. Chỉ mấy rồi, chị Ngọc My Trần, rồi, muốn đổi nè. Thấy em không? Đổi con cốc kia, lấy con cốc hồng. À, cái cốc hồng em kỳ màu xanh đó chị ha. Rồi ok, lấy cốc hồng nha. Rồi em chốt cho chị, cái này là 2.600.000 nha. Rồi chị Ngọc My Trần, em lấy lại con cốc kia ha. Chụp lại màn hình giùm em nha. Đây chị. Dạ. Rồi vẫn là tiền công giống vậy nhưng mà con ghi thì, tiền cái gì xin gì đó. Dạ, rồi tiền phí. Dạ em chào chị Minh Lê à. Dạ em ăn sáng rồi chị. Em cảm ơn chị. À rồi chị Nga Nguyễn Thị là con cốc màu xanh này lại đúng không? Rồi chốt luôn cái mâm cho Vi. Vi ơi vậy rồi hả? Lớp với chị Thảo nha. Rồi đổi cho chị Nga Nguyễn Thị đi con. Lấy cái nhẫn kia lại. Dạ rồi chị. Rồi đưa nhẫn kia đây chị đem lên. Xoay xoay. Rồi ơi, lắc nam đẹp lắm, lắc nam lắc nữ đẹp lắm. Lắc rất là nhẹ, nhẹ vàng mà rất là đẹp. Nhẹ vàng mà đẹp lắm. Đây chị. Dạ chị. Vòng hồng ngọc trai đi tiệm hả? Lên vòng rồi. Ngọc trai đi dạ. Là hôm nay em không có lên vòng ngọc trai. À, có dạ, vòng chị ban. Lê Thị. Lê Thị Thùy Trang ơi, mình chuyển khoản hả chị chứ nha. Hiện tại không có mở cửa được nha anh chị ha. Không gửi hàng Trung Quốc được nha Nguyễn A Hằng Ni ơi. À, Vy chuẩn bị đi ngủ hả, nằm trên giường đi giờ rồi hả, ngáy ngủ với chị nha. À chị gì đó ơi. Dạ rồi, đi 11 em biết rồi chị. Chị Linh gì đó ơi, chị lấy cái dòng này đi. Ê Mập ơi, cái dòng này có màu trà không? Mặc màu vàng, màu trà gì không? Lớp hộp tắm. Có màu trắng hay chanel đỏ, có màu trắng không em ạ. Hai cái chanel cho chị đi. Đó đó, trên mặt luôn. Hai, nói chung đồng lên em còn nhiều mẫu lắm, không chị đợi tí nha. Dạ cứ lên Simen luôn, nếu mà có gian số lên Simen cho chị chốt nha. Dạ em cho chị Bình Đàm ạ. Đây em có mấy cái dòng chanel cưng lắm mấy chị. Đó hôm nay em sale mấy cái dòng chanel cho mấy chị luôn nha. Đây, à, đẹp không mấy chị? Đây, dòng trời nồi đẹp không? Ba màu, mà... dòng trời nồi cưng lắm nè. À, đẹp chưa? Ủa... Bích Trâm Nguyễn Trần nên lấy cái dòng này nè. Ủa chị Kim Đi Diễm nay là chốt được cái nhẫn đỏ mà đúng không chị? Chốt được nhẫn đỏ rồi. Đúng rồi. Chị chốt được rồi. Nhẫn đỏ chứ chốt được em lấy con cốc màu hồng rồi chị Phượng, chị Sương Võ. Em cảm ơn chị Sương Võ nha. Chị Sương Võ một đơn luôn nha, cảm ơn chị. Con cốc màu hồng, ok. Đây chị Sương Võ con cốc màu hồng nha. Rồi em còn hai cái đơn con cốc nữa nha. Con cấp này là 3.500.000 nha. À, con cấp này là 3.200.000. À, chị Sương Võ con cấp đó bao nhiêu tiền đưa chị đưa lên cho con. Đây chị. Con cấp màu hồng con đang đeo mà phải không? Dạ không, dạ không. Đây con cấp màu hồng này là 3.900.000 nha chị Sương Võ. Tiền công là 280.000 đồng. À, 3.900.000 đi 16 đó chị. Cái tay này chị. Rồi này con. Rồi đếm lên nhẫn màu đen nha. Kani ơi lấy cái này luôn nè. Kani Diễm ơi, à, cái màu đen này có 8 triệu thôi, tiền công có 550.000 đồng, tiền công á nha chị. Nhưng mà ngoài thị trường là bán có khoảng 1.400.000, mà trên livestream này em bán với giá 550.000 đồng. Chị Kani Diễm, chị lấy cái màu đen này đeo rất là đẹp, sang trọng, quý phái lắm chị ơi. Mua thêm một đẹp chiếc lắm. Nữa chị. Lấy thêm một chiếc nữa đeo đi. Nói chung là phụ nữ nào cũng đẹp cả, không có ai xấu hết trơn hết đó. Mấy chị đừng có nên tiếc tiền nha. À, mấy chị đừng nên tiếc tiền, tiền để nhà băng cũng đâu có ai nhìn thấy đâu. Cho nên là mấy chị cứ rút một chút xíu siêu hơi ra mua vàng về đeo cho nó đẹp nha. Chút xíu thôi nha anh chị nha. Chút xíu siêu thôi nha. Đây. Dạ rồi em biết rồi, anh Quang Trung Trần cảm ơn anh dạ, nhiều. Cột. Lấy nhẫn đen rồi, rồi. Ngọc Bích lấy dạ, nhẫn đen Ngọc luôn. Bích lấy nhẫn đen rồi, em cảm ơn chị Ngọc Bích nha. Em sẽ chốt cho chị Ngọc Bích cái nhẫn đen ha. Rồi chị Kani Diễm bị hụt rồi. Dạ chị Sương Võ ni 13, hai bận quá thôi con. Cho vài cộng dây thun đi mấy mập ơi, có không còn không con? Còn chị, trừ.
Cái sợi dây em đang đeo đẹp lắm á chị, Candy Diễm ơi và mấy chị ơi. Dạ em chào Hiếu Nguyễn à. Chỉ là nhỏ có một chỉ có luôn nha anh Hiếu dạ, Nguyễn có, nha. Dạ có Hiếu Nguyễn à chờ. Gọn gọn hay con thôi không sao dạ, nữa. Sao? Ngọc Bích là nhẫn màu đen này, cảm ơn chị nhiều nha. Nhẫn màu đen có màu khác không? Em có kiểu khác hả chị? Dạ em Huyền có Trang? Màu trắng, có kiểu khác, có màu trà. Rồi chốt cho chị là Ngọc Bích. Em chốt chị Ngọc Bích nha, chị Dương Võ là ni 13 đó con. Dạ rồi. Cái này đó vừa không? Ni 13. Ni đó vừa không? Để em đo lại. Tống qua hộp hai cái và em biết rồi Hiếu Nguyễn, đây là màu khác nha. Dạ đây, này là ni 15 kiếm ni lại á. Chị thêm Nguyễn có xem không à? Chị Xuân Võ ơi, nhẫn này hiện tại là ni số 15 á chị, dành chỉnh ni 2 ni cho em xin phí thọ là 100.000 chị Xuân Võ nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. À. Anh Hiếu Nguyễn ơi, cái dây này là 8 phân 2 đó anh. À, mấy chị em về được cái ba đơn thôi nha. À, cái dây chuyền này nè để em lên cho anh Hiếu Nguyễn anh chốt nha. À, có màu đỏ không? Candy Nguyễn có màu đỏ không? Là nhẫn màu đỏ hả? Rồi. À, có đó chị, để chờ chi mập mà lượm thêm cho hai ba chiếc màu đẹp đỏ nữa em ơi. Dạ dây anh đeo hợp với áo dài mà. Đúng rồi, áo dài đẹp lắm nha. Được mặc, mà đeo mặc áo dài ha, của bẹt ra hoặc là của cao lên. Đeo cái này thôi là tuyệt trần, tuyệt sắc dây nha. Em nói em có đâu mà đẹp bằng trơn rồi, đẹp quá chừng đẹp luôn. Sang dạ, lắm chị. Mấy chị đẹp lắm. Chị Hiền Nông đúng ơi, dạ cái dòng trà nào đang đeo chị là 29.100 chị nha. Tiền công rẻ lắm luôn á chị. 29.100 vậy rồi. Bó tay hả chị? Rồi con cóc em qua em đeo cái nhẫn màu vàng lên. Chị Quanh chơi trên mình chốt một sợi dây cũng được á chị, dây trang dây nữ hoàng luôn á chị, dễ thương lắm luôn. Dây này đẹp lắm. Em chờ chị Kim Miếng Hình. Cái dây này để lát nữa em sẽ miêu tả cái dây này cho mấy anh chị thấu hiểu dây này ha. Dạ có lên dây chuyền mì luôn á chị Trang Nguyễn ơi. Rồi anh chị nào lấy cái dòng chài nào đăng đê đây là cho em là 29.100 nha. Tiền công có là 950.000 thôi nha anh chị. Lên dây mì hả chị Trang Nguyễn? Rồi đợi tí luôn nha chị nha. Lên đây dây mì có được luôn. Ba đơn dây này là dài là 4 tắc. Đi coi con mấy tắc con đi coi. Dạ em chào chị Huyền Hình nhau lại là chị Kim My Trần luôn nha. Dây này dài 4 tắc 2 nha mấy chị nha. Lớp bản mẫu hộp hồng như vậy chị hả? Hiện tại làm còn màu vàng. Lắp mã hộp hồng chắc này á chị. Đừng đồ. Rồi My Trần đợi tí không nghe chị một ha. Chờ một chút. Em lên cho anh Hiếu Nguyễn một chút đã. Chứ chị đang đeo bao nhiêu ok để báo giá dây luôn nha. Rồi cái này là cái dây này là tiền công á là 250.000 đồng. Để anh Hiếu Nguyễn ơi, cái dây này là dây chỉ công oval nha mấy anh chị. Dạ anh Hiếu Nguyễn luôn ha. Rồi cái này là tiền công chỉ có 250.000 đồng nhưng mà ngoài thị trường là cả khoảng là 520. Cái này là công nghệ của Italia luôn, mới hiện nay cái hàng này là nó mới ra luôn ha, mới ra chưa có trên thị trường cái dây này luôn nha mấy anh mấy chị. Tuy là nó thanh mảnh mà nó đẹp lắm, dễ thương lắm. Đeo cái này là công nghệ của Ý luôn ha mấy anh mấy chị. Đây là công nghệ của Ý đó, rất là cưng mà đẹp lắm đây. Rồi thì là trọng lượng vàng nó là 8 phân 2 hoặc là 8 phân rưỡi trở lại nha. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.950.000 cộng số điện thoại. 2.950.000 cộng số điện thoại giùm em. Chị Ngọc Bích ơi, ý là mình muốn lấy cái nhẫn hộp trà này đang đeo đúng không chị Ngọc Bích? Cho em đổi lại nhẫn hộp trà có được không? Dạ được. Nhẫn hộp trà này chị Ngọc Bích á. Ok Ngọc Bích luôn chị, còn đây là nhẫn màu đen. Mấy chị ơi, nói nghe này em đổi thì được không có sao nha. Mấy chị cứ cân nhắc thật kỹ rồi hãy mua ha. Đổi tới đổi lui tội nghiệp em á, em bị rồi chị Phan Ánh luôn. Rồi chị Phan Ánh luôn nha. 2950 Phú Nguyễn, 2950 Hiếu Nguyễn. Rồi Hiếu Nguyễn luôn, Hiếu Nguyễn là một nè. Con đọc đi, Hiếu Nguyễn là một nè, rồi ai Hiếu Nguyễn hai đơn nè chị nè. Rồi Phú Nguyễn một đơn, chị Minh chị có ba dây hả? Có ba dây hả chị? Hiếu Nguyễn là hai dây đúng không? Hiếu Nguyễn ơi, giờ còn có dây được không anh? Không, Hiếu Nguyễn là hai dây nè. Hai đơn nè, rồi xong một dây chị lên dây cho dây cho Hiếu Nguyễn mặc cường, người nào ra đầu tiên con coi cái dây. Hai người này ra đầu tiên chị này, mà anh này lấy hai dây lần kia. Rồi anh này hai dây rồi ok, còn cái này là Phú Ngờ là 10:30, 10:03 một dây. Cái này là 10:02:58 giây. Rồi đây là Phạm Ánh. Phan Ánh là được. Phú Nguyễn ơi em xin lỗi nha. Tại vì cái người nào mà ra trước em sẽ chốt trước. Em lên sợi dây này chủ đích là cho anh Hiếu Nguyễn. À, anh lấy hai đơn, tại vì ngày hôm qua, nguyên ngày hôm qua là anh chốt không có được. Cho nên hôm nay em bù đắp cho ảnh. Rồi còn là Phan Ánh là người ra đầu tiên, tại vì cái giờ nó hiện diện lên. Cho nên là mấy anh mấy chị ra sau thông cảm giùm em. Để em lên cái khác nha. Em lên cái khác em trả nợ. Rồi ok Ngọc Bích lấy nhẫn trà em biết rồi chị. Vậy là để lấy lại cái chiếc nhẫn hộp đen cho chị. 2950 em mới rồi, để qua mẫu khác cho chị. Đây em lên dây này em mắc đền cho. Em lên dây này em mắc đền cho em anh mấy chị. Mắc đền trời ơi. Rồi dây đang đeo để báo giá luôn nha anh dây chị. Dây em đang đeo là 34.500 anh chị nha. Cái dây đang đeo là dây thiết kế nha mấy anh chị. Dây này em khẳng định ngoài thị trường không có hàng. Tại vì cái này là em nhập nguyên con từ nước ngoài về. Em lấy công nghệ của giống như Dubai đó mấy anh mấy chị.
Mà anh mê mà anh mấy chị có biết cái nước Dubai là nước chuyên bị về vàng không? Em lấy cái ý tưởng của bên đó, sau đó là nhờ Kim Hoàng em dập luôn thành một cái sợi dây đẹp như thế này. Đó, em về được hai đơn. Nhưng mà khách sĩ em lấy một đơn rồi, còn một đơn em lên trên line này em muốn quảng bá cho tất cả toàn thể khách hàng ở nước Việt Nam, ở trên toàn thế giới biết là cái mẫu sản phẩm này nó đẹp như mức độ như thế nào. Cái dây này ngoài thị trường là tiền công là 8 triệu nha mấy chị nha. Cái dây này ở ngoài thị trường 8 triệu mà chưa có hàng, chưa có gì ở Việt Nam nha anh mấy chị. Dây này là chưa có ở Việt Nam và thị trường chưa có hàng. Nhưng mà hôm nay em lên trên live stream này, em sẽ bán với giá là cái này đúng không con? Dạ đúng rồi chị Vân Leo. Chỉ có là 2.390.000 đồng mấy chị. 8 triệu nha, ngoài thị trường 8 triệu mà không có hàng. Là tại vì những cái hoa giống vậy là nó bự bằng như cái mặt dây chuyền to như vậy nè. To giống vậy nè, rất là đẹp luôn. Cho nên là cái này là hột sòn nha mấy chị. Hột sòn kim cương nhân tạo. Cái độ sáng của nó mấy anh mấy chị không cần vô ánh đèn ở ngoài nắng á. Khi mà đi ánh sáng chiếu vô nó chói 7 màu lên mấy chị. Mua về đây rồi em nói những gì em nói là mấy chị cứ xem thử có đúng như lời Thảo nói hay không. Đeo nó sáng hoài, rực rỡ hoài luôn ha mấy anh mấy chị. Đẹp rạng ngời luôn. Thì là cái dây này em chỉ hôm nay em sale và em bán giá tri ân cho mấy anh mấy chị, cô dì chú bác với giá là 2.390.000 đồng một sản phẩm này. Đó là tiền công. Thì là cú pháp chốt đơn hàng là 34.500. Em chỉ có một đơn duy nhất, không có đơn thứ hai luôn ha. Nhanh tay giùm em nha. 34.500. Chốt xong rồi chuyển khoản gấp giùm em. Người nào ra đơn trước em sẽ giữ đơn này cho anh mấy chị, còn ra sau thì là em xin phép em hủy nha. Chuyển khoản trước giùm em ha. Đây cái này nó rất là đẹp luôn. Trời, có lên nhẫn luôn á chị Võ Ngọc Xuyến ơi, đợi tí nha anh chị. Em có lên nhẫn chứ. Dạ có lên giống đồng luôn. Rồi bây giờ là cái dây này nha. Cái dây này là dây kim cương nha mấy chị. Dây kim cương đó rất là cưng luôn. Cái gì vậy mập? Ôi trời ơi, mập vô đứng nói hết hồn, có hết dí luôn à. Ủa? Cái này cái tem đâu rồi? À cái hộp vàng đó chị Loan. Con tính tiền đi nhẫn con hột ơi. Nhẫn hộp trà, rồi chị. Không chị nào nãy chị đổi lấy cái nhẫn hộp trà này con nè. Chị Ngọc Bích đó chị. Chị Ngọc Bích á. Nè chị Ngọc Bích nè, em đổi cho chị cái nhẫn màu vàng ha. Màu vàng này là tiền công là 720 nha chị nha. Tiền công 720, cú pháp chốt đơn hàng là 8.500.000 nha chị. À chị Ngọc Bích đúng không ạ? Hả? Chị Ngọc Bích đúng không? Dạ đúng rồi chị Ngọc Bích. Rồi chị Ngọc Bích nha. Rồi, đưa lại cái nhẫn kia cho dì đi con. Dạ rồi đây chị nè. Rồi, bây giờ em lên lại cái màu đen nha. Em đeo màu đen ha. Rồi có lên nhẫn luôn á anh chị, đợi tí nha, lên nhẫn kiểu gì vậy anh chị? Chị Hiền Nông ơi, nếu mà chị lấy mình để lại cho em là 34.500.000 anh chị nha, cộng số điện thoại luôn nha. Cái dây này ba trọng lượng bao nhiêu con ha? Khoảng tầm cỡ là một lượng trở lại chị. Cái này một lượng trở lại nha anh với chị, một lượng trở lại nha. 34.500.000. 34.500.000 ha. Rồi cái dây này con tính tiền giùm gì đi con, có được bao nhiêu dây? 2, 4, 5 dây thôi. À, trọng lượng vàng thì là nó làm 8 phân đi. Rồi tiền công tính bèo thôi. Tiền công là tính có 265.000 đồng thôi ha. 265.000. Rồi 8.500.000 là cái gì, hột trà chị đi. Chị Huỳnh Huynh ơi, có người lấy rồi nha chị Huỳnh Huynh nha. 2.900.000 chị. Rồi 2.900.000. Em có được là 2, 4, 5 đơn. 2.900.000 lát nữa em lên mấy cái mặt dây chuyền nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp lắm mấy chị. Rồi 2.900.000 mấy chị, nhanh tay giùm em nha. Ông mặt liver chưa có về chị Thạch Lâm Vương ơi. Rồi 2.900.000 tiền công có là 265.000 thôi nha mập chị. Mập em mập, có bông mặt liver không mập? Rồi 2.900.000 luôn nha, 2.900.000 cộng số điện thoại luôn nha anh chị nha. Rồi Trần Hậu lấy một dây luôn nha. Rồi Trần Hậu một dây nè, tiếp tục. Rồi 2.900.000 cộng số điện thoại luôn nha, nhanh tay giúp em luôn nha anh chị nha. Một dây rồi nè. 2.900.000 cộng số điện thoại luôn. Không có được bỏ ra ngoài nó gãy nha. Rồi rồi. Rồi, nhanh tay giùm em 2.900.000. Rồi chị Hương Nguyễn luôn nè, 2.900.000 luôn. Rồi chị Hương Nguyễn 2.900.000. Chào chị Mirobi nha, rồi 2.900.000 cộng số điện thoại luôn anh chị. Dài khoảng tầm cỡ là 4 tấc 2 chị Candy. Này 4 tấc 2 nha. Rồi 2.900.000 luôn nha. 4 tấc rưỡi em lấy một sợi hả? 4 tấc 2. Dạ 4 tấc 2 nha chị. 4 tấc rưỡi không có chị. Rồi 2.900.000 luôn nha. 2.900.000 còn số điện thoại luôn anh chị ơi. 2.900.000. Dạ chỉ có 4 tấc 2 thôi anh chị. Em gỡ ra luôn. Vòng cổ chờ chút em gỡ ra luôn. Dạ dạ có 4 tấc 2 thôi nha. Rồi còn dòng trình nào 3 màu ok. Nguyễn Nguyên đợi tiếng á chị. Rồi 2.900.000 còn số điện thoại luôn nha. 3 đơn nhanh tay giùm em mấy chị. Nhanh nhanh đi em lên cái khác cho mấy chị. Rồi em lên đồ sale đồ cho mấy chị. Rồi chị Phan Ánh là 2.900.000 luôn. Rồi Phan Ánh là 2.900.000. Mấy chị chốt để chắc giùm em nha. Rồi 2.900.000 luôn nha anh chị nha. Dạ chỉ có 4 tấc 2 thôi nha.
Dạ chị nè. Đây là hôm nay toàn trang lẻ. Dạ không vừa. Rồi 2.900.000 cầu xuống thôi luôn á chị Phương Thúy. 2.900.000 mấy chị, tiền công có 265.000 thôi. Dạ rồi em biết rồi, anh Quang Trung Trần cảm ơn anh nhiều nha. Rồi 2.900.000 cầu xuống thoại luôn nha anh chị, 2.900.000 luôn nha. Cộng số điện thoại luôn, chị Kim Miếu Hình ơi, chứ một đơn á chị, dây Kim Tiến luôn nha. Rồi 2.900.000 chị Sela, Sela hiện tại còn một đơn. Còn một đơn nữa. Hiện tại còn một đơn nữa anh chị ha. Nên mặc cái chuyện nhỏ một chỉ mấy đêm nhé. Ok chị nhé. Dạ. Nguyễn đợi tí luôn. Anh á. Rồi 2.900.000 hiện tại còn một đơn nha anh chị ha. Rồi Hân Giang có lên dây ống đồng 5 chỉ luôn á, anh đợi tí luôn nha. Minh Mảnh nè bà cô. Rồi này là để em lên, hiện tại còn một dây, chị nào lấy thêm không anh chị? Mập nó sợ chê một mâm. Mập nó sợ chê một mâm vậy, em không biết để đâu vậy, mắc cái này xuống đi. Em mắc cái này xuống, để em lên cái này. Rồi, nhẫn một vàng bao nhiêu vậy em? Rồi ok, để báo giá luôn nha chị Long Huỳnh nha. Hiện tại còn là 2.900.000, anh chị nào lấy thêm dây không mà. Lên dây sáng trọng lượng bao nhiêu quá chị Mi Ruby ơi? Em có lên dây sáng đó chị. Rồi chưa kịp là lắc mập đưa cái này lên rồi mập. Em đưa cho hai. Rồi để qua màu khác nhân chị chốt thêm luôn nha. Rồi bây giờ là em lên đồ lẻ nha. Mỗi sản phẩm em có được một đơn đeo dưới dây Minh Mảnh nha. Đây mập đây là động lực đi qua nha. Động lực đi ốm nó bớt đi nha mập. Có lên dây mày chị cắt đệm bùi. Mấy chị, đây là trà. Anh gì à? Hiếu Nguyễn ơi, anh lấy chắc em nhường cho anh một cặp này đi. Cái này này đẹp nè, anh đeo dưới dây mảnh đó dễ thương lắm. Cái này là túi thơm nha, túi thơm là đá thạch anh nha. Đây là em sẽ nhường cho anh cái này. Anh chị trong nước đó. Việt Nam mà nhân viên em có gửi hình ảnh qua là đi hàng hết rồi nha. Chị đẹp Trần Quỳnh Thị ơi. Đây, em có được hai cái túi thơm nha mấy anh mấy chị. Đây là đá thạch anh luôn ha, đá thạch anh, đá thiên nhiên nha. Rồi trọng lượng vàng của nó thì là cỡ khoảng là 2 phân vàng. Trọng lượng là 2 phân, tiền công là 450.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 1.200.000. Anh Hiếu Nguyễn, anh có lấy cái này không ạ? Anh Hiếu Nguyễn ơi, cái này là 1.200.000 nha. Em sẽ ưu tiên cho anh trước hai cái này rồi bắt đầu em lên mấy cái khác nha. Rồi em để lên cho chị Công nha chị. Thảo ơi, giao hàng cho chị chưa chị Trần. Dạ, dạ, đi chị. Rồi đó chị ơi. Chị Điệp Trần Thị ơi. Đi hết rồi đơn. Qua đi hết rồi. Đi sạch sẽ luôn rồi đó, đi sạch sẽ luôn á. Anh Hiếu Nguyễn ơi. Rồi nè anh cứ suy nghĩ đi nha. 1.200.000 nha, em có được hai đơn nha. 1.200.000 rồi em qua. Có. Rồi Hiếu Nguyễn có như là có anh, đơn ha. Đây, đó em nhường cho anh có hai cái, em có cái thứ ba nữa luôn đó. Rồi em nhường cho anh đó nha. Thương anh lắm luôn đó nha. Ủa chị Vy là mặt trời nội N5 hả? Dạ nội là năm rồi, Vi già, trời ơi Vi già nó thấy giỏi dữ vậy trời. 1.650.000 nhân Vi già. Rồi tiền công là 208 nhân Vi ơi. Rồi chị Linh Nguyễn 1.200.000. Hết rồi con, hết rồi con, hết rồi. Cái đó thì cho anh Hiếu Nguyễn mà. Rồi bây giờ em lên cái này cho. Ok em chốt cho anh Hiếu Nguyễn thôi nha, còn lại 1.200.000 em hết rồi em, nha em chị. Em chốt rồi, em chốt rồi. À rồi bây giờ còn đây Vũ, gì à. Rồi còn một cái túi này là thạch anh tóc nha. Thạch anh tóc mà pha vàng luôn ha. Rồi tiền công 430 một cái, 1.600.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 1.600.000 mấy chị. Rồi Bích Như. Chốt này chắc giùm em nha. Rồi Bích Như là rồi mặt túi tiền cho Bích Như nè, 1.600.000. Rồi tiếp tục em còn cái mặt đây. Đây là tiền công 320, đây là hộp bẹt. Để coi cái này cào của trắc. Dạ rồi. Dạ chị Mido bây giờ sáng hôm nay cả 4-5 chỉ có luôn nha chị ha. Có lên xi men luôn á chị Bé Vô qua đợi tiếng nha chị. Lên xi men này khoảng tầm cái là 2.500, là 1.600.000 chị Ngọc Bích Hà em hết rồi chị ơi, có một cái à. Ồ, một cái này nha. Là hộp xịn nha mấy chị ơi. Đây là hộp ngọc trai nha, hộp ngọc trai chứ không phải hộp bẹt nha. Đây hột ngọc trai chứ không phải là hột bẹt đâu nha. Em mới em cào, em lấy cái móng tay em cào thử mấy chị. Gan ghê. 1.600.000 em hết. Em lấy móng tay em cào ơi. Thử. Tiền công là 420.000 đồng. Đây tiền công là 420, đây là hột bẹt nha. Hột ngọc trai thật nha mấy chị, hột ngọc trai thật tiền công con. Vừa ghi tờ giấy giùm con, 420. Cú pháp chốt đơn hàng là 3.200.000. 3.200.000 cộng số điện thoại. 3.200.000 cộng số điện thoại giùm em nha. Rồi 3.200.000 cộng số điện thoại giùm em. Rồi tiếp tục cái mặt màu xanh nha. Em chào chị Phạm Thị Huỳnh Như ạ. Rồi mặt màu xanh tiền công là 320.000 đồng. Trọng lượng vàng là 1 chỉ ha. Rồi 3.200.000 bằng pháp quy tâm. Rồi ok 3.200.000. Rồi chị Văn Nam Nguyễn ơi mình chậm rồi chị ơi. Đây đẹp quá. Rồi cái mặt dây chuyền này là trọng lượng của nó là 1 chỉ 2 nha. 1 chỉ 2 tiền công là 320, của pháp chốt đơn hàng là 4.300.000. 4.300.000. Xuất sắc, 4.300.000 cộng số điện thoại 4.300.000. Em chào chị Minh Hà, chị Hục và chị Minh Hà ơi. Tiếp tục em làm nhanh một chút xíu nha. Cái mặt dây chuyền này là hột trà nha. Đây mấy chị, hột trà trụ ở chính giữa này nè. Mấy chị mà mua là 500.000 đồng nha, không có hàng đâu. Rồi thợ Kim Hoàng ông làm luôn cái kiểu này luôn, rất là đẹp luôn. Đeo mấy cái dây mảnh mảnh hồi nãy nha. Dây thanh thanh mảnh mảnh có khoảng 1 chỉ trở lại một nha. 3.200.000 em hết rồi Huỳnh Lợi Huỳnh ơi, để qua màu khác nha chị. Rồi cái này là 4.300.000 nha. Rồi 4.300.000 cho Lê Kim. Kim. Rồi em chốt 4.300.000 cho Lê Kim ha. Này con. Rồi tiếp tục. Cái này là tiền công 250.000 đồng, cú pháp chốt đơn hàng là 2.300.000.
2.300.000 cộng số điện thoại giùm em. 2.300.000 cộng số điện thoại luôn nha chị ha. YSL. Đây tiền công 340.000 đồng. Cái này tiền công ngoài thị trường là 700. Trên livestream này em sale với giá 340.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.900.000 cộng số điện thoại. 2.900.000 cộng số điện thoại luôn. Rồi 2.300.000 là chị là Mirobi luôn nè. Rồi. Ruby mặt trời. Ruby mặt trời. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Đi lên bên mảnh này rồi lên cái bự sau. Rồi cái này là con là hồ ly nha mấy chị nha. Thần hộ mệnh của tình yêu nha. Đây hồ ly. Đó, rất là cưng luôn. Đó, dành cho phái nữ nha. Phái nữ nha. Rồi tiền công chỉ có 320.000 đá thạch anh màu xanh nha. À nè, ruby mặt trời dạ, 2.3 em lấy nha. Rồi ok. Rồi cái này là 2.400.000. Tiền công là 320.000 đồng. Dạ, pháp chốt dạ chị Mirobi ơi, mình không chốt được đơn với chị. 2.400.000 gì cũng mập. 2.400.000 cộng số điện thoại mập. 2.400.000 nha chị Mirobi ơi, giờ mình không chốt được đơn với chị. Dạ cảm ơn chị Hương Sen nha. Lấy cái mâm tròn đỏ đi con. Rồi 2.900.000 nha, nhanh tay giùm em nha. 2.900.000 nha. Rồi 2.400.000 trà Trịnh Thu Hồng. Rồi Trịnh Thu Hồng nha. Trà Trịnh Thu Hồng 2.400.000 rồi. Em còn cái này là 2.900.000 cộng số điện thoại giùm em. 2.900.000 cộng số điện thoại luôn nha chị ha, nhanh tay giúp em luôn nha. Rồi đi qua mẫu khác luôn nha chị. Wow, cái mặt màu đỏ này cưng quá, sức cưng. Mặt này hôm nay lựa hàng đẹp quá. Đây mấy chị đẹp quá mấy chị ơi. Đây tiền công là chỉ có 320.000 đồng. Cái mặt dây chuyền này mà nếu mà mua ở ngoài thị trường là cả khoảng 800. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 320.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 4.100.000 cộng số điện thoại. 4.100.000 cộng số điện thoại nha. Cộng lượng vàng đó là 1.2. Rồi nhanh tay giùm em nha. Trang thử vàng xinh lá hôm qua em chốt đơn đã đi chưa hả? Nói chung mình đơn anh chị đi hết rồi. Đi hết rồi Hương Sen ơi, đi hết rồi. Đi hết rồi. 4.100.000, 4.100.000 cộng số điện thoại nha. À Nana nhận được hàng rồi, giờ 4.100.000 thôi cho chị Tiết Nhung luôn nha. Cảm ơn chị nhiều. 4.100.000 luôn. Em chốt cho chị 4.100.000 đi chụp màn hình đi con. Bữa sau đưa chụp màn hình con đứng lên cái bật đi. Sao không đẩy cái bật này không? Khỏi 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 chị. Chị Tiết Nhung ơi chụp lại màn hình giùm em nha chị Tiết Nhung nha. Rồi xong. Rồi để một khách thêm cho chị chốt đơn thêm rồi, luôn nha. Rồi đây là hai con cá heo nha. Vi, con cá heo đẹp nè Vi nè. Rồi ngập chung qua nữa. Đây là con cá heo nha mấy chị. Ở trọng lượng vàng là 1.3, tiền công chỉ có 350.000 đồng. Cái hình cái tiền này. Cú pháp chốt đơn hàng là 4350. Cú pháp chốt đơn hàng là 4350 cộng số điện thoại. 4350 cộng số điện thoại luôn nha chị nha. Mặt đồng điếu lớn không em hả? Rồi có mặt mình có xíu. Luôn đợi tí ha. Rồi tiếp tục mặt kim tiền mấy chị đẹp chưa? Wow, xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa? Mặt kim tiền nha. Mặt kim tiền đeo với dây một chỉ máy hai chỉ vẫn được luôn nha. Đây, tiền công ngoài thị trường là 700. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá 280.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 4.200.000 cộng số điện thoại. 4.200.000 cộng số điện thoại luôn nha. Rồi trên trang đợi tí chị ơi, em mới đợi gì vậy? Đợi dây á chị ơi. Dây gì? Dây gì? Chị Trang Nguyễn nào? Dây chỉ công ống hả hay sao? Cái gì vậy? Như Trang Nguyễn này mình đợi dây khoảng tầm cỡ mấy chỉ đúng không chị? Đợi tí nha. 4.200.000 số điện thoại giùm em, 4.200.000 nha. Với lại dây sắn khoảng tầm cỡ 5 chỉ chị Mirobi đợi tí nha, chị có lên dây sắn 5 chỉ thì mình chốt luôn nha. Đây chữ trà nồi, chữ trà nồi, trà nồi 2.650.000. Rồi chị 4.200.000 là... chị lấy, em lấy. Chị tên gì vậy chị? Chị bên Đài Loan ơi, chị tên gì chị bên Đài Loan? Chị hai ba ta mà ngồi cái ghế xong rồi là mặc áo hồng 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 mà là ghi là 4 triệu. Em lấy 4.200.000 á là chị tên gì nè, chị chụp lại màn hình giùm em nha. Chị vào trên Messenger vô em kết bạn với chị luôn bây giờ luôn nha chị nha, chứ lỡ cái gian người ta bay vô ta lừa chị nha. Chị xin cái tên Việt Nam á chị, với lại chị vào trên Messenger là 4.350.000. Con cá heo 4.350.000 mấy chị, đẹp quá mấy chị ơi. Cưng quá trời cưng luôn, 4.350.000 nha. Tiền công là em sale có 350.000 đồng. Ngoài thị trường là 650.000 nhưng mà trên livestream này bán quá rẻ luôn nha. Rồi. Chị ở bên Đài Loan ơi, vào trên Messenger giúp em với chị bên Đài Loan ơi. Đeo dây sắn. Nè mình chốt cho em là 4.200.000 mấy chị. Được không? Chị sắm 4 chỉ bự quá đúng không? Cái này nhỏ, khoen nè. Được ha. Chị lấy mặt con cá heo ạ. Rồi chị Trần Hậu lấy mặt cá heo nha. Em chốt cho chị Trần Hậu chụp lại màn hình giùm em chị Trần Hậu nha. Chị ơi, rồi. Chị canh minh chị đây là tiền công có 280.000 đồng thôi mấy chị, tiền công 700 nhân nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 280. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.650.000. 2650 cộng số điện thoại. 2650 cộng số điện thoại luôn anh chị ha, em ơi, em luôn nha. Chị bên Đài Loan vào trên mix. Chị ơi, canh cho em. Dạ rồi, chị bên Đài Loan mà đã chốt được cho em là 4.200.000 mấy chị, vào trong Messenger người chờ giúp em với chị ơi. Đây mấy chị. Đây là hộp ngọc trai thật nha, nãy chị nào mà chốt không được nè. Rồi chốt cái này nè, ngọc trai thật nha. Đây hộp ngọc trai thật nha. Rồi. Trai thẳng nha chứ không có quẹo nha. Đây mấy chị nha, trai thẳng không quẹo nha. Rồi 2650 nha. Chốt chị Lan Tuyết 2650 cái mặt trời nầu luôn nha. Rồi chị Lan Tuyết đi lên đi con. Chụp hình lại giúp em chị Lan Tuyết ơi. Chụp hình lại chị Lan Tuyết nha. Rồi ok.
tội con quá rồi chị Hà Thu là 2650 em hết đó chị, 2650 em hết rồi. Để cho qua chân âm nhỏ con gái né qua. Mặt mẹ của âm có luôn á chị Lan Lan Nguyễn ơi. Cái mặt thanh giá như Nha Thảo hả chị em? Ok có luôn, mặt okay, ơi, luôn. Mặt thanh giá, mặt ơi. Có mặt mẹ quân âm luôn á, anh chị đợi tí nha anh chị ha. Và lên dây xoắn cho anh chị chốt luôn nha. Rồi cái này là cho 2 triệu 300. Cho em bông mặt nhỏ 2 cái hả? Bông mặt nhỏ 2 coi. Cái gì, cái gì? Cho em bông mặt nhỏ 2 cái, chị Minh Ly. Là sao? Ủa nãy giờ chưa lên bông bông đúng chị? Từ từ đừng rối, đừng rối, từ từ, từ từ. Rồi 2650 là cái gì hết luôn rồi. Cái này là 2 triệu 300. 2 triệu 300 cộng số điện thoại giùm em. 2 triệu 300 nha. 2 triệu 3 okay, cho Mi Trần luôn. Mi Trần là 2 triệu 3. Rồi Mi Trần khách mới hay khách cũ nè? Mấy chị khách mới để chữ là khách mới giùm em nha. Khách cũ là thôi không để, mà khách mới để giùm em khách mới nha. Dạ, để cho em biết chừng. Dạ chị Mi Trần khách cũ chị. Là chị ở bên Đài Loan là chị tên tắt quế phòng đúng chị? Anh Lan Nguyễn lên mặt mẹ Quan Âm. Đúng rồi, khoảng tầm có mặt màu, mẹ tím. Màu tím hả? Màu tím Quan Âm màu tím có không mập lụm đi. Đó mà hộ một trai em hết rồi chị ơi. Rồi cái này là chà nồi nha mấy chị. Cái này ngoài thị trường là 1,2 triệu nha. Cái mặt chờ nồi này là 1,2 triệu nha mấy chị. Nhưng mà trên livestream này chị, em bán với giá là 350.000 đồng. Đó chị đó. Trọng lượng vàng của nó là 1,3 triệu. Cú pháp chốt đơn hàng là 4,460 triệu. 4460 cộng số điện thoại. 4460 cộng số điện thoại giùm em. Rồi chị ơi em nhận được. Chị vào trong Messenger giúp em mấy chị nha. Em có số điện thoại của chị rồi. Wow đẹp quá đẹp quá. Tiền công 260. Oh wow wow cưng quá mấy chị ơi. Rồi đẹp quá trời luôn. Rồi 4460. Ok 4460 chị Quỳnh. Cho là anh vợ 4460 nha. Rồi. Chắc chết với chị Thảo quá chết chắc luôn. Rồi hoa. Bán rồi chị ơi, cái này là 1,500. 1,500 cộng số điện thoại giùm em. 4460 em hết 500. Rồi. Em chào chị Thu Hà nha. Cái viên này là viên hột sòn nhân tạo nha mấy chị. Một cái viên như vậy nè là mua trong vốn á. À chị Tắc Quế Phương đúng không chị? Chị rồi. Phương ơi vào trên Messenger giúp em chị Phương ơi. Chị Vy là 1,5 triệu nè, chốt cho Vy 1,5 triệu nè. Chị Phương ơi, chị vào trên Messenger giúp em với chị Phương ơi. 1,5 triệu là chị Vy rồi nè. À cái gì đó này nó dạ là 1,5 triệu em hết rồi chị Hiếu Nguyễn ơi. Chị Phương ơi vào trên Messenger giúp em với chị Hoàng Tiên Mắng. Anh Hiếu Nguyễn cho mấy chị. Dạ rồi. Rồi cái này là 1,3 triệu nha, túi tiền, túi thơm cho mấy chị. Túi thơm thạch anh màu vàng, tiền công là 285, trọng lượng vàng là 2,5 phân. 1,3 triệu có 2 cái túi tiền màu vàng. Quế Phương. Hai túi tiền màu vàng nha, 1,3 triệu. 1,3 triệu cộng số điện thoại giùm em, 1,3 triệu. 1,3 triệu cộng số điện thoại luôn nha chị. Chị Phương ơi, chị Phương bên Đài Loan á chị. Cho em hỏi là Zalo của mình là tên Khoan Nguyễn đúng không chị ơi? Comment lại giúp em luôn với. Mập ơi lên bông cúc gà rồi hai người Thanh Hà với gì đó nữa. Thanh Hà là chị Phan Ánh luôn nha. Phan Ánh luôn. Thanh Hà với Phan Ánh luôn hai người. Hai người luôn. Hoa cúc đó em ơi. Chị Thanh Hà ơi, đây là số điện thoại chị Thanh Hà ơi, mới chốt đơn cho chị Thanh Hà nha. Màu trắng. Thanh Hà ơi, đây là số điện thoại chị. Việt Nam cho xin số điện thoại, còn bên nước ngoài chị comment lại giúp em với chị Thanh Hà nha. Chị Ngọc Bích ơi, mình chốt phục của chị Ngọc Bích ơi. Cái mặt chữ quy to không em hả? Dạ mặt chữ cái chưa có về chị ơi, 1,3 triệu em hết rồi nha. Mặt túi tiền hả? Dạ có rồi chị Bích Ngân ơi, chốt chị một cái túi tiền rồi. Đây là 1,5 triệu nha. Tiền công là 250.000 đồng. Đây là ngọc trai thật nha mấy chị. Viên ngọc trai thật nha mấy chị. Viên ngọc trai thật nha. 1,5 triệu cộng số điện thoại giùm em. Hôm nay em sale banh nóc nhà Kim Thành Thảo luôn mấy chị. Hồi tối vợ chồng con gái ra đường ngủ rồi. Bây giờ là cho ra mấy viên ngủ luôn nha. Đây là 1,5 triệu. Ok chào Trịnh Thu Hồng luôn. Trịnh Thị Thu Hồng 1,5 triệu nước ngoài này con. Rồi bây giờ em lên cái này dạ, cưng okay, quá. Dạ ok chị Phan Ánh, hồi nãy chút nữa em dọn đơn hết cho mình luôn cho wow, chị. Wow wow cái mặt này đẹp quá mấy chị, nhìn nè, nhìn kỹ giùm em nha. Đây là ngôi sao nha. Đây cái mặt đỏ kìa chị Thảo rồi. Ok ngôi sao đơn đợi tí. Ngôi sao trước, ngôi sao ơi, sau. Dạ vâng. Ok ok chị Phương đẹp ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa. Còn chị Phương ơi còn đó không chị Phương? Chị Phương ở Đài Loan ơi, chị còn đó không chị? Đây 1,5 triệu. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cái này là 7 phân. Tiền công có 250.000 đồng thôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 2,4 triệu cộng số điện thoại. 2,4 triệu cộng số điện thoại giùm em. 2,4 triệu cộng số điện thoại. Một chị Phương đơn. Ơi, cho em hỏi chị Phương nãy chốt đơn công bên em là 4,2 triệu. Chị em kết bạn với Zalo cho mình rồi Facebook Khoan Nguyễn đúng không chị? Zalo Khoan Nguyễn. Là Zalo Khoan Nguyễn đúng không chị? Rồi nếu mà Lan đúng Hoàng. Mà kết bạn với em mấy chị nha. Em chốt cho Lan Hoàng nha. Em chốt cho Lan Hoàng ha. Rồi Lan Hoàng luôn. Lan Hoàng là khách mới hay khách cũ vậy? Lan Hoàng hả? Cũ mấy anh mấy chị nè, khách mới ghi giùm chữ khách mới giùm em để em biết đường em cho kết bạn nha, chứ không thôi là bị lừa nha, em nói trước nha. Rồi cái này là 2,1 triệu cộng số điện thoại. Nước ngoài ghi chữ NN giùm em nha. Rồi 2,1 triệu cộng số điện thoại giùm em. 2,1 triệu tiền công 250.000 đồng. Đây mấy chị, wow đẹp chưa? Đây 2,1 triệu luôn nha chị. Cho em hỏi chị Phương ơi, Phương bên Đài Loan ơi, còn đó không? Vậy comment lại giúp em với chị Phương ơi. Rồi chữ trà nồi
tiền công 300.000 thôi. Rồi chị Sittina Nguyễn, em chốt cho chị Sittina Nguyễn nha, 2.100.000. Chị Sittina Nguyễn chốt là chắc giùm em nha, chốt cái nào lấy cái đó. À, hủy đơn hàng là em sẽ không bán nữa nha. Rồi mặt địa lớn có luôn nha anh chị nha. Rồi mặt tiền địa lớn có luôn. Nó có tiền nãy mới rồi. Tiền hết rồi, bây giờ 3.210.000, tiền công 300.000 đồng thôi. Tiền công ngoài thị trường là 750.000 đồng, nhưng mà trên livestream này em bán với giá 300.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 3.210.000, 3.210.000, nhanh tay giùm em, 3.210.000 hết đơn. Đây là mặt hộp trà, cái viên trà này đẹp lắm nè, có nhớ mãi nụ cười. À, ok, cái gì? Rồi Trâm Nguyễn luôn ha. À, chị Trâm Vương. Trâm Vương nha, em chốt cho chị Trâm Vương cái mặt trà nồi nha. Rồi cái mặt Vi thích cái này lắm nè. Vi ơi, cái viên này thích lắm nè, nhưng mà không biết là cho chị coi ông địa rồi. Rồi có luôn cho chị Quỳnh, coi ông địa đi mặt với mặt. Có luôn nha, đợi tí nha chị ơi. Cho em hỏi là chị Phương còn nó không? Chị Phương ơi, cho em mặc cái chành nầu 3-2-10 nha. Ông địa nha, ông địa cẩm thạch chứ không, ông địa thạch anh. Bạc mấy em hết rồi chị ơi, dạ 3.200.000 chị Dương. Em chào chị Dương cao nha. Ông địa vàng cẩm thạch. Em chào chị Dương cao rồi, 3.200.000 chị đang cầm hả chị? Phải không, hết rồi, sạch sẽ luôn rồi. Rồi cái này là 1.100.000, chắc đọc như máy bay xe lửa quá. 1.100.000 nha, 1.100.000 nha. 1.100.000 đồng số mọi luôn nha. 250.000 đồng. Tiền công là 250.000. Em nói nghe nè, mỗi chị là mua một sản phẩm thôi. Mua hai sản phẩm thì chắc em không bán luôn á. Là tại vì mấy chị lấy hai sản phẩm mấy chị thả lại rồi, một cái. Trời, Trịnh Thu Hồng 1.100.000 luôn. Trịnh Thu Hồng là 1.100.000, nhớ nha mấy chị nha. Mua là phải lấy cho em nha. Mua mà xả ra mấy chị không có, mua tội nghiệp mấy chị, mang tội chết luôn nha. Rồi em chốt cho Trịnh Thu Hồng nè. Trời, Trịnh Thu Hồng luôn nè. Nhớ nha mấy chị nha, một chị là một cái mặt dây chuyền thôi. Mà mua là hai ba cái cũng được, mà lại phải lấy cho em. Chứ xả ra là tội cho mấy chị mà mua không có hàng, tội nghiệp lắm luôn đó. Tiền công 290, cú pháp chốt đơn hàng là 3750 cộng số điện thoại. 3750 cộng số điện thoại. Dạ em có lên tin nhắn cẩm thạch luôn á chị ơi, có gì Tuyết Nhung đợi tí chị. Tại giờ em hết rồi 1010. 3750 cộng số điện thoại 3750. Wow, 3750 chị nha. Trái thơm, trời ơi trái thơm. Chị có Phương, hai trái thơm. Chị Phương ơi, cho em hỏi là em có cái bạn một số Zalo cho mình. Chị Zalo là tên Khoan Nguyễn không chị? Chị ơi. Đúng không chị, đồng ý vào kết bạn giúp em nha. Đây là một chỉ hai nha. Đây mấy chị, tiền công em sale rồi, 3750. Ở dưới 50. Đó con, ở dưới đó con. Cho anh Võ luôn nha. Cho anh Võ 3750. Chụp hình lại giúp em mấy chị, cảm rồi, ơn chị. Rồi cho anh Võ nhiều chụp hình lại nha. Rồi em có hai trái thơm mấy chị nè. À, cưng dạ, chưa nè. Rồi tiền công là, tiền công ngoài thị trường là 950.000 đồng. Đây hai cái trái thơm nha. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 350.000 đồng. Đó, tiền công chỉ có 350. Cú pháp chốt đơn hàng là 4.300.000. 4.300.000 màu vàng, màu cái gì đó, màu trà và màu trắng. 4.300.000. 4.300.000 nhanh tay giùm em. 4.300.000. Em thấy chị Nhi Nguyễn rồi chị, em thấy chị Nhi Nguyễn rồi nhanh cho mà em hết rồi anh chị, hiện tại còn trái dứa à. Bao nhiêu là em hết rồi nha chị, nhớ mãi nụ cười ơi, với là chị Mirobi luôn nha, em hết đơn rồi. Rồi mấy chị, đây hoa cúc. Rồi mặt ông địa ok, đợi tí luôn. 250.000 đồng. Đây, cú pháp chốt đơn hàng là 2.250.000. 2.250.000 cộng số điện thoại giùm em. 4.300.000 luôn hả chị Lê Kim luôn. Lê 4.300.000. Rồi Lê Kim chụp lại màn hình giùm em. Lê Kim là 4.300.000 nè. Rồi dưới chị là Thị Kim Lan Phạm luôn. Thị Kim Lan Phạm là 4.300.000 màu trà ha. Rồi ok luôn. Chị ơi, chị là khách mới, chị vào trong Messenger kết bạn giúp em với chị Thị rồi, Kim Lan Phạm luôn. Ngăn nhỏ hôm nay giỏi quá à. Rồi cái này là 2.250.000. Ông địa đá hổ phách có không? Dạ có luôn, Suri Nguyễn. Dạ em thấy chị Nhân Nguyễn ơi, chị Nhân Nguyễn ơi, em thấy mình có chốt đơn mà chốt phục quá chị. Lấy ông địa đá hổ phách cho chị. Ông địa hổ phách giùm chị lớn nhỏ luôn. Thị Kim Lan Phạm ơi, vào trong Messenger nhắn người chờ chị, Facebook là Trần Thị Phương Thảo nha. 2.250.000. 2.250.000 nha. Trọng lượng vàng đó là 6 phân 1. Rồi 4.300.000 màu trà hết rồi, hết rồi. Hết rồi. 2.250.000 nha, rồi em qua. Thế còn mở trăm mâm hả? Ủa, có hồn hộp bẹt hả chị? Đâu hộp bẹt đâu hết rồi mà. Hết rồi, hết rồi. Chị Thị Kim Lan Phạm ơi, vào trong Messenger giúp em mấy chị. Rồi 2.250.000 luôn nha. Chốt của chị là Kim Thị Kim Lan Phạm luôn. Thị Kim Lan Phạm nha. Vào trong Messenger giúp em mấy chị Thị Kim Lan Phạm ơi. Anh Ngọc kìa, kết bạn mà không thấy ai trả lời. Rồi anh Ngọc kết bạn lại đi kìa, nhanh tay lên. Mấy chị anh mấy chị kết bạn lại, nhớ là gọi video nha mấy chị. Em dùng từ gọi và quay. Quay là có nghĩa là nó đã cũ rồi ha, quay lại hình ảnh cũ thôi. Còn gọi là gọi trực tiếp, hình ảnh sống động thì là mấy anh mấy chị mới không bị lừa. Chứ còn mấy anh mấy chị là nhầm lẫn sự gọi và quay nha. Gọi video trực tiếp cho em đó, thì là mấy chị sẽ không bị người ta lừa. Bắt buộc là phải chủ tiệm vàng phải ra mặt đó, phải chào, hoặc là quản lý chi, hoặc là quản lý, hoặc là quay, hoặc là gọi video để cùng cầm luôn, quay luôn xung quanh luôn cái tiệm vàng mình luôn nha. Đá hô phách nữa em.
Chị Quỳnh Phạm ơi, chị đợi tí chị Quỳnh Phạm ơi. Một cái. Rồi chị Thủy Kim Long Phạm đây chị nè, từ con đợi tí. Đây là Messenger em của chị đúng chị, không? Chị xui của em. Đây nhắn vào này chị ha, đây Messenger chị nè. Nhắn vào này nha, chị không thấy trên Trần Thị Phương Thảo đúng không? Chị nhắn ở trên này chị nè. Đó, hình ảnh nhỏ trên này ha, nhắn vào này. Nó có chữ là tin nhắn đang chờ nè, chạm vào này giúp mặt em luôn nha. Có Facebook là Trần Thị Phương Thảo chị nha, em có gọi điện cho chị nè. Đây nè, Thị Kim Long Phạm em có gọi điện và có like cho mình chị nè, vào giúp em luôn nha. Nếu mà chị không biết làm nữa, chị cứ comment lại giúp em thì để em kết bạn vào số Zalo nha chị. Comment lại giúp em nha. Đi trả lại cho chị Danh. Còn là anh Ngọc ơi, vào trong Messenger giúp em luôn và phần tin nhắn người chờ. Trai một bẹt chị ạ. Rồi để em xem nhắn đen luôn. Ok, đợi tí anh chị ơi. Rồi nhắn đen là 8 triệu. Rồi chị Minh Minh Lê là Trà Thảo Cầm. Rồi Trà Thảo Cầm là 1.550.000. Rồi chúc rồi, Minh Lê luôn. Giùm em Trà Thảo Cầm nha. Rồi, dạ. Okay. Rồi 2.900.000, tiền công là 340.000 đồng. 2.900.000. Cái mặt dây chuyền này ngoài thị trường là cỡ khoảng là 700, nhưng mà trên livestream này em bán là 3.400.000 cộng số điện thoại giùm em. 3.400.000 nha. Rồi chị Quanh Võ đi mẫu điện màu xanh. Xin lỗi, 2.900.000, xin lỗi 2.900.000 nha. Rồi chị Hiếu Nguyễn gì nè, anh Hiếu Nguyễn nè, cho em gửi điện chứng khoản này. 1.250.000. Anh Hiếu Nguyễn này nhanh giùm nha em nha, cái chừng sợ là người ta bay vô ta lừa nha. Một bên vỏ nè, chị Quanh Võ lấy ông địa màu xanh này. Ông địa màu xanh là một tiền công á nha, là 1.250.000. Còn cái mặt ông địa này là em tặng, em không có lấy tiền, trị giá của nó là 2 triệu. Ông địa này là trị giá 2 triệu, nhưng mà em tặng, em không lấy tiền, em chỉ lấy tiền ông Thần Thiên Hoàng. Ông đánh ra là tiền công là 1.250.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 8.200.000. Trọng lượng vàng là 2 chỉ mốt. Chị chụp lại màn hình giùm em chị Quanh Võ. Chụp lại màn hình giùm em nha. Là rồi. Chị Quanh Võ luôn. Rồi chị Sela lấy bông chờ nào đang đeo chị ơi. Rồi bông chờ nồi đang đeo. Ủa mặt đeo cái hồi nào vậy? Mấy đôi? Một hả? Ồ trời, mập nó đeo em hồi nào mà em không biết luôn á chị. Rồi 8.200.000 có khách chốt rồi anh chị ơi. Rồi hộ phách mập đang đi kiếm, hộ phách mập đang đi rồi kiếm. Rồi chốt chị Quanh Võ rồi nha, chị Quanh Võ nha. Đây em còn, em chốt cho chị Quanh Võ rồi. Em còn một cái được con dán cái tiền bông, công bông hồng chị. To à, dạ rồi chị. Bông hồng to. Ok rồi, rồi đợi tí luôn. To đây, từ từ bông hồng nhỏ, bông hồng to. Quý quá rồi, em biết được bông hồng to nào luôn. Rồi, còn một cái nữa chị Thảo cho em cái mặt nhỏ, em lấy cho con gái. À rồi, chuẩn bị okay. Đi chị Thảo nha. Chị Thảo nhường. Sẽ nhường cho em một cái này. Bằng mỗi giá chị Thảo sẽ nhường cho em. Vũ đẹp trai cho con cái đi con. Để cho con gái. À, ưu tiên đúng cho rồi, em bé và người già và bà bầu nha. Rồi. Cái này là 8.200.000, đá thạch anh màu vàng nha, thạch anh vàng luôn nha mấy anh mấy chị. Đây tiền công là 1.250.000, chỉ có một đơn duy nhất luôn nha mấy anh mấy chị. Một đơn duy nhất 1.250.000 tiền công ha. Cú pháp chốt đơn hàng là 8.200.000, 8.200.000 ha. Chị cho em hỏi chị ơi, cho em hỏi là chị là Kim Thị Kim Long Phạm á, chị dùng Zalo không? Chị comment lại giúp em luôn với Dung Phan lấy nhẫn đen hả? À. Rồi, rồi okay. Dung Phan lấy nhẫn đen, em chốt cho chị Dung Phan nha. Rồi Dung Phan tiền 8 triệu. 8 triệu nha chị, tiền công là 550.000 đồng, ly tay 14 nha chị nha. Em chào chị Mai Lê nha. Rồi chị hồi nãy chị mới kêu chốt đơn công anh em á, chị có dùng Zalo không chị ơi? Vào trong Messenger giúp em với cộng địa màu xanh không hả? Ông địa màu xanh còn mà. Hiện nay còn màu đỏ được không chị? Chị phải đôi bông thánh giá hả? Đôi bông thánh giá là không có. Em mà cho tôi đeo đôi bông. Em có mặt thánh giá thôi anh chị ơi. Đẹp đẹp. Rồi để lên bông hoa hồng to anh chị đợi tí, để lên thêm cho anh chị chốt cho. Ủa, ê, té, mập đẹp. Ơi, tập té đó, mập tập té là ai bán dẻ. Ủa vậy là chị này có liên hệ được rồi đúng không? Liên hệ bên dạ rồi em chốt cho chị. Hả? Ở dưới Trang nhỏ. Ok chị, bên Trang đúng không? Ok nha. Không phải bên Trang, bên đặt tiếp. Dạ chị gọi điện đặt tiếp về cho mình luôn á. À ok ok chị. Cho em coi mặt nhỏ nữa đi hả? Ok phản ánh rồi đợi tí anh chị. Rồi từ từ để sửa soạn cho cô dâu về nhà chồng nha. Rồi chị vậy đó. Em chốt chị Sela lấy bông chị nào đang đeo mà. Chốt bông chị nào nói chị nói nè. Đợi là bông chị nào. Ờ bông chị nào nãy mình đưa lên anh chị. Wow, đưa bông mì kia mặt mày đeo tao đẹp dữ mày. Nhỏ. Này dán cái tem vô thì đây mấy chị, em có được là 2 4 Vũ đẹp trai một đơn này, dây Vũ đẹp trai một đơn đi con, là bán cho cháu đó. Rồi đây em có được là ủa cái đó màu gì chị, bóc màu gì vậy? Dạ màu trà. Màu trà, cái này màu cam. Em có 2 màu trà, 1 màu cam. Chị Sela nè, em chốt ra bông đang đeo mà chị Sela. Đây ai có em bé? Ai có em bé đây, ai có con nhỏ em bé? Đây là màu trà và màu cam nha. Em chưa làm gì hết. Tiền công là đau quá à, lỗ tay. Tiền công là 325.000. Ủa chị Quanh Võ vậy là mình có lấy mặt ông màu xanh không chị? Chị em chưa ghi gì hết đó nha, để đó cho em nha. À chị lấy luôn. Chị lấy luôn đúng không chị? Cho chị đổi ông mặt màu đỏ á chị đổi á, nhiều màu xanh. Đổi ok rồi. Rồi, 1.250.000. Rồi, chị Hương ơi,
Chị Hương Nguyễn nào không lấy màu xanh nhường lại cho em rồi. Ok, chị Hương Nguyễn là mặc ông màu xanh luôn nha. Chị Hương Nguyễn là mặc ông màu xanh luôn này. Từ từ. Để theo khởi. Cắt tim là xuất ra chưa? Quan trọng gì? Đưa đây. Ủa rồi. Xuất rồi luôn hả? Cắt tim rồi. Vậy hả? Rồi vậy là chị quên bỏ lấy mặt ông màu đỏ hả chị nha? Đây là 1 triệu nha. 1 triệu nha mấy anh chị. 1 triệu nha. Tiền công là 235 ngàn. 1 triệu nha mấy anh mấy chị. Em có dạ em chốt em của đẹp trai màu trà rồi anh ơi. Màu rồi. Trà chị chốt rồi. Lấy cái mặt ấm thạch xem mà. À em rồi, chào chị Trần Huỳnh Nhung. Chào một chút. À Trần Huỳnh Nhung đây. Vậy đây, là chị đây. Chị Hương Nguyễn ơi, hiện tại là em còn một cái màu xanh này, dầm chốt chị một cái nha chị nha. Cảm ơn chị Hương Nguyễn nhiều ạ. À. Rồi cái này là 1 triệu nha mấy chị nha. Đây là 1 triệu nha. Cái mặt túi không hả? Mặt túi rồi. Đây, đó mấy chị. À, rất là đẹp luôn ha. 1 triệu nha, tiền công chỉ có 235 ngàn. Một trà cho Phan Ánh nè. Phan Ánh là màu trà nè. Rồi còn màu cam nữa nha, màu trà màu cam. Còn chị đây còn màu cam nữa. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung lấy em cái mặt màu xanh xanh nè. Cấm thạch màu xanh không, cái này là mắt mèo. Mặt đỏ rồi ok, mặt okay, đỏ trên luôn. Hồ luôn. Cho mình trên hồ mặt đỏ luôn ha. Rồi luôn, còn một cái màu luôn. Còn một cái màu trà nữa là hết luôn. Hồi nãy là chốt cho anh Vũ đẹp trai một cái màu trà rồi. Chị Thảo chốt cho cháu một cái rồi đó, Vũ đẹp trai ơi. Rồi còn một cái màu trà nữa này là hết luôn nha, cho em bé nha. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung rồi cái màu đỏ hả chị ơi, hiện tại còn có màu trà. Còn màu trà nha chị. Đi, bán nó trả ngại lắm. Rồi. Rồi, đây đây là 1 triệu màu đỏ luôn nha. Đó, đâu mà nhiều vậy con? Có một cái màu đỏ đúng hả? Ờ rồi đúng rồi, có một cái màu trà, màu trà. Còn màu trà còn chị. Còn màu trà này chị nè. Còn một cái màu trà thôi nha. Em còn màu trà nha. Thôi nha anh chị nha. Sao con xả vô đây quá à? Không, cái này cái màu đỏ màu chị. Màu vàng đâu, màu vàng có ai mua chị, không? Cái màu đỏ nè. Chị cho chị quên bỏ một cái nha. Rồi bây giờ nói nghe nè, té té nhân mập. Tao té đang mập. Để rồi em biết có chị Phan Ánh. Ừ. Đây cái mặt dây chuyền này là 9,5 phân ha. Rồi trên hồ lấy mặt đang cầm luôn. Rồi trên hồ lấy mặt đang cầm mà chín. Trời ơi chưa được đọc gì hết. 9,5 phân tiền công á, ngoài thị trường là 1,250,000 nha. Nhưng mà trên livestream này bán với giá là 450,000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 3,600,000. 3,600,000 nha. 3,600,000 nha. Rồi chốt chị là trên hồ rồi nha. Chị Trần Huỳnh Nhung á chị. Trần Huỳnh Nhung lấy mặt cầm thạch cho chị. Oval tròn một méo máu vậy. Dạ rồi em biết rồi, anh Vũ đẹp trai đếm cho nhân viên để báo giá đơn anh. Rồi màu đỏ nãy có ai lấy nè? Cái mặt màu đỏ to là bao nhiêu màu à? Màu đỏ to nãy của chị vậy đó, dạ, đấy đúng không? Chị Quanh Võ. Chị Quanh Võ chỉ đổi mặt màu đỏ to này. Đúng chị rồi. Chụp lại màn hình giùm em nha, chị Anh Võ nha. 6,6 triệu. Tiền công với hột là 1,250,000. Rồi chị Anh Võ là màu đỏ nha. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung là 3,600,000 hả? À? Chị ơi hụt rồi. Qua rồi. Em còn một cái mặt của em bé là 1 triệu nha mấy chị nha. Còn cái mặt em bé là 1 triệu nè. Rồi cái mặt gì to kìa. Rồi bông hoa đỏ nhiều. Bông hoa đỏ to đây. Chị Trần Huỳnh Nhung chuẩn bị em lên mặt dây chuyền cẩm thạch cho mấy chị chốt nè, nhiều lắm. À, công ty hôm nay nhiều quá trời trời, cái mặt ông địa nhỏ luôn ha. Mấy cái này nè đeo nó ấm áp lắm mấy chị, đeo càng lên nước càng đẹp lắm. Em chốt mặt hoa đỏ rồi, từ anh chị ơi, để rồi, em báo giá. Mặt hoa đỏ là 7,400,000 rồi chốt với chị đi. 7,400,000 tiền công là 450,000 đồng mấy chị, chốt là nhớ nha, chốt là chắc giùm em nha. Hủy đơn là bữa sau em nhìn cái nick đó là em không có bán đâu nha. Rồi chị Huỳnh bé Huỳnh 1 triệu rồi ok. Bé Huỳnh là 1 triệu nè. Em chốt cho bé Huỳnh là cái mặt dây chuyền em bé 1 triệu nha. Rồi cái này là 7,400,000 cho chị. Rồi, nào chị My Ruby mặt trời. Chị My Ruby mặt trời 7,400,000 nha. Rồi ok. Rồi xong. Thôi đi, ưu tiên cho chị Nhung đi hai. Ưu tiên cho chị Nhung. Chị Nhung ơi chuẩn bị chốt nha chị nha. Để cốt pháp giùm em nha. Ủa chị Mập không tính tiền chị Mập. Con tính tiền nè. Tiền công là tính là cho chị Nhung 390 thôi. Tiền công 390. Trọng lượng là 1,1 chỉ. 1,1 chỉ nhân cho 390. Rồi 390 tiền công 1,1 chỉ. Chị Nhung ơi. 4 triệu chị. 4 triệu chị Nhung ơi. Chị để 4 triệu cho em. 4 triệu nha. Chị gây chị ok lấy cũng được là em để luôn cho chị luôn. 4 triệu nha. Cái mặt cẩm thạch này là mua ngoài thị trường á, là cỡ khoảng 1,2 triệu. Nhưng mà trên livestream này là em tính với giá là tiền công á. Tiền công thôi chứ mặt em không lấy nha. Tiền công là 390. Tiền công là 390 nha. Nhưng mà cái này 4 triệu rồi. Chị Sala, Sala 4 triệu rồi. Ơi chị Nhung chị làm chậm quá chị Nhung ơi. Nè mập này. Lấy rồi. Mập ơi. Mày cái này nè. Rồi 4 triệu. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung ơi qua đó chị. Cái đây là hàng cao cấp nha mấy chị. Nếu anh chị nào biết xài, em mới bán cái hàng sử dụng hàng này. Hàng này là hàng cao cấp. Rất là đẹp luôn. Để em ém qua một bên. Em bán mặt cao cấp cho anh mấy chị. Mặt này cho nam đeo nha. Nam đeo ha. Mà nữ mà dạng như phong cách vẫn đeo được luôn ha. Đeo rất là đẹp mà sang xịn sò lắm. Hàng cao cấp luôn ha. Hàng này trên thị trường đếm trên đầu ngón tay. Rồi chị Trâm Vương luôn ha. Lấy ông mặt địa nhỏ luôn ha. Rồi mặt địa nhỏ ha. Rồi ok. Khách mới thanh lý kìa, đang đeo sao bao nhiêu bà chị kìa, thanh lý. Cái gì? Khách mới.
Thanh Lý hả? Khách mới con cóc tím đang đeo bao nhiêu? À, rồi từ chờ em đi. Con cóc với cái con hồ ly nè, mà con hồ ly nè. Okay. Hôm nay con bé gì đó? Rồi Trần Huỳnh Nhung luôn nha, một cái luôn. Mắc đền cho con bé, bé Gia Huy đi. Điện thoại đi. Gia Huy ơi, em có đây không? Không, cái này là màu thạch anh. Mắc đền cho em, nó hôm qua nó không có tội nghiệp nó quá trời luôn. Linh Đa Trâm Nguyễn chờ chị nha. Rồi, cái này là bao nhiêu tiền đây con chị Mập? Chị giờ trả. Tiền công là chỉ có 300 ngàn đồng thôi nha. Em có được 3 đơn. Okay. Cô Pháp chốt đơn hàng là 3 triệu. À, được coi, 1 triệu 500. Cô Pháp chốt đơn hàng là 1 triệu 500. Em có được 3 đơn nha. 1 triệu 500 nha. Một Phật A Di Đà có luôn nha chị Phương Nguyên. Có Phật A Di Đà luôn. Rồi lấy em một cái cam thạch đi hả? Rồi, một cái cam thạch cho anh. Trần Huỳnh Nhung. Rồi, rồi còn cái này nữa. 1 triệu 500 nhanh tay dùm em. Có được còn 2 đơn rồi chị Trâm Vương luôn, một cái nhỏ luôn. Một cái nhỏ Trâm Vương, rồi còn cái lớn. Còn cái bỏ lớn riêng, đi bỏ chị. Riêng cái nhỏ đi, bỏ riêng cái nhỏ chị. Cảm ơn nhỏ chị. Trâm Vương cái nhỏ nè. 1 triệu 500 thiếu Nguyễn này kia nữa kìa. Nè, anh thiếu Nguyễn luôn đúng không? Dạ rồi. Ủa thối đâu rồi? Sao đưa qua anh đó đi? Có vô chị không sao đâu. Sao không sao được, cái này có ai lấy không? Dạ không chị, cái lẻ. Lẻ còn 1 triệu 500 là chị Quang Võ. Ủa Hiếu Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Hiếu Nguyễn. Anh Hiếu Nguyễn lấy rồi. Anh Hiếu Nguyễn. Ok Hiếu Nguyễn. Rồi xong. Rồi bây giờ là tiếp tục. Trời ơi, tiếp tục từ từ chờ em một chút, em làm tóc hành cho. Em biết chị Nhung không có thời gian nhiều. Cho nên là em lên tóc hành cho chị Nhung chốt nha. Em biết chị Nhung là không có thời gian nhiều. Chị quá giỏi, em quá ngưỡng mộ chị. Chị giỏi lắm luôn á. Chị Nhung khách sĩ á, em đang khen chị. Em có coi cái like của chị. Đây em có được 5 đơn nha. Em có được 5 đơn. Mấy chị nè, nhanh tay giùm em nha. Đây là em ưu tiên cho. Đây là 2 triệu 500 nha. Cái mặt dây chuyền này là 2 triệu 500. Tiền công có 430 thôi. Cô anh Hiếu Nguyễn nè, một tiền công chỉ có 430 ngàn đồng thôi mấy chị. Cái viên cẩm thạch này mấy chị mà mua ở ngoài thị trường á là cái này là cả khoảng 900 ngàn đồng mà không, cũng không có hàng đâu nha. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 430 ngàn đồng. Đó, thì cái này là 2 triệu 500. Ủa, cái 34 triệu 500 là cái gì? 34 triệu 500 là chị. Ở cái lắc lớn này là cái lắc nè. 34 triệu 500 này. Là cái sợi dây 34. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung 2 triệu 500. Trần Hình Dung là 2 triệu 500 nè. Chị chốt đi cho bé này nó kết bạn đi con. Em. Trần Hình Dung là một, ai nữa? Trần Hình Dung là một anh em, 2 triệu 500 rồi anh chị ơi. Rồi chị Kim Mỹ Huỳnh 2 triệu 500 luôn. Rồi Kim Mỹ Huỳnh là 2 triệu 500 rồi còn được 5 đơn nha. Nhanh tay giùm em nha. Rồi chị Trần Hình Dung 2 cái ok, chị Trần Hình Dung 2 cái nè, rồi em còn là 2 cái nữa là hết. Rồi thị Kim Lan Phạm em đã chốt chị sợi dây rồi đó chị. Em chị Kim Lan Phạm ơi, chị có dùng Zalo không chị? Để cho em kết bạn với Zalo với mình luôn nha chị. Thì Kim Long Phạm ơi, comment lại giúp em nha chị ơi. Bên em đã có các bạn bên phần Facebook của chị rồi đó, là Facebook Trần Thị Phương Thảo á chị. Chị vào phần phần tin nhắn chờ giùm em nha. Trời, mình sẽ thấy bên em đang. Rồi Kim Mi Huỳnh 2 triệu 500. Kim Mi Huỳnh. Rồi chốt của chị. Chốt rồi. À rồi Dana xem rồi. Cái dòng chè nồi tay phải rồi, ok cái dòng chè nồi tay phải luôn. Em còn một đơn 2 triệu 500 nha, nhanh tay giùm em nha. 2 triệu 500 còn số đơn nữa nha. Từ từ. Rồi 1 triệu 500 chị Lan Nguyễn là cái mặt ông Điền hồi nãy đúng không chị? Rồi đây cái này mặt địa bự tính coi 1 triệu 3,5 phân là bao nhiêu tiền, ba mình tính 4 phân hả nhỏ, em bấm coi 4 phân tiền công là 300 ngàn là bao nhiêu. Rồi đi qua một khách anh chị 2 triệu 500 số điện thoại. 1 triệu 6 hả? Rồi cái này là 1 triệu 6 nha, em lên cái mặt ông địa này là 1 triệu 6, tiền công là 300 ngàn đồng. Kết bạn được chưa, kết bạn được chưa, đừng có thả này chi, đi đâu vậy em, bên này nó lưu bu, em giúp giùm kết bạn giùm đi con, mở đơn mở cụ ra đi. Rồi 2 triệu 500 chị Trâm Vương một đơn, chị Phượng Đỗ một đơn, hai rồi 4 đơn là hết luôn ha. Hết luôn rồi. Chị Trâm Vương có này, chị Kim Mỹ Quỳnh cũng có luôn ha. Rồi xong. Hết. Chị Ngọc Mi Trần hả chị? Bây giờ chị ngưng cho kết bạn này được không? Chị hỏi nè. Dạ biết rồi chị. Nè chị Chi Ư. Chứ người ta bị lừa đó là mình mang tội đó. Chị nào chị gọi cho. Chị Thị Kim Lan Phạm ơi, chị comment lại giúp em với chị Thị Kim Lan Phạm ơi chị. Đó chị cho số điện thoại chị. Ủa Kim Lan không phải. Chị Thị Kim Lan Phạm ơi, vào trên Messenger giúp em với chị. Em chốt chị Thị Kim Lan Phạm rồi mà chị có dùng Zalo không chị ơi, comment lại giúp em với. Dạ mấy chị ở nước ngoài ơi, em biết rồi mấy chị muốn mua vàng bên em á, nhưng mà thứ nhất á thì mấy chị phải cho em xin kết bạn. Để bên em là gọi video trực tiếp luôn để xác nhận là Trang là Trang chính chủ tiệm em. Lỡ như mà ai đó mà nhắn tin qua cho mình hay là gọi điện cho mình bên một cái tài khoản khác á thì là không phải mấy chị nha. Nên là mấy chị muốn mua hàng bên em, thứ nhất mấy chị cái like đang coi của mình nè. Mấy chị nhắn vào cái phần nhắn tin giùm em đi. Rồi có gì nhân viên em sẽ tư vấn cho mấy chị là và gọi trực tiếp luôn nha. Em đang đợi chị đó. Thị Kim Lan Võ hả? Thị Kim Lan Phạm.
Thì Kim Lân Phạm em đang đợi mình với chị nha. Đây này mấy chị đẹp chưa? 34.500.000 cho Thị Kim Lan Phạm chụp lại màn hình giùm em nha. Còn nếu các bạn với chị đi. Nếu không nữa thì cho em xin cái số Zalo của mình đi chị, để nhân viên các bạn Zalo của mình trực tiếp luôn anh chị nha. Còn không đi bờ cũng được chị ơi. Rồi chị Thị Kim Lan Phạm một đơn luôn. Rồi cho chị cái sợi dây chị đeo ha. Rồi Vũ đẹp trai chị chốt cho em một đơn 1.6 triệu nha. Cho Vũ đẹp trai là một đơn nè. Vũ đẹp trai là một đơn ha, là 1.6 triệu nha mấy chị. Em có được là 24 5 đơn. Rồi Vũ đẹp trai là một đơn nha. Rồi con 1.6 triệu. Thôi đâu con, mình đem mấy cái này qua mấy gì lên kia đi. Để thôi đây, để thôi chị. Kết bạn cho bằng được nha, còn không là không được nha. Cũng không chị ngưng lại, không sao hết. Rồi cái này là 1.6 triệu tiền công 300 con. Con ghi 1.6 triệu tiền công 300. Ừ rồi chị Thảo biết rồi, Vũ đẹp trai. Rồi 1.6 triệu nhân tay giùm em mấy chị, 1.6 triệu nha. Yến có số điện thoại với ta đi. Dạ rồi 1.6 triệu cộng số điện thoại giùm em, 1.6 triệu cộng số điện thoại. Nhanh tay giùm em 1.6 triệu nha. 1.6 triệu anh chị nha, tiền công là 300.000 đây chị. Chị chào Băng Băng nha. Chị Thảo chào Băng Băng. Đây 1.6 triệu cộng số điện thoại giùm em, 1.6 triệu Ruby mặt trời chuyển khoản ha. Rồi kìa. Ủa chị mới chuyển khoản hai cái mặt dây rồi đó. Rồi chị, ok. Em chào Lan Ly Dương. Chị Mỹ Ruby này chị chi không? Rồi 1.6 triệu nhanh tay giùm em, 1.6 triệu mà nãy chị nào chốt hột nè. Vậy em lên lại cho mấy chị chốt nha, 1.6 triệu ha. Rồi ha. Ok cảm ơn nhiều nha. Ờ biết rồi, biết rồi. Ủa có hả? Ra đơn cho em Vũ đẹp trai 1.6 triệu tổng tiền công. 1.6 triệu anh này, rồi ok chị. Ủa chi, chi sao không hốt cái đóng đơn nè. Đưa cái rổ đây đây cho ngăn nhỏ dục đơn vô. Đây nè chốt quá chân trời mà sao hỏi để đây em không quản luôn nè. Đó thấy chưa chị ơi, chưa thấy chưa chị coi tiền công đó chết tôi chưa hả? Ừ mình đã bỏ bịch nãy giờ đó, để chị chơi với làm đó cho chơi trên cổ công bao nhiêu hả? Rồi chị ơi dây trên cổ hả, đâu rồi dây trà này hả? Dây trà 16 triệu đúng không? 16 triệu đúng rồi, rồi. Tiền công cái dây trà này là 16 triệu, trọng lượng vàng bao nhiêu con? Trọng lượng vàng này phải nằm cỡ 5 chỉ chị. Trọng lượng vàng là 5 chỉ nha, trà này là trà của Pháp luôn nha mấy chị, trà là của Pháp. Ở nó rất là đẹp, ngoài thị trường là bán cỡ khoảng là 3 triệu 2 hoặc là 3 triệu 1 gì đó. Họ nếu mà có chỗ rẻ lắm là 2 triệu 9. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 1.450.000 đồng. Của Pháp chốt đơn hàng là 16 triệu ha. Rồi cái đôi bông em đang đeo rất là đẹp luôn. Bông đang đeo có bao nhiêu đơn con? Bông đang đeo đây có 3 đơn. Bông đang đeo là chỉ có được 3 đơn thôi. Đây là bông đang đeo có 3 đơn, bông tua nha mấy chị. Họ nó rất là thùy mị đơn trang luôn mà dễ thương lắm. Rồi, tiền công là chỉ có là 310.000 đồng. Chị Ngưỡng Nguyên lấy mặt màu đen hả chị? À rồi mặt màu đen nằm đây, chờ em một chút, chờ một chút em đang nói này. Rồi chốt cho chị đi, màu đen nhưng mà từ từ chờ chút. Rồi 1.600.000 chị Lê Nê Dương một đơn. Rồi 1.600.000 chị Lê Nê Dương nha. Rồi 1.600.000 mấy chị gần nhanh tay giùm em nha, 1.600.000 nữa nha. Đó tiền công rất là rẻ luôn, tiền công chỉ có 300.000 đồng thôi. Trọng lượng vàng của nó là 4 phân nha. À, rồi bạc hoa cho mình em sẽ lên 3.800.000 cộng số điện thoại. À, rồi. Bên Zalo á chị. Rồi nói chứ chuyển khoản luôn đi. Rồi chị chuyển khoản trước luôn rồi. Rồi 3.2 triệu. 3.2 triệu là chị lấy thì chị lăn bỏ kìa. Rồi. Ủa 3.2 triệu cái gì vậy? Ủa 3.2 triệu là cái gì vậy mấy chị? Trần Vĩnh là 16 triệu. Là cái dây. Cái dây. Rồi 16 triệu là Trần Vĩnh nè, gỡ dây ra giùm chị. Rồi lên cái khác luôn đi. Rồi cái này là 3.800.000. Bông ok Trần Thị Huỳnh Nhung. À, rồi chị Trần Huỳnh Nhung lấy bông đẹp lắm chị Trần Huỳnh Nhung ơi. Không chị đó cái hình của ta mà. Huỳnh Nhung là con ghi là Đài Loan đi con, khách sĩ đi, ghi khách sĩ. Cái gì vậy? Ủa 3.2 triệu là cái gì anh chị? Trần Huỳnh Nhung nè, một cái đôi bông nè. Rồi còn một đôi nữa nè mấy chị ơi. Em lấy ông Phật màu xanh. Em lấy ông Phật màu xanh. Là cái này đúng không An Thiên Lê? Rồi chị Phúc là 3. Chị Phúc là 3.8 triệu nè. Chị Phúc là 3.8 triệu nha. Rồi còn một cái đôi bông em đang đeo nữa nha. Mập đeo cái gì đi. À, An Thiên Lê ơi, lấy cái mặt Phật này đúng không? Rồi ok. Chị Trần Bính là cho em 16 triệu thôi chị, em hết rồi. À, em hai đôi luôn, rồi hai đôi, lấy cái đôi này luôn. Rồi đúng rồi chị. Rồi chốt cho chị Trần Huỳnh Nhung hai đôi luôn. Rồi xong hết luôn. Em coi dây liền mặt một lượng. Cho em dây liền mặt một lượng đi, rồi ok luôn. Rồi 3.800.000 em hết rồi. 1.6 triệu đó An Thiên Lê ơi. Lấy mấy đơn? 1.6 triệu nha. Tiền công 300.000 đồng, 1.6 triệu ha. Em còn được là mấy chị em còn được 4 đơn nha, 1.6 triệu. 1.6 triệu còn 4 đơn hồi nãy có sale đồ mà An Thiên Lê không thấy đâu hết. Sale mặt dây chuyền đẹp quá chân trời luôn An Thiên Lê ơi. Dạ Kim Trang ơi, hôm nay là không có bán vàng 4 số 9 nha. Rồi 1.6 triệu nha mấy chị, 1.6 triệu nha.
Rồi Thảo Mộc không thấy hẹn à, lên hẹn tối vô làm rồi hả? Tối vô làm rồi hả? Rồi chốt cho chị An Thiên Lê nha. An Thiên Lê ơi, lấy một đơn ha, rồi băng băng 1 triệu 6 nè. Đúng rồi. Đó chị, cái mặt đó chị. Đấy nè. Không có. Rồi rồi đó. Rồi. Không thấy. Không phải. Đây chị nè. Rồi 1 triệu 6 cho băng băng nè. Rồi cho ai nữa nè? An Thiên Lê có lấy luôn không? Cho chị An Thiên Lê lấy 2 cái. An Thiên Lê lấy 2 cái rồi là còn 1 cái ha. An Thiên Lê 2 cái rồi em còn 1 cái. À, không phải 1 triệu 6 mà là 16 triệu, triệu hả? Rồi là xong. Hết rồi. Hết rồi. 11 rồi, chết rồi chị ơi. Rồi 1 triệu 6 rồi, 2 cái hả? Là 1 cái thôi hết rồi. Minh Lê 1 cái thôi nha. Minh Lê ơi, 1 cái là hết rồi. Rồi Minh Lê 1 gửi cái luôn. Gửi sale cho em đi. Ở trên live chứ không có gửi sale ở ngoài à, được. Dạ, dạ. À giờ sale luôn hả? Rồi ok. Đây cái mặt màu đen hồi nãy chị nào nè con nè. Mặt màu đen là chị Nguyễn Nguyên á chị. Cái này không phải là màu đen đâu nha. Em đính chính nè. Hai cái mặt dây chuyền này là không phải là màu đen. Chị gì tên gì? Nguyễn Nguyên chị. Chị Nguyễn Nguyên ơi, hai cái mặt dây chuyền này không phải là màu đen mà đây là màu xanh đen ha. Màu xanh đen em đọc luôn nè. Em ưu tiên cho chị trước, chừng nào chị không chốt thì em mới kêu người khác đâu được được con. Nguyễn Nguyên chị, đúng rồi, Nguyễn Nguyên là chị nè. Rồi, cái này tiền ngoài thị trường là 1 triệu tư nha. Đây, cái viên này mấy chị lỡ mà bị bể hoặc là đánh rơi thì là mấy chị mua là phải trong vốn là cỡ khoảng là 800 ngàn mà không có hàng. 800 mà không có hàng. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 490 ngàn đồng. Ờ, của anh nè. Hai con mà sao một cái. Ê. Úi trời, vậy làm được còn mót cái nào không bé? Cái nào mà vậy này. Thì là Minh Lê ơi, nếu mà có ai xả ra thì là... Rồi lấy đúng hả? Vậy Trần Huỳnh Nhung lấy hả chị? À, Trần Huỳnh Nhung lấy cái này hả? Chị từ đi đến từ từ. Cái này chị Nguyễn Nguyên chị còn Nguyễn đó Nguyên chị. Ơi, chị Nguyễn Nguyên, bây giờ là 4 triệu 750, chị lấy chị ok giùm em một cái thôi, chị ghi chữ ok. Còn nếu mà chị không lấy thì là em nhường cho chị Huỳnh Quỳnh Nhung nha. Rồi chờ đi nha con, chờ nha. Cho em lấy con tỳ hưu màu đen. Cái này không phải là màu đen. Cái này là mà thạch anh tím nha, không phải màu đen nha, An Thiên Lê nha. Cái này tiền công 290, của pháp chốt đơn hàng là 3 triệu 750, ni tay 13 nha. Đây là An Thiên Lê, cái chị này Nguyễn Nguyên ơi, cầm lấy em với Nguyễn Nguyên. Thạch anh màu tím chứ không phải màu đen, An Thiên Lê lấy là ghi là chữ lấy nha. Chờ đâu, chị An Thiên Lê. Đâu, em hả, mặc rồi, nhỏ, mặc con âm nhỏ còn, đưa đây, đổ ra luôn, bán cho em bé luôn. Đây chị tối nha, Minh Lê hàng tối. Rồi 4750 chị Dung Phan. 4750. Cái gì? Cái mặt đúng không? Cái mặt đúng không? Không được. Chị Nguyễn Nguyên cầm đây lại đi chị. Con để qua đó là gì không? Rồi chị Nguyễn Nguyên ok rồi. Rồi chị Nguyễn Nguyên mua rồi thì là em xin lỗi chị Trần Huỳnh Nhung. Chị Trần Huỳnh Nhung rồi, chị An Thiên Lê lấy luôn kìa. 4750 màu đen hết rồi nè, chị lấy 3750. Để có ai hỏi nè. Cái này là có chị nào hỏi là 2 triệu 90 ngàn, 29 triệu 100 nha. Cái dòng này là dòng chà nồi ni 56 nha. Tiền công là có 950 ngàn đồng thôi, dòng chà nồi nha. Dòng chà nồi này là ngoài thị trường là cỡ khoảng là 1 triệu 9 hoặc là 1 triệu 8 hoặc là cái chỗ bán 2 triệu 2. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá 950 ngàn đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 29 triệu 100, trọng lượng vàng là 8 chỉ 7 nha. Dạ 1 triệu 6 nãy em hết rồi anh chị. Ông Điền nãy em hết rồi, để em qua mặt lại của anh luôn nha. Rồi Ngân Út là 2 triệu 600. À, cái này là Ngân Út 2 triệu 6. Thạch Anh con gì à? Nè chị Phan Ánh nè, chuyển tiền rồi nè chị ơi. Con hồ ly nha mấy chị nha. Chị Hồng Hồng Huỳnh ơi. Phan Ánh chuyển tiền rồi chị nè. Chị Thảo ơi lên lên anh Thảo Ngân Út đi. Đây. Rồi 2 triệu 6 chốt cho chị Hồng Hồng Huỳnh nha. À, cái này là tiền công 280 ngàn đồng, em chốt cho chị Hồng Huỳnh nha. Rồi chốt cho chị Hồng Huỳnh đi ha con. À, Lina Trâm Trần hỏi gì kìa. Bé sữa đó chị chưa nói Hồng chị Hồng gì chốt chị đồng cái chị ơi. Rồi chị bây giờ Trâm, chị Trâm Nguyễn ơi comment lại đi chị. Bây giờ em lên cái mặt Phật nha, mặt mẹ Quan Âm nha. Dạ Trần Huỳnh Nhung em hết rồi chị ơi. Chị, đây nè chị Trần Huỳnh Nhung ơi, đây nè. Cưng lắm chị Trần Huỳnh Nhung. Lấy cái này đi ha, để em gơ được bao nhiêu cái nha. À, tiền công là 280, con ghi tiền công 280, cú pháp là 2 triệu 100. Từ từ đi coi. 4 phân. Bấm đâu rồi? 4 phân, à 5 phân đi con. Ủa 5 phân rưỡi lượng. 5 phân 2 là lớn nhất. 5 phân 2 nhân cho 2 2370. 3270. Dạ làm Nana làm đi 58 được Nana, cho thợ xin 200 nha Nana nha. Rồi chốt cho Nana cái dòng này luôn. Tiền công 280 con. Đưa cái gỡ ra coi. 1980 tiền công rồi, là 2. Rồi chị Nana chốt nè. Chị Trần Huỳnh Nhung lấy 2 cái rồi em để cho chị Trần Huỳnh Nhung. Em hỏi dây sáng cả năm chị có luôn, có nói chị nhưng mà em chưa lên. Mặt mày Quang Anh to có luôn nha. Mặt mày Quang Anh to. Chị Nana ơi chụp lại màn hình giùm em nha. 280. À, con rồi, ra 1980. Đơn cho chị Nana nè. Nè nè nè, nhắn vô đây. À, chị Nana 29 triệu 100, chị để giùm cú pháp giùm em với. Rồi để cho em ra đơn cho chị luôn. Tiền công có 950 ngàn đồng, xin 200 ngàn đồng tiền phí cho thợ làm ni cho chị, ra ni là 58 nha. Rồi Trâm Phương
Rồi chị Nana xong rồi nè chị. Rồi mặt mày Quang Âm lớn đây. Rồi chị Tâm Vương mặt... là 2.100.000 hả chị? Đây mặt mày Quang Âm nhỏ đâu cơ? Đây đây đây. 2.100.000 hả chị? 1.980.000. À cái cú pháp 2.100.000 đúng rồi đó. Em chào rồi, chị Thái Nguyễn ơi. Em chào chị Thái Nguyễn. Trời ơi nãy em kêu chị quá trời luôn, kêu trong vô giọng luôn chị Thái Nguyễn. Lát nữa em Nguyễn không có cái lò bự chị. Rồi 2.100.000 của ai nè? 2.100.000 chị Trâm Vương. Chị Trâm Vương là một nè, chị Trâm Vương là hai cái nè. Nhưng mà mấy chị hồi nãy cú pháp 2.100.000 là bị tiền cao. Cú pháp đúng của nó là 1.980.000 nha. 1.980.000 nha mấy chị. Nhưng mà mấy chị cứ để đây con sửa lại đi con. Anh Thiên Lê cho em. Anh Thiên Lê là hai cái luôn ha. Rồi okay, Anh Thiên Lê hai cái 1.980.000 nha. Để Anh Thiên Lê hai cái rồi còn ba cái nữa là hết luôn. Cái rồi. Mặt màu đỏ ha. Rồi ok. Chị. Đây cái mặt màu đỏ luôn là tiền công là 1.200.000. 1.250.000 cái mặt màu đỏ nha. Tiền công tiền hột là 1.000.000. Dạ Nana, dạ không dạ phải em biết rồi. Ngăn nhỏ ha. Na ha chứ không phải Nana đúng không? Rồi nè hồng hình chị nè. Chị chốt cái mặt màu đen cho chị không em là sao? Hồi nãy chốt chị Nguyễn Nguyên rồi chị. Cái mặt màu xanh đen nha chứ không phải là màu rồi, đen. Rồi chào chị Thu Hồng 1.980.000 luôn. Rồi chị một mặt luôn. 1.980.000 nè. Một bao nhiêu một chiếc hay một cặp? Một cặp á là một chiếc. Một chiếc rồi ok. Rồi chị hai cái. Chị Na ha. Rồi chị Minh Ly chị lấy hai cái. Minh Ly lấy hai cái là bỏ cái kia ra rồi đó. Rồi ok là xong. Rồi chị Na nãy chốt của chị ơi. Rồi anh chị đợi tới điểm tôi tụm lên cho. Rồi là mặt mẹ Quang Âm lớn nè cho chị Băng Băng nha. Mà Quang Âm nhỏ em hết rồi chị còn ơi. Quang Âm nhỏ không mập ơi? Còn Quang Âm nhỏ không? Thu ơi Thu, Quang Âm nhỏ còn không? Bên này con không có. Mặt mẹ Quang Âm nhỏ còn không? Rồi 2.400.000 luôn hả? 2.400.000 cái là cái gì hết rồi? Em hết rồi. Ủa là gì 2.400.000? Hồi nãy có 1.980.000 chị còn mà. Trời ơi tắt tay rối bời luôn. Bây giờ con điên mấy chị. Bán vàng mà giống như con điên luôn mấy chị. Tóc tay chùm bùm luôn. Em hết rồi à. Bây giờ còn cái mặt dây chuyền này nha. Mặt dây chuyền này là em ăn tiền công thôi. Tiền công em ăn là 480.000 đồng. Là em trả cho ông Thợ Kim Hoàng. Nhưng mà cái mặt dây chuyền này nếu mà. Rồi Quang Âm lớn là một cái nè. Cho An Thiên Lê một cái nè. An Thiên Lê một cái nè. Có cái vòng khác cho chị Thảo đeo. Ok. Đây em đeo cái vòng chà nồi là si trắng luôn nha mấy chị nha. Em si trắng sẵn luôn cái vòng chà nồi là ni tay 52 nha. Rồi 4.100.000. Vòng chà nồi này là 50-52 đeo vừa nha. Chị lấy cái to Băng Băng rồi ok. Chị Băng Băng lấy cái to luôn ha. Rồi chị Thị Kim Lan là lấy 4.100.000 có cái băng, hả? Băng lấy okay. Cái to rồi. Lên cho Băng Băng. 4.100.000 tiền công là 480.000. Nói chung là mấy cái đặt mặt đá này mắc tiền lắm mấy chị, không có rẻ đâu nha. Mấy chị mua ở ngoài cũng phải cả 1.000.000 bạc nha. Có chỗ bán 1.200.000, 1.300.000. Rồi Trần Nhung bị hụt rồi. Hết chị ơi. Rồi em bắt đầu cho chị Trần Nhung, chốt cho chị Trần Nhung một cái trước đi con. Chốt cho chị một cái này đi. Nhưng mà tiền công khác, từ từ chờ xíu. Rồi em rối quá mấy chị, từ từ. Mập. Mày giúp giùm ta đeo cái cây mập. Rồi cái này nè, mặt cười mà cho bôi còn không á chị, cho bôi là không? Mặt cười cho bôi hết rồi chị. Mặt cười cho bôi. Ở công ty còn làm việc lên không chút đi, số hội để lấy gì chị? Thu làm ba cứ nè, lắc nè, bông nè, dưới mặt dưới nhẫn luôn nha, mặt cười nha. Lấy thứ 10 cho chị nha. Lắc lấy 5 thôi. Nghe đúng không nhỏ? Rồi ok mấy chị. Đây là mặt lớn nha, mặt mẹ Quang Âm lớn nha. Em có được 5 đơn nha. Đây mấy chị. Đây em ăn tiền công thôi chứ em không có ăn tiền mà quê hương đâu nha mấy chị nha. Em làm cho cái tâm mình nó thanh thản nha mấy chị, chứ em không có ăn tiền quê hương lời đâu ha. Rồi cái mặt dây chuyền này nếu thật sự mà mua trọn gói ở ngoài thị trường là cỡ khoảng 1.900.000 hoặc là 2.100.000, 2.200.000 nha mấy chị. Nhưng mà trên livestream này là em bán với giá là tiền công có 630.000 đồng thôi. Cho chị ơi, cho em cái nhẫn chị đeo bên tay phải. Bên tay phải rồi ok. Cái nhẫn này là con Thị Hương thật anh trắng luôn nha. Nè đẹp lắm rồi, chốt cho chị đi. 3.500.000 tiền công 280.000 thôi nha. Nhưng mà chị Thảo lấy tiền công, chị Thảo không có lấy tiền đá đâu nha. An Thiên Lê nha. Rồi chốt chị An Thiên Lê đi. Cái dòng chị Thảo đang đeo bao nhiêu rồi ok luôn. Cái dòng này cái này đi 50 nha. Cái dòng này đi 50, tiền công có 690.000 là tiền si luôn nha. Bao si bao cổ luôn. Nói chung là ngoài thị trường là 2.600.000, 2.700.000. Nhưng mà trên line này bán sale với giá là 690.000 đồng tiền công. Cú pháp chốt đơn hàng là 14.300.000, không làm ni được đâu nha. Ai vừa ni tay là lấy đi 50 là đeo vừa nha. Rồi 4.2. Rồi cú pháp chốt đơn hàng là 14.300.000, con ghi đi con, 14.300.000 nha. Rồi Trần Hình Nhung lấy hai cái nè. Chị Trần Hình Nhung lấy hai cái, ok lấy gì chị Trần Hình Nhung hai cái. Rồi chị Trần Hình Nhung chụp lại màn hình giùm em nha. Đây hai cái cho chị Trần Hình Nhung nha, mặt trước mặt sau ha. Rồi Thị Kim Long Phạm là 4.350.000 luôn. Rồi chị. Một ca. Rồi màu một cái đúng không? Dạ một cái chị. 6.3 chứ, 6.3 mà con. 6.3.
14, đây là 14.300. À, cho em thêm một cái mặt nữa màu xanh đậm, xanh đậm, xanh đậm. Đây cái màu đàn là đậm nè. Đây màu xanh đậm ha. Rồi cho chị ăn thêm lên một cái nữa nè. Okay. Cho em hỏi cái gì? Cho em hỏi vàng cẩm thạch là bao nhiêu chỉ hả? Không biết. Ủa 2650 là cái gì vậy? 2650 là cái gì vậy? Thì lấy rồi, nhẫn em hết rồi. Nhẫn em hết rồi. Vị hương màu xanh. Cái đây là bây giờ là em còn nhẫn màu đỏ nha. Đây, cái này là ủa hồi nãy chị lấy phương pháp bao nhiêu nha? Dạ cái đó là như là 4 triệu đâu rồi. Cô pháp bao nhiêu? Hai cái. Chốt hai cái không đọc cô pháp luôn chị ơi. Không, có cô pháp. Không, cái này cái lớn hơn á. Đây nè. Cái nè. 6.300. 6.300. Còn hai cái. Còn 6.300. Rồi à. Chị Dung Phan á chị. Ai ai? Chị Dung Phan. Chị Dung Phan lấy một cái 6 triệu à. 6.300 á chị. 300, đúng rồi, Dung Phan, á. À. Nhẫn gì, nhẫn cẩm thạch đen ni bao nhiêu, cẩm thạch đen đâu có nhẫn cẩm thạch đen nào đâu. Rồi em còn một cái nha. À, 14 triệu ni 48 không có vừa, ni 48 không có vừa. Mặt gì, mặt đỏ chị Thảo, em thấy kìa, mặt đỏ đây hả. Rồi cái mặt đỏ nhỏ đây. Ok nè, em còn một cái nha mấy chị nha. Em còn một cái là 6.300 đúng không con? Đúng rồi, 6.300. 6.300, em còn một cái mặt mẹ Quan Âm là hết luôn, không còn một cái gì luôn nha mấy chị nha. Đây là mặt đỏ nè. Rồi chị Dung Phan là 6.300. Dung Phan chốt rồi đó con. Dạ rồi. Rồi cái mặt dây chuyền này là ngoài thị trường là 1.400.000 nha. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 490.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 5.550.000 đồng. 5550. 2.350 ha. 5550 cộng số điện thoại giùm em. 5550 cộng số điện thoại. Rồi. Anh chị đợi tí để lên lần lượt cho anh chị ơi, chưa có lên kịp. Ủa nãy, ủa còn mặt mẹ Quan Âm nè, nãy mới bỏ vô hả? Em lượm đâu hả? Đây mấy chị. Em còn nè mấy chị, hồi nãy mấy chị nào mà chốt cho mặt nhỏ nè. Ông địa nhỏ. Mặt mẹ 6.300 Ngọc Phương. Ông địa to, còn ông địa chị? Đỏ to, rồi ông địa đỏ to còn một cái. Cái gì con? Mặt 6.300 còn cái gì ok. Ngọc Phương luôn. Còn một cái này rồi ok. Rồi cho chị Nhung đúng không? Chị cho Nhung. Chị gì mà lấy băng, mặt đó băng, chị? Băng. Băng băng hả? Đúng rồi chị Băng Băng. Chị Băng Băng lấy mặt đó đúng không? Rồi Băng Băng chốt giùm em cái này nha. Rồi ok. Rồi xong, cái mặt màu đỏ là cho ai? Mặt đó là mặt gì không? Như không phải đó Băng không Băng phải ơi. Đâu chị, không phải Băng chị. Băng như cái này nè đúng không? Đúng rồi Băng Băng như cái đó chị ơi. Đúng rồi Băng Băng cái đó. Đây chị. Băng Băng là cái này nè. Tiền công là 1.250.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 4.800.000 nhân Băng Băng nha. Rồi. 5555. Đây ok. 5555 chị Bích Hằng luôn. Chị Bích Hằng là 5555 đi chị chụp lại. Đây chị, đây. Rồi Bích Hằng là 5555 nha. Đây. Bích Hằng ha. Rồi chụp lại màn hình giùm em. Rồi ơi bán mà như ăn cướp ăn trộm giật gì đó trời ơi trời. Rồi bây giờ à wow cái mặt túi tiền. Ủa mới nhập mà tôi bay. Mấy nhỏ này nó giấu mấy chị ơi, mặt túi tiền. Mặt hồ lô. À, mặt hồ lô mấy chị ơi. Mặt hồ lô chị. Mặt hồ lô, mấy nhỏ này nó giấu, bán mà nó giấu nó bán cho khách sĩ. Mấy trong mặt cái miệng nó bự ghê luôn á. Chà nêu này là à, chà nồi này là size 50 đó baby ơi. Em lấy cái màu đỏ luôn hả? Rồi. Hết rồi chị ơi. Đây nè chị Trần Huỳnh Nhung, chị lấy một cái này nghe lời em đi, mấy chị đừng có giành nha, để em nói với chị Trần Huỳnh Nhung đó đã. Chị tự dịch em lấy hai cái hồ lô. Rồi hồ lô rồi, chuẩn bị chốt. Chốt gì anh thêm lấy hai cái hồ lô đi. Chị Trần Huỳnh Nhung lấy cái này về bán nè. Ở Việt Nam á cái đá này nè là mua cả khoảng là 8-9 triệu đấy chị Trần Huỳnh Nhung. Nhưng mà trên livestream này là em không có lấy tiền đá. Nói chung là với cái tư cách của em á là em sẽ tri ân những cái này, em không có lấy đá thạch anh vàng, và em sẽ ăn cái tiền mà tiền công ông thờ Kim Hoàng ông đánh ra sản phẩm là 1.250.000. Thì là phú pháp chốt đơn hàng là 8.200.000 là thạch anh màu vàng đó. Chị Trần Huỳnh Nhung là lấy cái này về là ok luôn, là đẹp lắm. Ở thị trường không có hàng đâu, ví dụ như anh mấy chị mà có tiền mua cũng không có ra luôn ha. Chị Lệ Quyên kìa. Rồi chị Lê Quyên là chị lấy là Quan Âm chị, nhỏ. Cho chị chụp lại cái màu đỏ, mặt đỏ cái. Rồi chị Bích Hằng có mặt đỏ cái hả chị? Rồi mặt đỏ cái rồi. Ăn cái gì ăn? À, chị em thấy chị Lê Quyên rồi, chị lấy chị cái Quyên, cái mặt lấy mặt mẹ Quan Âm nè. Chị Lê Quyên là một cái nè. Rồi ai nữa? Chị Lê Quyên một cái, ai nữa nè? Rồi chị Dung Phan 8.200.000 hả? Dung Phan là 8.200.000 hả? Rồi Dung Phan là 8.200.000, chúc mừng chị Dung Phan nha. Rồi ok. À, chị Nhung không lấy em lấy hả? Rồi chị Lê, chị gì đó lấy rồi. Ê Mập ơi, còn thạch anh đó không nè, cho chị ơi. Chị ăn thân Lê này mà lượm luôn đi, mà cắt dành làm gì. Mấy chị ơi, tụi nó nghe giấu á mấy chị, bán cho khách sĩ đó mấy chị. Bán cho khách sĩ mấy ở nước kia á. Ông điện màu xanh rồi okay. Rồi ok. Chị Băng Băng lấy điện màu xanh luôn. Trời, đây
Từ từ bây giờ là còn ba cái này, ông điện màu xanh giá đi hả? À, mặt thanh giá đây nè chị, trời ơi thương chị quá. Từ từ nha, băng nha. À, cái này là ông cái mặt thanh giá có tượng luôn nha. Sáng giờ chị chờ này, tội nghiệp chị luôn. Em xin lỗi chị Mai Nguyễn nha. Sáng giờ chờ chị cho chờ đuối luôn, tội nghiệp quá. Chị nào mà cùng chung sở thích của chị. Tám cho hai em hết rồi. Em hết rồi, chuẩn bị em lên cái khác. Mập mập kiếm đi mập. Thạch Anh á, ông đi ông phạt gì đó cũng được, xanh đỏ vàng tím vàng gì cũng lượm ra đây cho chị. Tụi bay nè cái dấu đi bán trên cho khách sĩ hết trơn, khách trên này không mua được nè nha. Tôi đánh chết. Tiền công là 260.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 2.600.000. Đây tiền công có 260 chị, lấy gì bán luôn đi. À, rẻ lắm. Ở tiệm mà bán có khoảng 500-600.000 rồi mà. Mà trên line này bán quá rẻ luôn mấy chị. Tiền công có 260.000 mà có cái tượng luôn mấy chị. Đây có cái tượng luôn nha. Đó em có được 5 tượng nha. Rồi 2.600.000, 2.600.000. Em lấy 2 mặt thanh giá luôn. Rồi An Thiên Lê 2 mặt thanh giá luôn. Còn cái thú đâu con? Cái thú để đây nè. Rồi lên. Rồi nhanh tay giùm em nha. Xem mặt. Xem mặt đá xanh tròn từ từ. Tôi lại mấy người từ từ chờ xíu đi. Rồi nhanh tay giùm em 2.600.000, nhanh tay giùm em 2.600.000. Rồi báo nhiên trộm vậy rồi 2.600.000 cho Trần Quỳnh Nhung. Nhỏ nó quyến tay. Từ từ chị 2.600.000. Rồi, nhanh tay giùm em 2.600.000 nha. Rồi 2.600.000. Rồi Trần Quỳnh Nhung này, rồi chị Trâm Vương 2.600.000. Trâm Vương 2.600.000, còn một cái nữa luôn, hết luôn. Còn cái nữa anh chị. À, cái gì chị quản ACB này, cái đó chặn lại liền. Trâm Vương rồi, em chốt Trâm Vương rồi. Chị Thanh Điền Thị gì đó chứ. Chị Trâm Trần 34 triệu ACB nhận đầu tiên chị. Chị Trâm Trần nè, chị Trâm Trần nè. Rồi xong 2.600.000 hết luôn. Rồi lấy ông mặc điện màu xanh về chị nè. Rồi mặc điện màu xanh cho chị băng. Từ từ băng chưa biết. Mặc nhỏ bao nhiêu tiền? Mặc nhỏ là ôi giời, giờ nãy chốt cho đã, mặc nhỏ là 1.660.000 chị. Không, mặc nhỏ là 2 triệu. À 2 triệu tiền công 250.000. Mặc nhỏ là 2 triệu nha mấy chị. Mặc nhỏ là 2 triệu tiền công 250.000 nha. Rồi, mặc nhỏ 2 triệu tiền công 250.000 nha mấy chị. Ờ mấy cái chừng bị lộn nha, chị để theo luôn. Các còn 3 cái đúng rồi, còn 3 cái nha chị. Cảm ơn chị nhiều ạ. 2 triệu cộng số điện thoại giùm em nha, 2 triệu nha mấy chị, mặc nhỏ là 2 triệu nha. Tiền công 250.000. Tiền công 250.000 con ghi đi con. Rồi mặc mẹ qua liền mặc Phật nha. Đây mặc ông địa, đây. Cái màu xanh này mấy chị mua ở ngoài á là cỡ khoảng là 3 triệu. Hoặc là nếu mà có chỗ rẻ thì cỡ khoảng 2.500.000. Nhưng mà trên livestream này mấy chị biết em bán với giá bao nhiêu không? Màu xanh đậm đúng rồi, Trân Vương màu xanh đậm rồi, lấy màu xanh đậm cho Trân Vương luôn. Là một cái màu xanh đậm. Rồi 3250 hả? 3250 là cái gì? Em không biết luôn 3250 là cái gì luôn đấy mấy chị. Rồi cái mặt dây chuyền này là tiền công là 790.000 đồng. Cô phát chốc được à, chị Trần Nhung là 2 triệu, chị Trần Nhung là 2 triệu nè. Chị Trần Nhung một cái 2 triệu nha, em chốt cho chị Trần Nhung nha. Rồi cái này là một chỉ 2, một chỉ 3. Tiền công là 790.000 đồng, cú pháp chốt đơn hàng là 5.700.000 là cho chị cái gì đó. 5.700.000 với chị băng chốt đúng không ạ? 5.700.000 cho băng nha. Băng mà không lấy thì là mình mới nhường cho người khác nha. Rồi lên mặt hồ ly nhỏ đúng không? Hồ lô cái bình hồ lô đâu con giấu đâu rồi? Rồi đây đúng rồi. Rồi 1.100.000 hả chị? 1.100.000 là cái gì đâu, đâu có còn đâu. Như cứ đang có ngược line sao á chị Thị Kim Pha Lan Phạm ơi. Chị thoát ra đi xong chị vô lại giùm em, chị bị đang bị ngược cái line rồi đó chị. Chị đang bị ngược mấy chị nè. Mấy chị chuyển khoản giùm em nha mấy chị nha. Chuyển khoản giùm em nha. Giang Thiên Lê lại lấy hai cái mặt hồ lô bên này. À rồi, An Thiên Lê lấy hai cái mặt hồ lô đúng không? Đây mặt hồ lô nha. An Thiên Lê lấy hai cái đậm đi ha, Thiên Lê nha. Thiên Lê lấy hai cái đậm mà lấy hai cái nhạc nè. Cho mình xem ông địa màu đỏ đi bạn. Rồi ông địa màu đỏ đây em có ba cái đơn ông địa màu đỏ. Nhưng mà cái hàng này là hàng cao cấp nha. Nó tiền công, tiền đá nó rất là cao. Để em coi là lát nữa em lên sau từ từ chờ em chút. Đây là 1.400.000 nha. Để coi lựa cái bự cho An Thiên Lê nè. 1.400.000. Em lựa hai cái bự nhất cho An Thiên Lê nha. 3.750.000 hả? An Thiên Lê ơi, em lựa cho An Thiên Lê hai cái bự nhất nha. Rồi chốt cho An Thiên Lê hai cái nè. À, lấy rồi An Thiên Lê là hai cái nè. Rồi An Thiên Lê hai cái 2.450.000. Chị Nhung ơi, chị Nhung với mấy chị nè chốt nè. 1.400.000 tiền công 420. Đây tiền công 420.000 đồng, không có lựa nha, bắt cái nào trúng cái đó nha. Tiền công là 420.000 đồng. 1.400.000 cho anh Võ là một cái nè. Cho anh Võ 1.400.000 nè. Rồi tiếp tục cho mấy chị nha chị. Rồi anh Võ 1.400.000 thôi chị rồi, ơi. Rồi 1.400.000. Đâu? Cái này là 1.400.000 mà. Đúng rồi chị, 1.400.000. Rồi chị Quỳnh Nhung lấy hai cái 1.400.000. Rồi, chị Quỳnh Nhung lấy hai cái 1.400.000 nha. Rồi em còn hai cái nữa. 1.400.000 là màu xanh đậm chị Tuyết Nhung. 1.400.000 là màu xanh đậm rồi, em còn một cái nữa luôn nha.
em còn một cái nữa. Rồi 1.400.000 nha, nhanh tay giùm em 1.400.000 nha. Đây mấy chị, còn một cái 1.400.000. Chết rồi, chị Thiên Ly lấy một cái nè. Đẹp rồi, lắm. Hồ lô đậm ok, lăng thế rồi, luôn. Lam, lăng thế nào luôn ha. Lăng thế, lăng thế, lăng thế. Rồi cái này lăng thế, lăng thế. Đây là tiền công là 1.250.000 chụp ấy nha. Cú pháp chốt đơn hàng là 7.600.000. An Thiên Ly chốt một cái nè. An Thiên Ly là một cái là một 7.600.000. Rồi An Thiên Ly là một cái nha, 7.600.000. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. 7.600.000 nhanh tay giùm em nha. 7.600.000, 1.400.000 em hết rồi. Rồi nhanh nhanh giùm em. Rồi cái này là tiền công là 1.250.000. 7.600.000 nhanh tay giùm em nha. 7.600.000 em có được hai đơn nha. 7.600.000 nha. Hồi nãy chị Trần Huỳnh Nhung chốt chưa ha? Chị Trần Huỳnh Nhung hồi nãy có chốt chưa nè? Chốt cái mặt dây chuyền này chưa nè? Hồi nãy nhưng chị đều khác chốt chứ không phải chị Trần Huỳnh Nhung nè. Mấy chị khách sĩ ơi, chị gì đó ơi. Rồi 1.400.000 em hết rồi. Em hết rồi, rồi em qua nha. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung. Rồi một cái 7.600.000. À 7.600.000 một cái, chị Trần Huỳnh Nhung một cái 7.600.000. Rồi em còn một cái nha mấy chị khách sĩ ơi, nhanh tay giùm em nha. Rồi, alo chị Sala, 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 ok luôn. Sala, Sala, rồi Sala, Sala một cái luôn ha. Trời đâu có bài. Em không lấy màu vàng chị ơi. À không lấy màu vàng, vàng ơi, okay. Ai không lấy màu vàng. À, Sala. Chị Anh Lê, chị lấy màu vàng chị. À không, Anh Lê không lấy màu vàng, rồi để ra màu vàng, em còn một cái màu vàng nha mấy chị nha. Em còn một cái màu vàng là 7.600.000 nha. Rồi bây giờ em lên cái này. Rồi Trần Huỳnh Nhung 7.600.000 luôn. Rồi Trần Huỳnh Nhung lấy rồi. Trần Huỳnh Nhung lấy. Trần Huỳnh Nhung lấy một cái rồi. Ok đúng rồi. Bây giờ cái này nè. 7.600.000 Sala, Sala màu hồng. Rồi chốt rồi, chốt rồi. Sala, Sala chốt rồi. Sala, Sala chốt màu vàng rồi. Rồi mấy chị, à cái mặt dây chuyền này rất là đẹp, cẩm thạch mà đá. Đá này là đá sơn thủy nha mấy chị. Sơn thủy mua ở ngoài thị trường là 1.200.000 cái đá này. Đây mấy chị có một cái duy nhất luôn nha. Mua ở ngoài cái đá không là 1.200.000, tiền công là em chưa tính nha. Hôm nay ông thầy Kim Hoàng ông đánh cái mặt dây chuyền này quá sắc sảo. À, tiền công là 930.000 đồng. À, cú pháp chốt đơn hàng là 4.220.000 đồng. 4.220.000 có được một đơn duy nhất luôn. Trọng lượng vàng là 1.1 nha. 4.220.000 nhanh tay giùm em 4.220.000 nha. Ủa Trần Huỳnh Nhung mà nãy là chị lấy là 7.600.000 rồi. À chị Huỳnh Nhung lấy cái này luôn. Rồi chị Trần Huỳnh Nhung lấy cái này 4.220.000, chị Trần Huỳnh Nhung lấy cái này. Rồi bây giờ mặt đỏ ha. Cái mặt đỏ này là đá thiên nhiên nha anh chị nha. Đá thiên nhiên. Đây. Cái đá này em khẳng định luôn. Đá này là đá đỏ nha anh chị. Đá đỏ càng đeo càng lên nước nha. Có một viên cuối cùng luôn, không có viên thứ hai luôn nha. Không có viên thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhưng mà cái này là đá vô giá, nếu mà anh mấy chị mà mua trúng ở ngoài á, là 12 triệu, có thể là 8 triệu, có thể là 9 triệu nha. Nhưng mà trên thị trường, đó là em nói giá trên thị trường. Chị không lấy 4220, chị không lấy cái mặt đó, chị không lấy, chị lấy đá Thạch Anh. Vậy là hồi nãy chị lấy đá cái này, đá này em chốt cho chị rồi. Em chốt cho chị đá màu vàng này rồi chị. Chị Quỳnh Nhung chị lấy rồi. Hay rồi chị. Rồi cái đá này thì là tiền công em tính, em ăn tiền công thôi, em thợ Kim Hoàng ông đánh là 1.650.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 8 triệu. 8 triệu nha. Cái này là trọng lượng vàng của nó là 2 chỉ, dưới 2 chỉ nha. Cú pháp chốt đơn hàng là 8 triệu cộng số điện thoại giùm em đây. Cái đai dưới là đai kim tiền, rất là cưng luôn. Đai kim tiền đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Đó, cưng chưa? Rồi, cú pháp chốt đơn hàng là 8 triệu nha. Rồi 8 triệu. Rồi tiếp tục. 1.250.000 rồi ok. Rồi cái lên bông. Rồi em có lên bông luôn á chị, đợi tí. Đây cái đây là chị em có lên kìa là, chị. Em lên là 8 triệu rồi, cho là Dung Phan luôn. Dung Phan. Em chúc mừng Dung Phan nha. Em khẳng định luôn cho mấy chị một lần nữa nha, em chúc mừng chị Dung Phan nha. Em chốt cho chị rồi. Cái mặt dây chuyền này kiếm trên thành phố Hồ Chí Minh không có nha. Không có cái mặt dây chuyền này. Một mình chỉ có một cái thôi. Tại vì em bán chạy sản phẩm cho công ty và giới thiệu cái đá luôn. Trên cho thế giới đều biết luôn. Rất là đẹp. Còn cái đá này nữa nè. Đá này là đá là cái gì ruby nha. Đá này là ruby thật nha mấy anh mấy chị. Ruby thật 100% luôn nha. Ruby thật 100% luôn. Nguyên cái cục đá luôn, rất là đẹp luôn mấy anh mấy chị. Đây là ruby thật. Người ta điêu khắc là con rồng nè, con rồng và con hổ nha. Đây là con hổ, đây là con rồng cuộn. Đây là mấy cái viên kim cương nha mấy chị. Đó, đây là ông Phật nha. Ông này ông gì? Ông Di Lặc cười khà 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 đúng không? Đây là ông Di Lặc cười khà khà. Có lên mặt mẹ Quan Âm không kìa. Con ơi con cắm đầu dưới đây. Bé Chi ơi qua giúp giùm nè. Bỏ bọc bỏ đồ giùm nè. Chứ bé này nó cắm đầu dưới đây nó không đọc comment. Ông địa màu xanh lá. Dạ có ông địa màu xanh lá còn nữa không nè. Em ơi còn ông địa màu xanh lá rồi nữa không? Lượm lên giùm chị đi. Còn một triệu. Mặt Phật đi lấy mặt Phật. Còn 1.500.000 Thị Kim Lăng Phạm luôn. 1.500.000 chị. Là cái gì? Rồi không. Hết rồi. Hết rồi.
Mà công điện nhỏ màu vàng không hả? Không có vàng, không có nhỏ hơn chị không Khoan ơi. Rồi cái này là con tính tiền giùm cái gì nữa đâu kìa. Anh Hiếu Nguyễn, anh chuyển khoản rồi nè. À, cái mặt dây chuyền này là 18 triệu, à, tiền công là 18 triệu 200. Dạ, sao chị? Tiền công là 18 triệu 200. 8 triệu 200. Rồi trọng lượng vàng là 6 chỉ 3. Mặt thanh giá đi chị yêu, rồi mặt thanh giá luôn. Em ơi cho chị mặt. Mặt thanh giá 18 triệu 200. Nhìn thanh giá cẩm thạch luôn. Đây chị. Còn mặt Phật kia, con mặt Phật kia. Đây ok. Đây mấy chị. Chị nè, chị nè. Nhà Hiếu Nguyễn cho khoảng. Dây đang đeo bao nhiêu tiền con? Ông bự hả? Đây em còn ông trung nha. Em còn cái ông địa này, ông địa này trung nha. Ủa chị, có dây này chị cho chốt nha. Đây là cẩm thạch luôn, em có cẩm thạch đen luôn ha, huyền đen. Cẩm thạch huyền đen luôn, cẩm thạch đẹp lắm mấy chị. Còn dây này không có dây, để cô lại tính cho chị. Đây nè. Rồi, cái này là tiền công là 18 triệu 200. Tiền công là 18 triệu 200, cú pháp chốt đơn hàng là 22 triệu 500. Em khẳng định trên thị trường không có cái thứ hai. Đây là đá ruby thật nha mấy anh mấy chị. Ruby thật 100% luôn, ruby thật 100%, 22 triệu 500 nha mấy anh mấy chị. Đây là 22 triệu 500, trọng lượng vàng của nó là 6 chỉ 3. Tiền công là 18 triệu 200. Tiền công là 18 triệu 200 đây mấy chị. Nhìn đây mấy chị rất là đẹp luôn. Đây là con hổ, đây là con rồng. Đây, nam đeo rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đeo với dây một lượng, hai lượng là đều được hết luôn nha. Đó, đẹp chưa? Đó, rất là cưng luôn nha mấy anh mấy chị. Đó, chụp lại màn hình giùm em nha. Đá này là đá ruby thật nha mấy anh mấy chị. Ruby thật luôn ha. Rồi, cái dây đang đeo anh chị là 28 triệu 850. Tiền công có là 1 triệu 850 nghìn thôi nha. Em ơi, ông hình này, cái này điện thoại chỉ này chị nè. Lên mặt xanh lớn luôn đi. Lên mặt xanh lớn luôn hả? Lên mặt xanh lớn. Mấy cái mặt xanh này hả? Đây, lên luôn. Lên tới nóc luôn. Nhưng mà chưa tính tiền Vi ơi. Này này đẹp lắm mấy chị. Mặt xanh đẹp lắm. Tiền cho. Đẹp lắm luôn á, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là đá xịn luôn nha, đá thật luôn, 100% đá thật luôn nha. Là tiền đá nó cao. Rồi cái này là 12 triệu. 12 triệu tiền công. Có dây khoan lật không chị? Dạ có dây khoan lật. À, bé nào Trần Hình Nhung? Bé nào tiếp chị Trần Hình Nhung nè. Chị ơi, hỏi bé nào tiếp Trần Hình Nhung, tiếp riêng cho chị đi lấy dây khoan lật kìa. Này 12 triệu. Dây khoan lật. Chị Trần Hình Nhung ơi, chị lấy em trả lời chị bất lực quá phải chị. Mình bán hàng là mình khách lấy dây khoan lật, cái nguyện vọng thì mình không có khoan lật này, mình lấy khoan lật khác. Em trả lời một cách là không ấy, em nối máy đi rồi để cho bé Thu bán giùm chị Thu. Ba, em đang xuống lấy cái gì ngoài đó vậy? Đây chị. Bé Hà Thảo sao vậy em? Hà Thảo, đi xuống dưới ngồi đi, khỏi làm việc luôn Hà Thảo. Rồi đưa điện thoại Trần Hình Nhung cho bé Chi, bé bán hàng cho. Em chốt cái mặt thanh giá đen. Đây, okay. Ok, rồi ok, lên luôn. Lên luôn, thanh giá đen. Đây, thanh giá màu đen đẹp lắm. Em có một cái, ai chị nào nữa con? Trâm Vương. Chị Trâm Vương ha. Thanh giá đen luôn nha chị. Cái gì ai buồn quá kìa. Ai Ngọc My Trần buồn quá, buồn gì vậy? Tiền công chỉ có 450 ngàn đồng thôi nha. Cái này là tiền công ngoài thị trường là cả khoảng là 950. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 450 ngàn đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 5 triệu 200. Trọng lượng vàng là 1 chỉ rưỡi nha, 5 triệu 200 nha. Rồi chị An Thương Lê hết rồi, thanh giá màu đen rồi. Rồi em lấy màu xanh cho. Em lấy màu xanh nha chị An Thương Lê nha. Chị nè. Rồi cái thanh giá này là tiền công 620. Chắc mấy chị biết tiền công nó rẻ rồi đúng không? Em không cần đọc nữa đúng không? Tiền công này ngoài thị trường là 1 triệu 2 nha. Cẩm thạch thanh giá luôn nha. Tôi cú pháp chốt đơn hàng là 4 triệu 200. 4 triệu 200 cộng số điện thoại 4 triệu 200 nha. Con gì để bên này nha, cái gì con bóc nha. Rồi 4 triệu 200 nha. Dạ em chốt chị An Lê một cái nha. Rồi chị An Thiên Lê là một cái màu xanh 4 triệu 2 nè con. Dạ rồi chị Vy, chị đợi tí nha chị Vy nha. Điểm lên mặt cho chị chốt luôn rồi 5 triệu 200. 5 triệu 200 là cái mặt thanh giá này chị. Tiền công có đó bao nhiêu con? Hồi nãy chị đọc tiền công bao nhiêu con màu xanh? Chị đọc tiền công bao nhiêu? Tiền công 624 triệu 200. 620, rồi cho ai nè chị? Ok rồi. Chị lấy một cái rồi tiếp tục. À, Trần Huỳnh Nhung là 5 triệu 2 là cái gì vậy ha? Hình như cái thanh giá màu đen này em hết rồi chị. Giá màu đen hết rồi chị Trần Huỳnh Nhung. Rồi cái này nè mấy chị. Chốt em có đủ kiểu hết đó chứ, nó không có nào trùng một kiểu, nhưng mà cùng một cú pháp luôn nha.
còn một cú pháp luôn, tiền công là bao nhiêu con? Tiền công là 620. 620 ngàn đồng, tiền công là 620. 18 triệu 200 kìa. Lao lên trương chốt 18 triệu 200 không phải? Không phải đâu chị, tiền công là 18 triệu 200. Chuyển khoản nè, anh dạ, rồi, anh Hiếu Nguyễn nè, anh gọi là tắt máy luôn kìa. Không ai bắt máy luôn. Hiếu Nguyễn chị ơi. Rồi mấy chị, à, cái này là bao nhiêu quên, chị quên mất tiêu rồi. Để chị này có dán giấy này là để chị nè. Rồi 4 triệu 200. 4 triệu 200 nha mấy chị nha. 4 triệu 200. Gửi nè. Em ơi, à, kiểm tra giùm tên Facebook. Facebook lên đặng có cả email rồi nhé em hả? Mưa em quá em chờ chị đi chuyển khoản. À 2 2 5 3 9 1. Sai rồi. 2 5 3 9 1 6 2 2 9 chứ phải 17 đâu nha. Chị rồi, chị Ngọc gì đó, Ngọc Mỹ Trần. Chị Ngọc Mỹ Trần, em nói chuyện với chị nè. Chị chụp lại màn hình giùm em. Chị để số cú pháp là sai rồi. Số tài khoản sai rồi. Số tài khoản sai rồi chị ơi. 2 5 3 9 1 6 2 2 9 chứ không phải là 2 5 3 9 1 7 2 2 9 đâu nha chị nha. Em nói cái kiểu khác mà em cộng tổng là 2 hả? Em lấy kiểu khác mà em cộng tổng là 2. Vậy là lấy cái này đúng không chị? Là sao? Là lấy một cái này nữa hả chị Anh Lê ơi? Tổng cộng là 2. Em lấy một cái kiểu khác, em nữa. Tổng cộng là 2 cái. Rồi lấy kiểu này đẹp nè. Để coi kiểu này đẹp nè Anh Thiên Lê nè. Kiểu này đẹp nè. Cái này nó có tấm xung quanh luôn Anh Thiên Lê, lấy cái này luôn ha. Lấy cái này đẹp nè. Có mặt qua màu đỏ hay không hả? Mặt mẹ qua màu đỏ dạ không có. Rồi bây giờ nó tính giá em xuống nha. Cái mặt bảng đỏ. À đúng rồi, ok. Em mới vô. Rồi xong bây giờ là hả? Dạ em lên mặt Phật này được không? Mặt mẹ Quan Âm lớn luôn đi hả? Mặt mẹ Quan Âm lớn. Mặt mẹ Quan Âm lớn hả? Còn không nha. Thu, kiếm giùm mặt mẹ Quan Âm lớn cho chị đi em ơi. Chị ơi, chị kiếm tiền công giúp em với. Mà chung nó xuống lại cho chung em xuống phụ cho mấy chị cho. Dạ dạ rồi, em biết rồi chị Vy ơi, để em lên mặt mẹ Quan Âm lớn cho chị Vy chốt luôn nha. Quan Âm lớn nãy nhá sàn. Này gửi chị nè. Đây em lên hai cái mặt mẹ Quan Âm này nha. Mặt mẹ Quan Âm này là bằng vàng luôn ha. Đây là bằng vàng luôn. À, cái này mới cầm lớn này ha. Ok, cái 18 triệu 200 tiền công á chị. À là đây. Là cái này không? Cái 4 cái này đúng không? Đây 4 cái mặt mẹ Quan Âm lớn đây. Đây em có lên mặt mẹ Quan Âm lớn đây cho anh mấy anh chị chốt Nguyễn em nha. Nguyễn không có lên bông nón á chị ơi. Cho em xem cái lắc bảng mà hột màu đỏ đi hả? Rồi, đây lắc bảng hột đỏ đây. Rồi chờ em chút lắc bảng hột đỏ đây. Đây lắc bảng hột màu đỏ là dài là 17.5 cm. À, tiền ôi công trời. Ngoài thị trường là 4 triệu rưỡi. Nhưng mà trên livestream này em tính với giá là 2 triệu 550 ngàn. 2 triệu 560 ngàn đồng. Cho coi cái đánh giá rồi. Thanh Thúy chờ em chút. Thúy Thanh chờ em chút nha. Dạ 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 rồi, tiền công mà 12 triệu. Rồi chờ xíu. Rồi đợi tí. À, trọng lượng vàng đó là 6 chỉ 9. Nhân viên chờ xíu nhân viên nha. Cú pháp chốt đơn hàng là 25 triệu. 25 triệu cộng số điện thoại giùm em. 25 triệu nha. 25 công... triệu cộng số điện thoại giùm em nha. Tiền công 620. Tiền chị công là 12 triệu chị. Mấy trăm á. Rồi chờ chút đi Vi. Chờ Thảo chút chị lên cái mặt mẹ Quan Âm này cái. Mẹ Quan Âm này là tiền công là 580 ngàn đồng. Con bấm lại tiền giùm gì đi con. Dạ rồi chị. Tiền công là 580. Tiền công 580. Rồi trọng lượng vàng là 1 chỉ đi. Là bao nhiêu? 3850 chị. 3850 hả ba? 3 triệu 850 rồi dán vô. Lột này ra. Rồi 3 triệu 850 nha mấy chị. 3 triệu 850. Đây mặt mẹ Quan Âm 3 triệu 850 nha. Em có được là 1, 2, 3, 4, 5 đơn. 2, 4, 5 đơn, 6 đơn nha. Dạ em thấy chị bên Đài Loan rồi chị ơi. Để là số điện thoại đi chị. Cái đó ni mấy con tương đương với ni bao nhiêu con? Cái màu đỏ là tương đương chị Tư gà. Chị Tư 17 cm về ni 50, ni 54, 55 á chị Tư ơi. Ủa mặt mẹ Quan Âm nào mà tiền công 12 triệu. Không chỉ có 18 triệu 200 thôi. Cái đây là 18 triệu 200 là một rồi, cái rồi em lấy hai cái là 3850 luôn. Là An Thiên Lê đúng không? Rồi An Thiên Lê lấy cái đẹp này nè. Từ hả? Nè An Thiên Lê. Ủa lấy cái gì? Lấy 3850 cho em. Cái An Thiên Lê này nè. Lấy hai cái này nha. Đó rất là đẹp luôn An Thiên Lê nha. Rồi chốt cho chị An Thiên Lê hai cái. À, vòng tay phải là bao nhiêu? À, alo. Dạ rồi vòng tay phải. Chiếc nhẫn bên đi. Rồi chiếc nhẫn này. Cái vòng tay phải này là ni 50. Tiền công là 609, cú pháp chốt đơn hàng là 14 triệu 300. 14 triệu 300 cộng số điện thoại nha. Rồi Trần Mỹ Hân đợi tí chị lên mặt hình tròn cho mình chốt liên liền hả chị ha. Cái mặt mà hai gì? Có hai con rồng hai bên đó hả?
À đây 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 đây. Ồ ha, mặt mẹ Quan Âm mà sao chị tưởng là trời ơi, Vi này giỏi ghê luôn á. Vậy mà chị không nhìn ra mặt mẹ Quan Âm mà chị cứ tưởng là hồi nãy giờ chị cứ tưởng là mặt ông Địa không à. Trời ơi, tội nghiệp Vi quá, chị xin lỗi Vi nha. 34.900. Cái này nó cũng không có trên thị trường đâu nha mấy chị. Những cái sản phẩm này nè, những sản phẩm này em khẳng định luôn nha, trên thị trường á em không có một cái thứ hai luôn, cả đất nước Việt Nam luôn nha, cả đất nước Việt Nam không bao giờ có cái thứ hai nha. Những cái sản phẩm này đó, cả đất nước Việt Nam luôn, không bao giờ có cái thứ hai luôn. Em có mặt mẹ Quan Âm 38-50, chốt chị một cái. Mặt mẹ Quan Âm này cũng đẹp lắm nha. Đó, con chốt con đưa đơn lên nha con. Đẹp tròn thị luôn nha, cảm ơn chị nhiều ạ. Đây 34.900. Đây là 34.900 nha. Đây là mặt mẹ Quan Âm. Rồi. Rồi một triệu. Chị Thị Kim Lan Võ, chị kia Thị Kim Lan Phạm ơi, mình đang coi ngược lại lại chị. Rồi con bấm này cho gì luôn nè. Cái này là 11 triệu, tiền công 11 triệu. Đây rồi chị. À, trọng lượng vàng là 3,5 chỉ. À, mặt Di Lặc. Rồi mặt Di Lặc, mặt Di Lặc là ông Di Lặc là ông này. 22.500. 22.500 nha mấy chị. 22.500, đẹp, wow, đẹp quá, sức đẹp luôn. 22.500, tiền công là 11 triệu. À, My Trần, chị để đúng cú pháp giùm em. Chị để đúng cú pháp giùm bấm em nha. Em khẳng định luôn, những cái sản phẩm em đang đeo trên, em đang cầm trên tay, đây là mặt mẹ Quan Âm nha. Đây là trên thị trường, trên đất nước Việt Nam không có cái thứ hai nha. Rồi, hình là hình 38-50 một cái mặt luôn. Là mặt mẹ Quan Âm. Chốt chị một cái nha, hình là hình nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Tiền công 508. Mặt Di Lặc lớn. Mặt ông Di Lặc lớn em hả? Em có chốt chưa vậy mẹ hả? Quan Âm chưa vậy. Không biết nữa, 22.500. 22.500 chốt okay, cho My Trần luôn. My Trần 22.500. Chị Bông Băng ơi, này chị liên hệ với nhân viên giúp em với chị Bông Băng ơi. My Trần là nước ngoài hay Việt Nam? Chị My Trần ở Việt Nam chị. My Trần ở Việt Nam, chị chụp lại màn hình giùm em, trên đầu giùm em nha. Chụp lại màn hình trên đầu giùm em và gửi chuyển khoản đúng giùm em, cú pháp trên đầu giùm em nha. Nha. Chúc chị My Trần một cái luôn nha. Giờ rồi chị Băng em biết cho chị đếm cho nhân viên gọi điện là cho mình cho được kiểm tra đơn. Dạ em gửi cơ kiếm thêm. Rồi ông Mặc Di Lặc là 3.550.000. Tiền công rẻ quá trời ơi. 34 triệu cho Vi okay, lấy cho luôn. Rồi Vi này chịu chơi quá trời Vi ơi. Đẹp quá Vi ơi. Trời ơi Vi ơi, ấn tượng quá Vi ơi. Chúc mừng Vi nha. 12 triệu tiền công, cú pháp là 34.900.000 nha. Ủa chị, à, chị My Trần ở nước ngoài luôn. Dạ rồi. My Trần ở nước ngoài. Em điện thoại không được, inbox không được. Chị Thảo ơi sao mà kỳ vậy hả? Kỳ hả? Ôi, anh Vũ đẹp trai, ảnh điện thoại không được, ảnh cái gì tùm lum tà la, tụi bây gọi lại đây. Rồi chị Băng Băng là 38-50 luôn, ok, đưa, đưa chị một cái mặt lại luôn. Đưa chị chụp màn hình lại. Không, có đẹp cuộc của Vy. Chị My Trần, chị nói đưa cái mặt cẩm thạch cho chị chụp màn hình lại. Rồi, đưa mặt cẩm thạch. Chị My Trần ơi, vào trên Messenger chị gửi đi giúp em với chị ơi, My Trần ơi. Vào phần tin nhắn người chờ giúp em nha. Cái rồi, rồi 38-50 là một cái mặt cho chị. Chị Băng Băng này, cảm ơn chị Băng Băng nhiều nha, 38-50 luôn. Quý mời. Đây, cái này là cái mặt hoa này là 2,7 chỉ. Tiền công ngoài thị trường. Chị Sala nói cái gì kìa? Tiền công ở ngoài thị trường là cả khoảng là 1,2 triệu. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 490.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 9.050.000. À, thấy chị không? Dạ chị Tư em thấy chị. Chị Tư em thấy chị mà từ từ em nói không nổi, từ từ chị em Tư ơi. Rồi 9.050.000 nha, 9.050.000. Rồi 9.050.000 em bỏ qua một bên. Lấy con phát cười mà hàng cao cấp hả? Là cái gì? Nói đi con anh đọc đi. Anh nói là cho em lấy ông phát cười hàng cao cấp và xả cao ông Thạch Anh màu vàng. Em lấy cái én tay phải chị Chu lúc nãy. Chị cũng không hiểu lắm. Chị Sela comment lại giúp em mấy chị. Ý là mình xả cái nào mình lấy cái nào á chị. Rồi bây giờ này chị xả cái kia đi. Em hiểu rồi, chị xả cái kia rồi. Bây giờ em lên mấy cái này cho chị. Rồi có cái nào sao mà... chị, hồi nãy em chốt chị đi ba Trần Thị rồi mà. Sao chị lấy một mẹ Quan Âm? Đúng rồi, nãy là 38-50 chốt chuyện cái rồi mà. Chị Điệp Trần Thị chị có chốt rồi đó chị. Bây giờ chị Sela này em đưa lên chị để đúng cú pháp giùm em. Rồi em hiểu là cái kia chị xả ra rồi đó. Chị Sela xả cái màu vàng lấy ra giùm chị luôn đi em. Rồi cho chị My Trần chứ chụp lại cái màn hình kìa con. Để rồi rồi chị. Cái này là 22.500, tiền công là 18.200. Đây là con cọp. Con cọp nằm ở dưới, xong con rồng nó cuộn lên trên, cuộn trên đám mây. Đây là đá, đây là cái gì đó quên mất tiêu rồi. Đá là đá ruby đúng không chị? Đá ruby thật nha mấy chị nha, ruby thật nha. Ok, có giai đô rồi. Cái này là ruby thật. Rồi cái mặt này là bóc lên bỏ xuống. Chụp hình lại với em với chị My Trần ơi. Chị My Trần ơi nhớ chụp lại màn hình ở phía trên chị nha. Số khoản ở phía trên chị đừng có nhầm lẫn với số khác nha.
Chị đẹp Trần Thị em chốt với chị là 3850 rồi nha chị ơi. Đây, cái mặt dây chuyền này ngoài thị trường là 2.4 triệu. Mặt dây chuyền này là hàng thiết kế công nghệ cao. Đây, hàng thiết kế luôn ha, mấy anh đó chị. Tiền công ngoài thị trường là 2.4 triệu. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 1.290.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 18.500.000. 18.500.000 cộng số điện thoại 18.500.000. Cái lắc này ni 52 ok luôn đó chị. Chị Tư ơi, cái lắc này là ni 52 luôn chị. Chị Tư ơi, lấy lắc này đi ha. Dạ rồi em chốt rồi chị rồi. Chị Tiệp ơi, chị Tư lấy luôn chị Tư nha. À, cái lắc này là tiền công bao nhiêu đó con hồi nãy đó con? Ủa cái lắc màu đỏ này. Cái lắc màu đỏ hồi nãy là bao nhiêu ha? Chờ chờ chút nha chị Tư ơi. Để em gỡ cái lắc này ra luôn, hồi nãy chị nào hỏi cái dòng này em làm luôn, em ngưng em làm luôn cho. Cái mặt dây chuyền anh gì đó, chị gì đó ơi chốt luôn không nè. Chị hỏi cái lắc màu đỏ hả? À, cái lắc màu đỏ này 54 hả? Lắc lắc màu đỏ hồi nãy đâu rồi ha? Đây 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 chị, đây, chị nằm chị này nè. Này là dài 10 dài là 17.5 là ni bao nhiêu con? 17.5 là ni 50 ni 55 54 chị. Hả? Ni 54 55 chị. 54 55 em cắt được cho chị một mắt được đó chị Tư ơi, 52 được chị. Rồi em cắt đi cho xin phí thợ 200.000 đồng, chị Tư rồi, đồng ý thì là rồi, chị Tư ok giùm em. Để 25 triệu nha chị Tư nha, tiền công chỉ có là 2.560.000 đồng thôi nha. Chị Hằng Lê, dạ, chị bao giá đang đeo Hằng Lê hả? Hỏi gì vậy chị? Dạ cái dòng chai nồi chị. À dòng chai nồi là ni 50 chị nha. Tiền công ngoài thị trường cái này là cỡ khoảng là 1.9-1.8 triệu gì đó. Cái chỗ bán 2.2 triệu em xin sẵn luôn rồi. Cú pháp chốt đơn hàng là 14.300.000, tiền công có 690.000 đồng thôi. Chị Hằng Lê nha. Rồi cái này là 4 chỉ 2 nha chị. À, chị đồng ý thì chị ok giùm em ha. 14.300.000 nha, 14.300.000. Rồi thì bây giờ là em lên cái gì ha? Có ai cột cho gì con, cột cái này đi. Rồi cái nhẫn con tỳ hưu là Quốc Pháp chốt đơn hàng. Mập ông địa. Dạ, màu hồng là bao nhiêu màu ok? Màu hồng là bao nhiêu rồi để em lên cho. Cái đó là màu thạch đá làm gì đó. Đá ruby nha. 14.300.000. 14.300.000. Là cái gì được coi? Là cái dòng trên nồi nãy. À dòng trên nồi. Rồi 14.300.000 chốt cho chị Hằng Lê đi. Con gửi giùm cho gì với con? Lên lắc đi tiệm. Dạ rồi Lâm Anh Nguyễn, rồi lên lắc nha. Bây giờ mấy chị em lên mặt đúng không? Rồi từ từ có hai cái mặt màu hồng, chờ em một xíu em lên luôn cho một lượt luôn. Rồi cái mặt này là 22.500.000 nè, mặt này là 22.500.000 nha. Rồi mấy anh mấy chị nha, 22.500.000 ha. Dạ chị Minh Hà, chị Minh Hà chị nói gì đó con? Cho em cái dòng trà nồi hai màu trà thảo ơi hả? À dòng hai màu trà nồi đây, nhưng mà cái này cắt đi không có được. Chị Minh Hà ơi, cái này cắt ni không được, cái này đo ni dùm cho gì đi con. Dạ rồi chị. Ni 50 thì chị Minh Hà nè, cái này cắt ni được nè. Có lớp chân luôn á chị Trâm Vương này, ơi. Ni 56 nè. Cái ni 50, cái 56 nè, hôm nay lên cực phẩm không à, đẹp quá mấy chị ơi. À, cái này ni 50 chị Minh Hà nè, là ni tay, là ni tay 50. 50 chị. Đây, rồi là tiền công của nó là chỉ có 840.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 16.200.000, trọng lượng vàng là 5 chỉ nha. 16.200.000, tiền công có 840.000 đồng, quá sức rẻ luôn ha. Quá rẻ luôn mấy chị, ngoài thị trường 2 triệu mấy không à. Rồi tiếp tục ha, cái dòng này là ni 56 luôn nè. Đây là dòng chữ GG nha mấy chị. Dòng GG full tấm luôn ha. Rồi tiền công mấy chị biết bao nhiêu không? Chỉ có là 750.000 đồng thôi mấy giờ. Dạ rồi em chốt chị Hằng Lê rồi nghe chị Hằng Lê rồi, ơi. Rồi có chốt đơn hàng là 20.250.000 đồng. Đó cưng chưa? 20.250.000 ha. Cái nhẫn tỳ hưu là 4 triệu tròn nha. Nhẫn tỳ hưu là 4 triệu nha. Mặt đất mẹ à, có mặt đất mẹ mà bằng thành không em à. Dạ không, dạ có chứ, em có thân giá thôi em chị ơi. Em có ni 12 giờ ni 15 nha. Có lớp chân luôn anh chị. Tiền công là 290.000 đồng. Đây thạch anh nha con, tỳ hưu à, cái này là tỳ hưu thạch anh mà màu cam nha mấy chị. Tỳ hưu màu cam em còn 2 đơn nè. Rồi tiền công có 290 thôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 4 triệu cộng số điện thoại giùm em nha, 4 triệu nha. Rồi mà thân giá để báo giá lại luôn nha rồi, chị nha. Rồi cái này là 20.250.000 nha. Rồi chuẩn bị em lên từ từ. Chị Trần Vĩnh ơi, mình cần tiệm vàng á chị, ra đâu nó giúp em chị nha. Mẹ Quan Âm hết rồi, em không còn mẹ Quan Âm nào hết luôn. Rồi con tính tiền giùm con. Dạ rồi. Cái này là 12.500.000. Cái mặt này là 12.500.000 tiền công luôn. Đây là mã đáo thành công mấy chị. Mã đáo thành công nha mấy chị. Đây là con ngựa nha mấy chị. Con ngựa nó đang phi nha mấy chị. Mã đáo thành công. Đây là ông Di Lặc cười kha 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 kha. Đá thạch anh thật luôn. À cái này là đá ruby nha mấy chị. Ruby thật 100% luôn nha. Ruby thật nha. Không, lâu lâu em mới về mấy cái dạng này. Rồi 12.500.000 đó con tiền công. Trọng lượng vàng là 4.7 chỉ 3270. 12.500.000. Đây, mã đáo thành công rất là đẹp luôn mấy chị. 27.900.000. 27.900.000.
rồi cái này là 27.900.000 có lên dây chuyền không em? Dây. Từ từ rồi lát nữa sẽ lên dây chuyền, lên mặt xong rồi phải lên dây chứ. Rồi 22.500.000 tính tiền công là bao nhiêu? 22.500.000 tính tiền công là bao nhiêu đây? Tiền công là 18.200.000. Tiền công là 18.200.000 em nói thiệt mấy chị nha. Cái này nè, cái viên này mấy chị mua ở ngoài phải 20-30 triệu cho em nha. À chị Sala Sala Ruby ba con ngựa. Rồi. Chị Sala Sala em chốt cho chị mặc Ruby. Mấy chị nói nè, chị chốt rồi em mới nói nè, chị Sala nè. Cái viên này mua ngoài thị trường là 25 triệu nha chị nha. Cái viên đá này này mua ngoài thị trường 25 triệu mà đố mấy chị mua ra luôn á, mà cái viên mà xịn sò như thế này luôn ha. Hàng thật giống như thế này luôn ha. Rồi 27.900.000 này chốt cho ai nữa kìa. Chị Mi Trần luôn. Không không phải chị Sala Sala chốt cái này rồi. Chị Sala Sala là chốt 27.900.000 rồi. Rồi chị Mi Trần còn cái này nè, 22.500.000 tiền công là 18.200.000. Cái đá này nó bự gấp đôi nha. Cái đá này nó bự gấp đôi cái con mã đá thành công hồi nãy. Đây này là hai đá nó rất là đẹp. Em chỉ còn một cái bây giờ mấy chị Biển Thảo ơi, mày đào giùm cho chị thêm một cái nữa đi nha. Em cũng lạy mấy chị luôn, em không đào đâu mà ra được hết luôn nha mấy chị nha. Không còn luôn nha, không có lâu đâu nha. Rồi tiếp tục cái mặt này ha. Đây là con cọp nè chị. Chị Sala Sala con cọp cho ông xã chị nè. Đây là con cọp nè chị ơi. Đây con cọp nè, đây là cẩm thạch xịn sò luôn nha mấy chị nha. Cẩm thạch xịn sò luôn à, bé ngăn nhỏ tiền công này con 12.500.000. Tiền công là 12.500.000. Trọng lượng vàng là 7 chỉ. Ba mươi lăm triệu bốn trăm. Còn cái mặt Quan Âm Nam cái vòng đó chị vậy lấy chị đó. Dính kia chị à rồi đây, đây rồi từ đây là cái mặt ông từ từ chờ xíu. Rồi 35.400.000 nha mấy chị nha. Đây là con cọp nha. Hình con cọp nó nối đuôi với nhau. Đó rất là đẹp luôn. Đây là đá xịn sò luôn nha mấy chị nha. Ủa chốt 2.500.000 hả? 500 kìa. 2.500.000 là chốt cái gì hả? Ủa nãy là chị này Robin nè, ba con ngựa phạt cười 12.500.000. Chị sẽ la chốt rồi. Hồi nãy chị sẽ la chốt rồi. Chị sẽ la chốt rồi. Rồi, rồi còn là 20 vậy Long Long Nguyễn Lá Nhẫn Tị Hương ni 12 à. Rồi ni 12 Tị Hương okay. Ni 12. Lan Loan Lam Nguyễn. Loan Lam Nguyễn. Em chốt Tị Hương ni 12 rồi em còn một con Tị Hương nữa nha. À, cho em hai cái mặt. Chị mới đưa lên. À rồi cẩm thạch hai cái mặt cẩm thạch. Rồi ok. Rồi An Thiên Lê hai cái mặt cẩm thạch đi, lựa màu đậm cho An Thiên Lê đúng không? Biết ý luôn. Đây hai màu đậm đây. Đây. Đây màu đậm đây chị. À, màu đậm nha. Rồi ok An Thiên Lê nè. À, cái đây là tiền công chỉ có 560.000 đồng thôi. À, cú pháp chốt đơn hàng là 3.550.000. 3.550.000 nha. Rồi An Thiên Lê hai cái nè. Rồi còn cho ai nữa nè. 3.550.000 nha. Vòng bên tay phải bao nhiêu rồi? Ok. Hai cái. Chờ em một chút. Ủa khác pháp mẫu chị. À, rồi không, ông dán luôn đi, dán luôn. Rồi chính xác, ok chính xác. Rồi cái dòng này là ni là 50. Dòng này em chỉ có một đơn, ngoài thị trường là 3.2 triệu. Cái dòng này ngoài thị trường là 3.2 triệu. Dòng này là không cắt ni, không ra ni được luôn nha. Ni 50 nha. À, em chờ cái gì kìa. Em đang chờ. Nè Vũ đẹp trai đang chờ bé nào kìa. Bé nào rảnh không? Rồi điện thoại cho anh Vũ đẹp trai coi. Vũ đẹp trai chị ơi. Rồi cái dòng này ngoài thị trường là 2 triệu mấy luôn nha anh mấy chị. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 990.000 đồng. Mấy chị thấy rẻ chưa? Ba màu luôn, vừa đi tay 50 mới đeo vừa nha. 52, 51 là cũng không vừa luôn ha. Đúng 50 mới đeo vừa nha. Rồi tiền công là 990.000 đồng. Trọng lượng vàng là 1 chỉ, 1 lượng 3. Quốc pháp chốt đơn hàng là 43.200.000. 43.200.000 cộng số điện thoại giùm em. 43.200.000 cộng số điện thoại nha. 43.200.000 nha. Dạ em biết anh Vũ cho em cho nhân viên làm cho rồi anh ơi. Đây đẹp quá mấy chị. Cưng không? Rồi đi một phát cho chị chốt thêm luôn nha. Thấy cưng không? Wow đẹp quá. Mấy chị thấy đẹp chưa? Quá đầu gấu luôn ha. Trời ơi quá quay phong quảnh liệt luôn anh mấy chị. Cưng ơi là cưng luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm. Rồi con tính tiền công con. Khi nào lên nhẫn vậy chị? Chắc có lẽ là nếu bây giờ trưa lên không kịp thì chị em lên nha. À, cho chị lắc màu hồng. Chị sẽ cho Nguyễn lắc màu hồng. Đây lắc màu đỏ nha chị nha. Chị sẽ cho Nguyễn. Chị đeo ni tay bao nhiêu chị? Mặt ông địa có hai bên hả? Mặt rộng hai bên hả? Rộng hai bên, mặt rộng hai bên, mặt rộng hai bên. Hết rồi. Còn cái ba ông mà. Ông địa này em còn ba ông mà. Rồi con tính số tiền đi con. Cái này tiền tiền công là 14 triệu nha.
cái nào đẹp hay cho chị Thảo ơi. Cái nào hay GG. À cái GG với cái chè nồi. Cái chè nồi đẹp hơn chứ GG chứ. Cái chè nồi này đẹp hơn chứ. À, em lấy cái ruby màu hồng. Chị xả cái mặt quan âm giúp okay. Em. Dạ rồi ok. Ruby màu hồng. Rồi xả cái mặt mẹ quan âm giùm dạ, cho mi trần chị, dạ rồi. Rồi em chốt cho chị là mi trần là 22.500.000, tiền công là 18.200.000, trọng lượng vàng là 6.3. Rồi chị chụp lại màn hình giùm em chị Mi Trần ơi. Chị Mi Trần ơi chụp lại màn hình giùm em rồi em hết đi luôn nha. Rồi Sistina Nguyễn là em đi 53 rồi em chốt cho chị Sistina Nguyễn cái này là 25.000.000 nha chị. Tranh thủ chạy ra ngân hàng chuyển tiền về giùm em để em lên đơn hàng sớm cho chị nha chị Sistina Nguyễn nha. Chốt là không được hủy nha chị nha. Chốt là không được hủy giùm em nha. Rồi. Tiền công là 2.560.000 đồng. Khi mà chị đem về chị đeo mà đẹp, chụp lại màn hình, quay tư liệu cho em xin cái tư liệu nha chị nha. Cái tư liệu của chị đeo cái dây con cong đẹp quá chị ơi. Chị đeo con cong đẹp quá tuyệt trần luôn ha. Chị có lên à, cái gì con đọc dạ, chị về dốt chữ luôn rồi. Dạ cái chị mới cầm lên bỏ xuống á. Cái chị mới cầm lên bỏ xuống là cái nào chị? Cái này đúng không? Không, chị Minh Hà nói cái này. Rồi 3850 hả? Chị Minh Hà lấy cái này. Chị Minh Hà có phải là 16.200.000 không chị? Chị để đúng giùm em 16.200.000 giùm em chứ. 16.200.000 nha chị Minh Hà nha. Chà nồi đúng rồi, ok Thảo. Ok lấy. Rồi ok. Rồi bây giờ em lên gì mấy chị? Ôi giờ rác cổ quá con, chứ uống miếng nước con. Đây uống cái ly nước. Rồi đây chị. Rồi chị Thị Kim Lăng Phạm này chỉ lấy 3850 là một cái mặt mẹ luôn rồi mặt hết mẹ luôn. Rồi em hết mặt mẹ luôn ha. Còn mặt tính giá. Em chốt chị một đơn luôn nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi để qua mặt khác cho chị chốt thêm luôn em nha. Em lên ba cái mặt mẹ này còn sót lại nha mấy chị. Có cái gì cho chị đeo. Chị đeo cái GG này đi ha. Chị Thị Kim Lăng Phạm ơi, mình thoát cái like ra giúp em chị nha. Chứ mình đang coi ngược like lắm chị luôn á chị. Chị vô lại. Đây đi 56 nha mấy chị nha. Cái này đi 56 nè. Cái này đi 50 nè. Đi 56 chỉ GG nè. Chỉ GG nè 20.250.000 chỉ GG rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi bây giờ là mặt mẹ quan âm trơn à, lên lắc luôn hả? Rồi từ từ. Chị ơi cái okay, mặt màu hồng em lấy tính tiền lộn cho em rồi ok nhắn ra liền. Bé nào có ơi Trang ơi, giải quyết giùm cái mặt kia chứ chuyện lộn vậy nè em ơi. Đâu qua chị. Bông tay lên dây đi em. Dạ rồi lên có dây luôn rồi ok đợi tí. Cái đống vàng này luôn. À đây em còn ba cái mặt dây chuyền này mấy chị lấy khách sĩ nè. Cho em mặt mẹ bằng vàng hả? À mặt mẹ bằng vàng đây An Thiên Lê cái này. Cái này em sale luôn An Thiên Lê, cái này có một cái thôi nè. Tiền công ngoài thị trường là cả khoảng là 1.2.000. Nhưng mà trên livestream này em bán 490.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 5.500.000. À tiền trọng lượng gì à, trọng lượng vàng là 1.5 nha. Rồi chốt cho chị An Thiên Lê đi con. Rồi tiếp tục. À cái mặt này nè. Đây là mặt giả trai nha, chứ không phải hồ trai thật nha mấy chị nha. Đây là giả trai, tiền công là 270.000 đồng. Em sale nha, ngoài thị trường là 700 ha. Ngoài thị trường là 700 nhưng mà trên livestream này là bán chỉ có là 270 thôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 1.900.000. 1.900.000 cộng số điện thoại giùm em. 1.900.000 đồng. Khách nó chị ví dụ bình thường khách mà chỉ khoảng đúng khoảng bên mình á thì vui lòng gọi được trực tiếp vô số 253 đi để có gì mình xác nhận lại một lần nữa chính xác. Chứ nhiều lần với sao giống như tình trạng mà khách chuyển khoản chúng tôi bản xong rồi đưa mình giả mạo chị xong nó kêu bên mình nhắn tin mình mua hàng bên mình. À 5.500.000 là cái gì kìa? 5.500.000 chị Quỳnh Đi Hương là cái mặt nãy đúng chị? Đúng rồi. À hết rồi. À mấy anh mấy chị quý vị chú bác ơi ngưng lại chút xíu em nói chị nghe. Không cái này chị chưa lên. Mấy anh mấy chị khi nào mà mấy anh mấy chị chuyển khoản thành công nhớ nha, mua hàng bên em chuyển khoản thành công chụp màn hình nha. Chụp màn hình xong rồi đúng số tài khoản trên đầu giùm em như hồi nãy em thấy cái chị gì đó là chị để sai số 7 đó. 17 là sai rồi đó nha. Bên em là 25391629. À 1.900.000 cho chị vậy nè. Nè, chị Đức Quỳnh nè. Ừ. Chị Đức Hạnh nè. Đức Hạnh là một đơn nè, 1.900.000 nè. Chốt đơn giùm cái gì đi con. Rồi chị Anh Nguyễn là 1.900.000 luôn nè. 1.900.000 luôn. Rồi còn một đơn nữa. Nha mấy chị nha, 1.900.000 còn một đơn nữa nha mấy chị nha. Rồi em còn một đơn nữa đó, này con ấy này nha. Chị Quỳnh Đi Hương, chị đợi tí chị Quỳnh Đi Hương ơi để lên cú pháp mấy chị. Bây giờ báo ok đó. Bây giờ nè em nói cho anh mấy chị nè. Anh mấy chị chốt đơn sau chứ mất tiền đó nghe, anh mấy chị bị người ta lừa đó nghe, ta đang coi trên live này luôn nè, ta coi ghê lắm. Cho nên là anh mấy chị nhớ là chụp màn hình giùm em. Ở sau đó là khi mà đi chuyển khoản là nhớ đúng số tài khoản này, không sai một số nào hết nha. Rồi sau đó là chụp cái màn hình gửi vô trong
Messenger đúng không em? Dạ, gửi vào Messenger. Gửi vào Messenger hoặc là gọi điện thoại trực tiếp luôn là 2539 0938167253. Em có ghim lên trên số Việt Nam đâu mấy chị, có hai số đó trên đầu em nè, điện thoại chốt đơn trên đầu em nha, có hai số trên đầu đó. Thì anh mấy chị chụp màn hình lại gửi cho bên trang chính chủ của em nha. Còn mấy chị chụp màn hình mà gửi qua trang Facebook lừa đảo á thì là em không công nhận nha anh mấy chị nha. Mấy anh mấy chị bị rất là nhiều, họ nó lấy cái tên Trần Thị Phương Thảo của em luôn, xong rồi là nó bay vô xong rồi là nó mới gạ gẫm rồi biểu chuyển qua một cái số tài khoản khác. Mà anh mấy chị nhớ là chuyển số tài khoản cho bên em xong gọi điện thoại để xác minh nha, là mới được nha anh mấy chị nha. Sản phẩm luôn, từ cái sản phẩm có là mình sẽ gửi hàng đi cho khách luôn. Gọi video nha anh mấy chị, gọi video nha, nhớ một điều là không thể nào mà sai được nha. Quay video nó khác mà gọi video nó khác nha. Mấy anh mấy chị gọi là màn hình sống động luôn, có em có toàn tiệm luôn, chứ còn quay là không đúng nha. Quay là nó lấy cấp nó quay nghe, nó vô tiệm em nó lấy cấp nó quay xong gì nó phát lên cho mấy anh mấy chị nha, nhớ mấy anh mấy chị nha. Quay á là nó vô tiệm em cái nó quay cái màn hình đó, nó ăn cắp cái màn hình đó, sau đó rồi là nó mới phát cho mấy anh mấy chị, cái đó là sai. Còn đây là trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp là mới đúng nha anh mấy chị nha. Chị đúng rồi, chị Kim gì đang coi tiếp. Trời, Messenger không có hình của Thảo của hả? Chị Thảo Messenger. Ủa là sao chị? Kim Dương Huỳnh Messenger không có hình của chị Thảo. Ủa hả? Ủa là sao chị phải gọi Messenger là kết bạn rồi, đúng không? Messenger là kết bạn trong nói chung là chị đã kết bạn Messenger rồi mà. Thì là gọi video đi chị. Gọi video đi, chị gọi chị xác minh luôn nha. Trong bên mình chị Kim Miếu Huỳnh khách cũ đó. Chị Kim Miếu Huỳnh. Ừ. Ý là giống như dạng như là Messenger không có hình của chị Thảo, nhưng lúc khi là được gọi điện xác minh không có chị Thảo á, chỉ có nhân viên mình thôi á, ý là vậy đó. Lên dây hai chị có luôn á chị Mộng Điệp ơi. Rồi bây giờ em lên dây, em còn hai cái mặt cẩm thạch nữa là mấy anh mấy chị à, cái gì đó mặt Phật luôn, còn sót hai cái nha. Rồi cái lớn này là tiền công là 490 đó, nơi vô có mà đưa đây chị đưa cho khách coi. Ủa mấy chị em có mà chị gì đó, chị gì nó nói nè, chị Kim Mỹ Huỳnh vẫn có chị hình ảnh ơi, em có mà chị thấy mấy lắc bờ rào gì đó đẹp quá, mà hôm qua lỡ đẹp bông hồng rồi. Chị Yến Phương. Chị Yến Phương hả? Mua nữa chứ chị. Sao đâu, đây nè chị, mấy chị có nè, có cái hình của em nè. Rồi cái này là 1600 mấy chục người nha, khách thích nha, đây nè. Đó, 1000 mấy nè, mấy chị có nè. Rồi. Có lướt chân luôn á chị Minh Tức, Minh Tiếp có được tới nha chị. Lướt lên luôn á, lướt lên là có những cái hình ảnh của em nè. Đó, hình ảnh của em nè mấy chị nè. Đây là hình ảnh của okay, em nè. Ok, lắp này để báo giá luôn. Trời ơi, còn nghe nhạc cái cụ nữa. Đâu đây? Chị lưu về đó. Rồi cái này là 5.500.000 nha mấy chị. Cái mặt Phật này là 5.500.000. 5.500.000 cộng số điện thoại giùm em nha, 5.500.000 nha. Ủa hồi nãy chị Nhung á, nãy có ai tư vấn dây cho chị chưa vậy chị? Sao nãy có thu em chịu được á? Thì lấy máy khác cũng được, lấy máy của chị cũng được đó nè. Cho chị chứ chị mất công việc mà, chị bán hàng chứ đâu phải chị rảnh đâu. Đó vậy đó, miễn làm sao thì cái khổ tâm quá đi thôi. Mình phải hiểu người ta bác sĩ mà. Rồi 5.500.000 nha, 5.500.000 nha mấy chị, 5.500.000 ha. Rồi còn cái này là 8 phân 1. Cái mặt cẩm thạch hình tròn đi chị Hà. Cẩm thạch hình tròn, đây. ok cẩm thạch hình tròn đây. Rồi có lên luôn rồi, anh chị đợi tí. Rồi hôm nay lên là từ đầu like cuối like là bán mặt dây chuyền không á. Chiều nay là em lên dây nha. Nha, bây giờ em lên mặt là chiều nay em lên dây cho anh mấy chị nha. Dây lớn, dây nhỏ, dây to, dây bự, dây bé gì em lên hết. Con thấy hình này con. Cắt con. Có chừng bị giả mạo nữa nha, chị Kim Mỹ Quỳnh nha. Chị nhớ nha, chị Kim Mỹ Quỳnh nha, chuyển khoản đúng số tài khoản giùm em nha. Rồi 5 triệu. Được không? Dạ, nói chung mà để em lên lại cho chị, để em lên lại cho mình chốt nha, chứ mặt này em chưa có lên nha chị. Đây đây, 5.500.000 nè, mặt mẹ Quang Âm nè chị nè. Đồng ý thêm chốt cho một đơn đây, nha chị Quỳnh Hương nha. Chị Quỳnh Hương nè. À chị Candy. Đúng rồi, chị Quỳnh Hương chị. Quỳnh đi Hương nha. Đúng rồi, chị Quỳnh đi Hương. Chị Hương nha. Rồi. Xong. Bật lắc đeo ok lắm. Đang đeo. Cái vòng đang đeo hai cái là hai vòng luôn nha. Chị Kim mới hình nói chị kiểm tra là trong Messenger của chị đi chị ơi. Chị có mua hàng của mình rồi mà chị cứ liên hệ ra chính chủ đang đó thôi.
Chi nay khó chịu quá. Nay là để em lên tiếp theo cho anh chị chốt luôn nha. Rồi, cái mặt dây chuyền em có 2 kiểu. Ok, Quỳnh Hương ok rồi, giờ cảm ơn chị nhiều rồi, nha. Em có được 3 đơn nha mấy chị nha. Đây mặt dây chuyền em có được 3 đơn, đây chơi tới nóc nhà luôn. Đây mấy chị, cái mặt dây chuyền này là cẩm thạch nha mấy chị. Tiền công mà cái viên đá cẩm thạch mấy chị mua cái viên đá này ở ngoài là 1 triệu 2 nha. Viên đá này là có khoảng 1 triệu 2. Rồi sau ông Thợ Kim Hoàng ông đánh luôn, ông đánh luôn cái mặt dây chuyền này luôn thì là tiền công ông ăn là 620 nữa. Cho nên là này anh Vũ đẹp trai, anh góp ý cái gì kìa. À, rồi tiền công là 620.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 9.100.000 cộng số điện thoại, 9.100.000 cộng số điện thoại giùm em, 9.100.000 cộng số điện thoại giùm em nha, 9.100.000 cộng số điện thoại giùm em nha. Rồi tiền công chỉ có 620.000 đồng thôi ha. Mặt này có một cái nhẫn, em còn một cái nhẫn đó chị. Hình như cái nhẫn đồng điếu á. Một cái nhẫn đồng điếu luôn ha. Đây em còn một cái nhẫn đồng điếu nè. Có dây liền mặt hình người không à? Dây liền mặt hình người. Em có nhẫn đi. Cái gì chiều em lên. Có mặt, à, có lắc thôi chứ không có dây, dây em hết rồi. Đây là nhẫn tiền điếu mà em chưa có dạ, chưa có ai. Đây đang ghi cho những tiền công là con tính đi con. Mặt cẩm thạch. Rồi. Mới bỏ xuống. Mới bỏ xuống rồi, ok. Mặt cẩm thạch mới bỏ xuống là cái mặt này. Cái mặt này là mặt một cái thôi đó chị. Đây là tiền công là 600, cú pháp là 6 triệu. Cái này là 6 triệu nha, mặt dây chuyền này là 6 triệu nha mấy chị nha. Chị Yến Phương chưa nói gì kìa con ơi. Đây là 6 triệu nha mấy chị, đây là mặt tiền biếu nha, 6 triệu. Rồi, số điện thoại chị Oanh Nguyễn là 9.100.000. Chị Oanh Nguyễn là 9.100.000 này, rồi em chốt cho chị Oanh Nguyễn nè, 9.100.000 ha. Rồi 9.100.000 luôn nha anh chị nha, 9.100.000 cộng số điện thoại luôn rồi, nha. Rồi cái này là 6 triệu nha, 6 triệu và 9.100.000, 6 triệu và 9.100.000. Rồi nhanh tay giùm em luôn ha. À bông tay 9 triệu ha. 1... Rồi 9.100.000 anh chị đợi tí luôn ha, em lấy 6 triệu. Rồi. Ok, An Thiên Lê luôn. An Thiên Lê 6 triệu nha, rồi một cái An Thiên Lê 6 triệu. Bỏ riêng đi con, dạ rồi. Lộn á. Rồi chị Hương Trần luôn chị ơi. Rồi nhẫn cẩm thạch luôn, chị Hương Trần một cái luôn ha. Chị Hương Trần. Không, chị Hương Trần là cái nhẫn á chị. À cái nhẫn cẩm thạch. Chị đúng rồi, nhẫn đồng điếu. Em lấy nhẫn cẩm thạch. Rồi rồi rồi, ok, để báo giá luôn nha chị ơi. Chị Hương Trần. Dạ nam đeo được không? Dạ nam đeo này đeo không được. Nam đeo không được, nam không đeo được. À lắc bao nhiêu? Cái dòng đó chị chứ không phải lắc đâu nha chị. Đây là dòng là dòng đi tay 50. Dòng này đi tay 50 là 43.200.000. Rồi chị mo gì đó 6 triệu là em hết rồi. Em còn cái nori. Chị Hương Trần á chị. À chị Hương Trần chốt rồi. Ủa cái nào? Không, chị Hương Trần nãy có nói là nhẫn này đeo nam không, mà mình nói không đeo được. À, không đeo được. Không đeo được nè. Không, 9.100.000 như hết rồi. Cái này là còn 9.100.000. Ờ, 9.100.000. Christina Nguyễn, 9.100.000 chốt cho chị chưa? Rồi, 9.100.000 luôn. Chốt cho chị là 9.100.000 cho Christina Nguyễn nha. Rồi, chị nhẫn cẩm thạch xong rồi chị nè. Nhẫn cẩm thạch xong rồi đúng không? Dạ. Đi bao nhiêu con? Đi bao nhiêu? Em chưa nhận được hàng chị ơi. Ừ, từ từ nha. Rồi cái nhẫn đang đeo. À rồi rồi cái nhẫn đang đeo nhẫn này chờ đây. Một chút. Đây đây 15 chị. Nhẫn đang đeo là 1.5 triệu nha, tiền công là 340.000 đồng. Tiền công là 340, cú pháp chốt đơn hàng là 5.250.000. 5.250.000 cộng số điện thoại giùm em, 5.250.000 nha. Chị mặc xanh đậm ở giữa hàng cao cấp. Xanh đậm ở giữa. À rồi đây chị Sala. Rồi đi báo giá cho chị luôn nha. Rồi dạ, đây tiền công con nè. À, tiền công là 13.500.000. Tiền công là 13.500.000. Tiền công là 13.500.000 nha. Đó, rất là cưng luôn. Tiền công là 13.500.000. Trọng lượng vàng là 6 chỉ đó con. À, money gì đó. Rồi 33.200.000. Rồi lấy nhận cẩm thạch rồi, ok. Lấy nhận cẩm thạch là 6 phân nha. À, tiền công là 320, cú pháp chốt đơn hàng là 2.200.000 nhận cẩm thạch nha. Nhưng mà nam không đeo được nha. Cái này là nữ đeo nha, chứ nam không đeo được nha. Rồi, tùy ha, muốn đeo gì đó đeo. Rồi cho Nori nha. Rồi em chốt cho Nori. Chị Hương Trần. Rồi, chị Sala, 33.200.000. Đây, mặt mẹ nữa đi. À, rồi ok, còn cái mặt mẹ nữa em lên luôn cho. Đây, chị Sala, 33.200.000. 33.200.000 cộng số điện thoại. 33.200.000 cộng số điện thoại giùm em. Dạ đúng rồi chị Yến Phương, chị Yến Phương chỉ nói là hôm qua là em chốt cái dòng á chị, xong rồi chị Yến khoản rồi, xong rồi có ai gọi điện chị á, xong rồi nó tắt ngang luôn. Mặt mẹ đi à, ok chị Bảo Trang đợi tí nha chị, em biết là chị Yến Phương ơi. À chị đeo giờ rồi. À chị đeo rồi, ok. Đây là mặt mẹ Quan Âm nha, đây là một cái em có một cái thôi, em không có hai nha. Đây là 7.5 phân, tiền công 350.000 đồng, cú pháp chốt đơn hàng là 2.850.000.
2.850.000 cộng số điện thoại, 2850 cộng số điện thoại, 2850 cộng số điện thoại giùm em nha. Rồi nhanh tay giùm em nha. Này của chị Hương Trần đó rồi nha. Rồi tiếp tục cái nhỏ luôn ha, 2.600.000. Cái nhỏ này tiền công là 390, cú pháp cho đơn hàng là 2.600.000. 2.600.000 cộng số điện thoại giùm em. 2.600.000 cộng số điện thoại giùm em nha. Rồi tiếp tục ha. Rồi 28. Hồi rồi. Quý gì đó? Thì Huy... Kim Lân Anh với lại chị Hương Hình. Không, một đơn à, 2.800.000 ai ra trước? Rồi Thị Kim Lân Hòa Phạm chị. Thị Kim Lân Phạm nha. Rồi còn một cái là 2.600.000 nữa. Đang còn 2.600.000 nữa chị. Còn một cái 2.600.000 nha. Còn một cái 2.600.000 lợi lớn á. Rồi cái này là 8/2 tiền công là. Rồi tiền nhiều giống vậy không chị? Công là 380, con ghi tiền công 380. Cú pháp chốt đơn hàng là 3.400.000. 2.600.000 An Thiên Lê lụm luôn. Tiền công rồi, là An Thiên Lê lụm luôn 2.600.000 nha. Rồi ok. Cho chị An Thiên Lê này con. Rồi chị Phạm Nhung chuyển khoản rồi chị cục cưng ơi. Dạ, rồi cái này là 3.400.000. 3.400.000 cộng số điện thoại giùm em. 3.400.000 cộng số điện thoại nha. 3.400.000 đây, mặt mẹ Quan Âm ngồi nha. 3.400.000. Để con báo tranh là. Rồi mặt mẹ Quan Âm lớn nha. Ok rồi, cảm ơn An Thiên Lê. Rồi cái này là 3.1 nha mấy chị. Em sale luôn mấy chị. Đây nè, mặc dây chuyền lớn em sale nha mấy chị nha. Đeo với dây là 5 chỉ. Nếu mà đeo dây một lượng bự vẫn được nha. Dây một lượng mà dây đúc đặt là được hết luôn nha. Rồi đây là 3.1. Tiền công là 680.000 đồng. Chị An Thiên Lê là cái này đúng không chị? Chị An Thiên Lê là cái chấm thạch ra con. Còn cái đó là của một người khác. Ok, cái đó là chị gì đó chút. Cung 2.6 luôn á nha chị. Rồi cái này... chị An Thiên An Lê là 3.400.000 mà. 3.400.000 là cái nào chị An Lê? 3.400.000 là đây. 3.400.000 chị An Thiên Lê. 3.400.000 con ghi giấy lại đi con. Cái đó là 3 triệu, do con dán dây tầm bậy. Cái giấy này là giấy của chỗ khác chứ không phải chỗ này. 3.400.000 tiền công là 300 mấy đó. Rồi em hết rồi chị An Thiên Lê chốt rồi mấy chị ơi. Rồi cái mặt mặt mẹ thì là tiền công có 680.000 đồng thôi. Tiền công ngoài thị trường là 1.600.000 nha mấy chị nha. Tự mẹ Cẩm Thạch còn không? Dạ em còn. Em ơi tự mẹ Cẩm Thạch em ơi còn nhiêu hóa quá ra cho chị. Tự mẹ Cẩm Thạch đúng chị còn chị. Rồi đem qua đây cho chị. Bỏ qua đây cho chị. Đổ ra đi con. Đổ ra từng thố nha. Rồi 10.550.000. 10.550.000 trọng lượng vàng là 3.1 nha. Em có được 2 đơn. 10.550.000 nhanh tay giùm em sắp xuống like nè mấy chị ơi. 10.550.000 tổng số điện thoại giùm em. 10.550.000 cộng số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Rồi chị Sala chốt cho cái mặt này chưa chị? Không, chị Sala chưa. Chị nói đưa cho chị coi thôi. Chị Sala nè, 33.200.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Đây nè. Rồi đẹp chị nó đi để báo giá luôn nha. Dây đăng đeo anh chị là 28.850.000, tiền công có là 1.850.000 thôi nha. Rồi cái này là của chị chưa bán nghe em 3.4 hết rồi. Đây còn cái gì đâu quên mất tiêu rồi cái này. Mặt mẹ Quan Âm đâu con? Mặt mẹ Quan Âm đâu? Đây chị bỏ thối nè. Đây mặt mẹ Quan Âm. Wow, mặt mẹ Quan Âm này đẹp nè. Cái này được nè nha. Cái này được à. Cái này đeo với dây có khoảng 2 chỉ được nè. Cưng nè. Đẹp á. Oh wow, cái mặt đẹp nè. Mặt này đẹp nè An Thiên Lê nè. Cái này đẹp nè. Có cái mặt mẹ đá đen không? Dạ em không có đá đen. Để cái gì ngày mai đi rồi em soạn rồi em lên cho mấy chị. Đây tiền công chỉ có 480.000 đồng thôi nha. Tiền công ngoài thị trường là cả khoảng là 1.2 triệu. Nhưng mà trên livestream này em bán với giá là 480.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 4.800.000. Bông Cẩm Thạch dìu em lên. Chị Nam lên chị Hương không? 4.800.000 cộng số điện thoại dùm em. 4.800.000 cộng số điện thoại. Đây 4.800.000 nhanh tay dùm em nha. Em có được là 4 đơn. Trọng lượng vàng của nó là 1.4, 1.5 chỉ. Lấy em cái mặt xanh đậm. Lấy màu xanh đậm. Rồi 4.800.000 lột cái đó ra con. 4.800.000 nhanh tay giùm em. 4.800.000 nha mấy chị nha. Tiền công là 480.000. Tiền công có 480.000 đồng thôi. Đó, quá rẻ luôn mấy chị ơi, rẻ lắm lần. Mua trên livestream này quá sức rẻ luôn. Chị Nam lên bông cho anh chị chốt chị nha. Chị Nam lên bông Cẩm Thạch cho, nhiều lắm Cẩm Thạch, nhắn Cẩm Thạch luôn. Rồi 4.800.000 cộng số điện thoại giùm em nha, 4.800.000 nha. Rồi. Em lên tiếp tục cái mặt này nha. Mình lấy mặt đậm mà, mặt đậm lấy ai rồi mình lấy mặt đậm rồi. Ok, okay lấy mặt đậm cho. Ai? Vân Mai chị. Vân Mai mặt đậm đúng không? Rồi chốt cái mặt đậm này luôn nha chị nha. Rồi chụp lại màn hình giùm em. Vân Mai mặt đậm. Rồi em còn hai đơn nữa là hết luôn nha mấy chị nha. Em còn hai đơn nữa là hết luôn mấy chị. Hai đơn nữa là hết. Cẩm Thạch bên em đẹp lắm. Cẩm Thạch toàn là nuôi không à.
nuôi không, cam sạch đẹp lắm. 4.800. Rồi em chốt chị Văn Mai rồi, hiện tại còn cái anh chị. Hiện tại còn một cái nữa nha. Còn hai cái. Còn hai cái. À. Chị Văn Mai chốt được chưa? Dạ rồi, Văn Mai chốt rồi chị. 4.800 nha. Có bộ trái dâu không à? Trái dâu không, không có bộ trái dâu hết rồi. À, rồi bây giờ em lên cái mặt này nha, em sale hai cái mặt này luôn. Dạ em nghe chị Trần Mỹ Hằng ơi. Rồi đây. Em còn một khách nhân chị chốt luôn nha. Cái mặt này ngoài thị trường là 1.200.000 nha. Đây, mặt chị Chiền đẹp quá mấy chị ơi. Đây, chị LV nha, SYNL luôn nha. Đây chị ơi kìa, chị ơi kìa. Dạ rồi, chị đang hỏi chị ơi. Trần Mỹ Hằng ha. Dạ rồi. Đây, thị trường là 1.200.000 nha. YSL nha mấy chị nha. YSL em có được hai đơn nha. Đây em có được hai đơn. Tiền công là chỉ có 400.000 đồng thôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 6.500. 6.500 nha. Cẩm thạch vuông trên năm không? Dạ có nha chị Hương Trần nha. Có nha chị. Ủa chị đó là chị Hương Trần đó hả? Đúng rồi chị Hương Trần à. Hả chị? À ông xã hả chị Hương Trần. Rồi, okay. Rồi cái mặt màu xanh màu tròn xanh bao nhiêu? Rồi. Màu xanh tròn là cái này. Như là 9.100. Rồi 9.100 còn một cái cuối cùng luôn. Còn một cái lý. Chị. Bà nữa. An Thiên Lê nữa à. 9.100 mấy chị Trần Mỹ Hằng ơi. Rồi 9.100 nha chị nha. 9.100 nha mấy chị nha. Rồi còn cái gì nữa không nè? Hết rồi. Rồi đây một cái mặt này còn sót đây nè. Cái mặt này còn sót tiền công nè, có 450.000 đồng thôi. Đây. Rất là cưng luôn. Em không lấy mà đọc giùm thôi. Ờ chị biết rồi, chị biết rồi. Em lấy ok 9.100. Em lấy 9.100. Rồi tới mặt tròn. Là mi gì? Chị Trần Mỹ Hân. Trần Mỹ Hân nha, rồi chụp lại màn hình giùm nha Trần Mỹ Hân nha. Rồi. Rẻ quá mấy chị ơi, quá sức rẻ luôn. Rồi tiền công là 450.000 đồng, cú pháp chốt đơn hàng là 3.700. Đây là màu xanh nha mấy chị. Đây là màu xanh biển, màu xanh đậm luôn ăn, màu xanh đen luôn á mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là 1.400.000 ở ngoài thị trường nha. 1.400.000 mà không có hàng nha. Nhưng mà trên line này em bán có 450.000 đồng cái đai của nó mấy chị nè. Đai của nó luôn có tấm luôn nha. Đai cách tấm luôn ha. Rồi mà hộp đỏ rồi. 3.700. Rồi cái này là 3.700 hộp màu thị xanh kim. Nha. 3.700. Thị Kim Lan Phạm. Thị Kim Lan Phạm nha. Rồi. Xong cái hoa hồng bự xinh, hoa hồng xinh bự. Wow cái này đẹp quá nè. Cái này là con rắn. Dạ em chốt rồi anh Quang Trung Trần ơi, rồi 3.700 có con cái nè. Đây là con rắn nha mấy chị nha. Đây là nam đeo nha. Đây là mặt dây chuyền của nam. Nữ đeo cũng được luôn nha. Nữ mà cá tính nha là đeo dây ngắn là đẹp lắm. Đây tiền công em sale. Tiền công ngoài thị trường là 1.400.000. Nhưng mà trên livestream này hôm nay em sale với giá là 590.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 11.050.000. Chiều nay em sẽ lên nguyên một băm dây cho em anh mấy chị chốt nha. Tất cả các loại luôn, trọng lượng vàng luôn. Gì cũng có luôn, hôm nay lên mặt là chiều nay em lên dây cho mấy anh chị chốt nha. 11.050.000 nha. Dây còn gì á? À, dây con công chúa đặt được không mà? Còn hiện tại còn dây con công chúa mà chị lấy nghe. Màu gì chị? Con công chúa màu gì nè? Nhắn bên tay phải. Rồi ok. Nhắn bên tay phải. Từ phải chị 0938167697. Vậy đúng rồi chị Ngọc Mây Trần. 0938167967 đúng rồi chị. Nhưng mà em gọi điện cho mình á. Cẩm thạch vuông, cẩm thạch vuông em hết rồi. Của chị Mây Trần này. Cẩm thạch vuông em hết rồi chị. Chị quên rồi. Dạ chị Hương Trần ơi, nhưng mà nhắn nam hình vuông á chị, chiều nay em lên nha chị. Ủa em còn sót lại cái này nè mấy chị nè. Ủa em còn sót lại nè. 1.080.000 đồng. Em còn sót lại 1.000.000. Cái đó của ai vậy? Của chị Mây Trần là chị xả ra à, chị rồi, rồi. Ruby á. Đây mấy chị ơi, em còn một cái mặt nè. À sao mặt? Ý là quay mặt sao chị Thảo hả? Là gì em không hiểu. À đây em còn dư cái mặt nè. Hai cái mặt nha, 1.080.000 tiền công là 235. Ủa đâu còn sót và hai cái nha trời. Mặt trà nha mấy chị nha, mặt trà em còn sót hai cái. 1.080.000 để đeo dưới mấy cái dây mảnh nha, dưới một chỉ nha. Đây mấy chị, đó. Cái gì à? Em rồi, canh lại gì? Em luôn nha mấy chị giờ? Ha. À, chiều nay mà nếu mà thôi An Thiên Lê lên 6 giờ đi. 5:30, 5 giờ thì là mình lên like cho. 5 giờ lên like để chiều tối đây lên xuống like sớm nha. 5 giờ lên like. Rồi 1080 rồi chị Thị Kim Lan Phạm Thị luôn. Thị Kim Lan Phạm nè. Rồi còn một đơn nữa là hết luôn. Rồi 1080 quanh lê luôn. Rồi quanh lê luôn là hết luôn. Cái mặt vừa chị bỏ. Cái mặt vừa rồi á chị hả? Cái mặt vừa rồi á chị. Tiếc Hồng Dương ơi hết rồi chị. Cái mặt vừa rồi là cái mặt nào anh ơi? Chị Trần Hậu ơi chốt hụt rồi chị ơi. Mặt yếu sinh lý này đó hả? Mặt yếu sinh lý này phải không? À, con nhỏ chị An Thiên Lê nó bày nè. Đây. An Thiên Lê nó bày nè. Đó. Cái mặt này là 1.700.000. À, tiền công của nó là 400.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 6.500.000. 6.500.000 có hai đơn nha, 6.500.000. Ủa chị Vũ Hà đâu rồi ha?
Chị Vũ Hà đâu ha, cái mặt này đẹp gần chết luôn nè. Có dây bạc, có dây bạc không? Giờ em không có bán bằng ý nha chị nha. Chị Sala nói gì kìa con ơi, mặt hoa đâu chị, mặt hoa đây. Mặt hoa đây, mặt hoa đây, à cái mặt hoa đây. Mặt hoa là 9.000.000, 9.050.000, tiền công là 490. Đây mấy chị để đúng cú pháp giùm em chứ giờ em rối quá à. Chị Sala, Sala chiều nay em lên dây nha chị. Chiều nay em lên dây nha mấy chị nha. Chiều nay em lên dây, em lên 2 mâm dây luôn. 9.050.000, tiền công 490.000 đồng ha. Mặt tỳ hưu, mặt tỳ hưu em nói rồi, có mặt tỳ hưu không? À, mặt rắn hả? Mặt con rắn. À, mặt con rắn đúng không? Đây 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 đây, đây. Trời. Thôi chốt cho em nó luôn đi, Vũ đẹp trai chốt nó luôn đi. Vậy rồi 1.900.000 chỉ chốt cái gì kìa. Đổi lấy chiếc nhẫn được không chị, là cái gì? 1.900.000 hồi nãy hả? Cô xử lý cái đó giùm gì đi, không hiểu. Hồi nãy cái này là 11.050.000 Vũ đẹp trai. Đây, con rắn nghe. Ở đẹp lắm, có cái một à, em lượm luôn đi em. À, cái này đeo vô cái dây dây đúc đặc, à, dây một lượng cũng được. Dây mà chỉ công Hồng Kông một lượng hoặc là dây 5 chỉ, 7 chỉ gì cũng được luôn ha. Đây nè, cái dây này đẹp lắm. Ê, đây Đức Hạnh là mình lấy nhẫn cái hình con tỳ hưu đúng không Đức Hạnh ơi? Đây là con tỳ hưu, nhẫn con tỳ hưu nè. Comment lại giúp em nhẫn nha. Nhẫn con cam đúng rồi, nhẫn cam rồi Đức Hạnh đó đúng rồi. Okay, nhẫn chị. Cam, ok Đức cam, à, nhẫn cam luôn. Mặt mẹ Quang Âm to, giá bao nhiêu rồi, đây. Rồi Vũ đẹp trai dòm nha, dòm dịch dây xuống nha. Không rồi, cho em 11 xem. Triệu. Không cho em xem mặt. Chứ đây. Không. À cho xem đúng rồi. 11.050.000 nha. Rồi. Alo em nghe nè, Kim Ngọc ơi, nè, Kim Thảo nha. Ơi. Nguyễn Ngọc Kim Thảo em nghe đây. Đây cái mặt này là em còn sót lại một cái, trọng lượng vàng là 3 chỉ rưỡi. Tiền công là 11 triệu. Cú pháp chốt đơn hàng là 22.500.000. Chiều nay em sẽ lên dây nhiều lắm. Đây, cái mặt này là hàng này là hàng xịn sò luôn nha anh mấy chị nha. Hàng xịn sò luôn, ăn rất là cưng luôn nha. Hàng này là hàng cao cấp luôn nha, đá thạch anh luôn, à cái gì sơn thủy nha, đá đen sơn thủy luôn ha. Rồi 22.500.000. Đây là hàng 22.500.000 là hàng hiếm luôn anh mấy chị. Em khẳng định luôn, đất nước Việt Nam mình nó không có cái thứ hai, nó rất là khác bởi vì đá thiên nhiên. Nó sẽ khác luôn nha anh mấy chị nha. Dạ cô hãy chốt đơn Đức Hạnh ơi làm. Từ làm tí. 22.500.000 cộng số điện thoại giùm em, 22.500.000. Chiều nay lên dây nha, Đức Hạnh ơi, là 4 triệu tròn nha, tiền công là 290 nha, đi số 12 Đức Hạnh ơi. Đây tiền công 350.000 đồng. Cú pháp chốt đơn hàng là 5.150.000 nè. 5.150.000. À, cái mặt hoa to, hoa mai to có bộ y như vậy không chị Thủy cái Tiên? Cái mặt nào? Dạ, bộ nó ra bộ chị ơi, cái này em bán lẻ, đem bán lẻ nha. Đưa xuống nhanh bộ cái rồi. Này em bán lẻ nha. 18.500.000. 18.500.000. Chị muốn mua bộ to để chiều nay em coi em có lên cái bộ to cho chị nha Thủy Tiên nha. Để ra để chiều nay em điện lên công ty. Rồi cái này là 18.500.000 anh chị nha, cộng số nội nha. Tiền công là 1.290.000. Tiền công 1.290.000 nha anh chị nha, nhanh tay giúp em luôn nha. Rồi cái này là 5.100.000, 5.150.000. 5.150.000 cộng số điện thoại rồi bọn đeo bao nhiêu kia để báo giá nha. Nguyễn Trà Mộng Bình em chào chị nha. Ni này là ni 50 nha, mới đeo vừa nha anh chị. Là 43.200.000, tiền công có là 990.000 thôi nha. Có mặt hoa không hộ không em hả? Bông bỏ ra ngoài. Mặt hoa không hộ em chưa có sợ. Em chưa có sợ mặt hoa. Mấy giờ rồi con? Dạ 12 giờ mấy rồi. Mặt hoa không hộ đây có luôn. Con quay mặt đây. Đây chị. Đây em có được 3 đơn nha. Mặt hoa không có hộ. Chờ em một chút. Dạ rồi em biết rồi, bố trang không sao đâu anh, không chốt cũng được. Vậy là anh chị nào lấy mặt con rắn không anh chị? Đâu rồi, ủa mặt con rắn không? Đây hôm nay em sale cái này nha. Sale nha, sale cái này nha. Đây, sale nha. Đó, bên đây đây 4-5 cái mặt này. Dạ chị Hương Trần ơi, cái mặt đó không còn hàng chị ơi. Đây bây giờ em sale mấy cái mặt này cho anh mấy chị nha. Mặt trơn không có hột ha. Đây là mặt trơn không có hột luôn. À, trọng lượng vàng của nó là 5 chỉ rưỡi. Đây là trọng lượng vàng là 5 chỉ rưỡi rất là đẹp mấy chị ơi. 5 chỉ rưỡi nha. Rồi tiền công á là ngoài thị trường là 1.400.000 nha. Đi ngủ chiều chốt dây. Dạ rồi, chị đi ngủ đi chị Christina Nguyễn ơi. Hỏi vòng chị Thảo đang đeo gì cho chị. Cái dòng trên đầu C3 màu đang đeo là 43.200.000 nha. Còn cái dòng bên tay trái anh chị là 20.250.000 nha. 18.200.000. 18.200.000 cho tôi em coi. Trên tường thổ Di Lặc hả? Thổ Di Lặc. Rồi, người ta còn mấy cái. Rồi chị đem lên cho. Đặt lại không được hả chị Hương Trần ơi? Cái mặt vuông cái mặt đây 18.200.000 cộng số điện thoại giùm em 18.200.000. Vậy em đọc sớt qua đi ha. Rồi thích cái nào là em cầm lên cho coi lại nha chị gì đó ơi. Chị Kim Thảo nha. Rồi cái này làm Di Lặc nè, tượng nè. Đây là tiền công là 12.500.000. Cú pháp chốt đơn hàng là 35.400.000. 35.400.000 ha. Rồi cái thứ hai. Rồi cái này là 5 6 chỉ nha. Tiền công là 13.500.000.
ba Cú Pháp chốt đơn hàng là 33.200.000. Chị Kim Mỹ Quỳnh chiều nay em sẽ lên like cho chị bông tai nha, giờ em lên không nổi nữa, sắp xuống like rồi. 33.200.000, 33.200.000 nha mấy anh mấy chị. Cái này mà ở ngoài thị trường họ bán mấy chị biết không, gần 30-40 triệu á mấy chị. Tiền công á, hộp á, công giờ hộp là gần 30-40 triệu nha. Chân chào nhưng mà trên like này là em bán là giá cực kỳ sốc luôn, sốc luôn ơi là sốc luôn á. Em ơi, chốt hàng cho chị chưa hả? Nãy là em có chốt hàng cho mình mà chị ơi, Văn Mai ơi. Chị Văn Mai, em có chốt đơn cho chị rồi đó, rồi lát nữa mấy bé sẽ gọi điện cho chị Văn Mai. Chị Hoang Mai, chị khách mới hả? Không, chị khách cũ chị. Chị hỏi chị Phương Trương còn đó không chị? Chị của chị để con lâu rồi, nhưng mà chị gọi điện chứ không có nghe máy. Chị Phương Trương ơi, chị Phương Trương là mẹ của Minh Hồ. Minh Hồ, Minh Hồ đúng không? Minh Hồ chắc chiều mới lên. Chị Phương Trương ơi, có đó không chị ơi? Mấy bé gọi điện cho chị á, chị nghe máy giùm em với, lên giường xem chưa chịu ngủ nè. Trời đất ơi, chị Sister Na Nguyễn. Lên giường xem chưa? Cái này là thằng Thiên chứ không ai hết trơn chứ. Đây, cái này là tiền công là 12.500.000, Cú Pháp chốt đơn hàng là 35.400.000. Rồi trọng lượng vàng đó là 7 chỉ nha, 35.400.000 nha. 35.400.000. Rồi như mấy cái rồi ha, lên mấy cái rồi hen. Lên cái này nữa đi ha. Em đọc. Dạ chị Nhi Ru, chị Nhi Ru GG. Dạ chị Nhi Ru xì có con công mà con đại chị màu đỏ. Chị em lên có. Chị. Không 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 có màu có đỏ không? Chị, không có màu đỏ chị. Còn màu gì màu gì? Màu gì màu gì à? Mà hồi trước có lên rồi chị, mà chị muốn màu đỏ thôi. Màu đỏ em hết rồi chị. Còn màu đỏ nhỏ không? Không không chị, không không chị muốn đại. Ủa, cái này chưa có tiền này con ơi, cái này chưa có tiền nè, cái này là 14 triệu nè con. 10 chốt cục hoài Sistina Nguyễn già nó hẳn quá chị. 14 triệu tiền công với hộp. Trọng lượng vàng là một lượng 1 năm đi. Một lượng 1 năm. Nhiêu con? 51.650.000. 51.650.000. Cái này là 51.650.000 nha mấy chị. 51.650.000. Rồi ok em xuống nha. Bây giờ em lên cái này em sale cho mấy anh mấy chị nha. Em sale luôn. Còn biết chị Văn Mai, chị Văn Mai gửi tiền về nào. Chị Văn Mai gửi tiền về ra kìa. Rồi cái này nè mấy chị, cái mặt dây chuyền này ngoài thị trường là tiền công là 1.600.000 nha, 1.600.000, nhưng mà hôm nay em sale với giá là 850.000 đồng. Đeo dưới dây xoắn hoa mai rất là đẹp luôn, đeo dưới dây một lượng hai lượng vẫn được luôn nha, 8-9 chỉ là vẫn được luôn ha. Đây cái này là 9 chỉ 1 nha. Rồi Cú Pháp chốt đơn hàng là 31.750.000, con ghi đi con, tiền công 850.000. Chị hộ ấn này đi. Tiền công là 850.000. Tiền công là 850.000. Rồi 31.750.000. 31.750.000. Làm mà chống coi Thảo qua like nữa hả? Mà trốn phải không? Mà trốn coi đúng không? Đi làm mà trốn coi Thảo like đúng không? Ghiền quá luôn rồi. Nhắn hồ ly đúng rồi chị Giao ơi. Nãy giờ chị gào em quá trời luôn á Giao ơi. Không, hình như có giữ một cái. Không, mấy chi nó kêu làm cái màu đó vậy rồi chị. Giao Huy không thích. Rồi 31.750.000 mấy chị, 31.750.000 đây mấy chị. Tiền công là 850.000 đồng ha. Đây mấy chị, quá rẻ luôn. Rồi 31.750.000 nha. Quá cưng luôn. Bây giờ em sale nè, cái dây cái mặt dây chuyền này là tiền công tính 600. Đây mấy chị, tiền công em tính 600 thôi, đang bán là 850.000 đồng, rồi em xuống like luôn nha. Em chốt một cái cuối cùng rồi em xuống cái like luôn nha. Rồi cái này là tiền công em tính 600 thôi con. Con tính 600 là con trừ ra là 350.000. 350.000 là 31.400.000. Rồi 31.400.000 nha mấy chị nha. 31.400.000. Rồi tiền công là 600. Em sale 600.000 ha. Rồi một cái, rồi em xuống like nha. Để ghi sale vô. Ghi từ sale đi con. Hết buổi này thôi nha, tới chiều là khác nha. Chiều nay là em không có sale nha, em sale bây giờ thôi. Để cuối cái like thôi nha. Thôi chị. Nè mấy chục triệu nha, quắn cho gọn vô hang. Rồi cái này tiền công em sale 600.000 đồng nha mấy chị nha. Em sale banh nóc luôn 600. Rồi Cú Pháp chốt đơn hàng là 31.400.000. Trọng lượng vàng là cỡ khoảng là 9 chỉ 2 nha. Chị Giao Huy giống như dạng như đó là màu xanh xanh riêu 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 á chị. Trốn cơi mà xuống like buồn quá à. Em đói bụng quá chị Minh Lê ơi. Cái bụng em nó kêu ngột, chắc muốn mập lên lại nữa là sao ấy. Muốn mập lên rồi à, không lên hàng tặng hả em? À ha, sao không lên hàng tặng ta? Thôi lên 5 cái chuỗi tặng đi. Lên nhanh 5 chuỗi tặng cho mấy chị đi. Em quên mất tiêu mấy chị ơi. Lời cuốn quá, quên mất tiêu. Chị Nhi, cô xì để em hỏi lại cho chị ơi. Chị ơi, cái này chị gọi điện. Bỏ đi rồi à? Chị gọi điện giúp em đi. Cho chị 5 cái chuỗi tặng. Mấy chị nè, còn này bông tai. Bông tai mới về đẹp lắm. Bông tai mới về đẹp lắm luôn á. À, bông tai đẹp lắm mấy chị ơi. Chiều nay
chiều nay em sẽ lên, bông tai đẹp cực kỳ luôn. Bông tai đẹp cực kỳ luôn, bông tai cẩm thạch luôn á. Để bé Chi nói cho. Để thôi chị. Dạ rồi, đâu đâu đâu, chạy ra lấy chuỗi đi con. Chuỗi để đâu vậy? Chị mập. À đây đây đây. Đây 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 chị. Chị à, cho chị coi cái được không? Chốt cho người ta rồi, coi cái gì mà coi. Chốt rồi, không. Em gái mưa của chị. Đây lọc ra chị. Một. À, hôm qua chị đặt gì đó. Hôm qua đặt 2.3 đúng không chị? Mình chuyển khoản cho chị Huỳnh Hoan ơi. Hay là mình muốn cho nhân viên gọi điện lại chị? Tặng chị với hôm nay chúc năm mới. Dạ cái này là phải là tự nhiên. Em chốt cái này á là em tặng cái hàng này là em tặng 5 cái để em lựa cái nào đẹp thiệt là đẹp. Huỳnh Hoan này mai chuyển khoản nha chị ơi. Em lựa đây. Rồi em biết đẹp. Rồi pha trà bình ly cũng chuyển tiền luôn này. Ok em nghe rồi. Pha trà bình ly em nhận được tiền rồi nha chị nè. Còn Huỳnh Hoan này ngày mai chị mới chuyển khoản nha, có đơn qua đó. Rồi giờ em lên chuỗi tặng cho anh chị chốt nha. Bây giờ em lên chuỗi tặng này là mấy chị để lại cái cú pháp dạy cho em nè. Có nghĩa là nhưng mà ở nước ngoài ha, hoặc là ở Việt Nam gì cũng phải để số điện thoại đúng không ta? Không phải không, để có cú pháp chị tự đưa ra nha. Cú pháp là bên em tự đưa ra nha. Rồi em tự bỏ luôn ăn, em tự bỏ trúng cái nào nó trúng nha, chứ không có được lựa chọn ăn. Em tặng 5 cái đẹp nhất. Đây mấy chị, em tặng 5 cái đẹp nhất. Đẹp nhất. Cái này là mạng gì đeo cũng được hết nha. À, cho em cái vòng ba màu đẹp quá, chiếc vòng ba màu đẹp quá. Đây này, vòng ba màu đẹp lắm. Nhưng mà ni tay chị nhỏ mà. Cái này là ni tay 50, không có làm ni được nè. À, rồi tiền công có 990 thôi, cô phát cháu đơn hàng là 43.200.000. Rồi bây giờ cái này nè, là hàng tặng. Trị giá một cái sợi chuỗi như vậy là 1.200.000 nha mấy anh mấy chị nha. Đây, trị giá cái sợi chuỗi giống vậy là 1.200.000. Nhưng mà em tặng cho em anh mấy chị là để là trả lại cái lòng của anh mấy chị đã chia sẻ cùng em, cùng đồng hành cùng em, cùng đồng hành cùng với Kim Thành Thảo, để cho Kim Tim Thành Thảo một ngày một vươn lên. Thì là em với cái tấm lòng cởi mở, cho nên là em muốn là tri ân cho em anh mấy chị đeo những cái sản phẩm của em để nhớ đến em, rồi là luôn luôn chia sẻ, luôn luôn đồng hành cùng em nha anh mấy chị nha. Một cái chuỗi này là trị giá là 1.200.000, nhưng mà hôm nay là em sẽ tặng 5 chuỗi cho mấy anh mấy chị của dì chú bác. Người nào ra đơn trước giùm em thì là người đó được được chốt đơn thành công. Em chọn cái máy của em chứ em không chọn là máy của mấy anh mấy chị nha. Thường là máy của em là lúc nào nó cũng là chậm hơn một chút. Cái máy của em lúc nào nó cũng chậm hơn máy của mấy anh mấy chị một chút xíu đó. Rồi còn mấy anh á thì là nó sẽ nhanh hơn, cho nên là nhiều lúc á mấy anh mấy chị là đừng có giận hờn trách móc em. Nếu mà chốt không được thì em là công bằng. Mấy anh mấy chị ở nước ngoài mà muốn chốt được á là nhớ để số điện thoại giùm em nha. Và cú pháp là em tự đưa ra nha. Cú pháp là em tự đưa ra. Thì lát nữa mấy anh mấy chị lắng nghe em đưa cú pháp nha, làm đúng cú pháp giùm em nha. Rồi, thì mấy bé im lặng giùm chị dưới này thì chị để cú pháp cho mấy chị khỏi bị lộn nè. Rồi, bây giờ là cú pháp chốt đơn hàng là... Hồi hộp quá mấy chị ơi. Hồi hộp quá. Cú pháp chốt đơn hàng là... tên chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu. Ngân hàng là ACB nha. Trần Thị Minh Châu, dấu cách ngân hàng ACB. Số tài khoản là 25391629. Rồi bắt đầu, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi chị Trần Thị Minh Châu, chị Trần Hằng nè, là Trần Thị Minh Châu 25391629 ACB. Okay. Rồi đúng rồi, Trần Hằng là một nè. Đây Trần Hằng cái đẹp nhất. Cho Trần Hằng một cái đẹp nhất nha. Rồi Trần Thị Minh Châu nha, 25391629 ngân hàng ACB. Rồi chúc chị là An Tiên Lê. Rồi cho chị là Nguyệt Đỗ và An Thiên Lê. Chị Nguyệt Đỗ, chị Nguyệt Đỗ được rồi. Trần Thị Minh Châu ACB 25391629. Rồi chị Nguyệt Đỗ. Rồi chị nè, chị nè. Rồi xong rồi chị là An Thiên Lê. An Thiên Lê 25391629 ngân hàng ACB. Rồi đúng luôn. An Thiên Lê 7 màu luôn ha. Rồi Hằng Lê. Hằng Lê, Hằng Lê nè, 25391629 ACB Trần Thị Minh Châu. Rồi Hằng Lê luôn ha. Rồi màu tím. Rồi Su Su là người cuối cùng. Su Su là người cuối cùng em hết rồi mấy anh mấy chị. Trần Thị Minh Châu ngân hàng ACB 25391629. Rồi ok luôn.
rồi cho là Su Su, rồi chúc mừng 5 vị khách nha. Em đọc lại, chị Su Su là 1 nè, chị An Thiên Lê là 2 nè. Su Su là số điện thoại là 083 đuôi nha anh chị. Su Su là 083 đuôi nha, chị Su Su 083 đuôi, số điện thoại 083 đuôi đó nha. Rồi em hết nha anh mấy chị nha. Đây có... quá trời dây luôn. Bởi vì có hai tên chị Su Su là em nên em phải đọc số điện thoại ra nha. Chị Su Su là 083 đuôi nha. Rồi chị là Hằng Lê là một cái màu tím ha. Rồi chị là Nguyệt Đỗ, Nguyệt Đỗ là một cái bảy màu luôn ha. Rồi xong. Còn một cái chị này là chị Trần Hằng luôn ha. Trần Hằng là cái đầu tiên luôn, rất là đẹp luôn. Trần Hằng là cái này. Rồi em chúc mừng, xin chúc mừng mấy anh mấy chị, cô dì chú bác nha. Để chiều nay em sẽ tặng cho mấy anh mấy chị một cái sợi chuỗi giống như vậy nữa. Đây là đá thạch anh nha mấy anh mấy chị. Đá thạch anh là mình đeo phong thủy. Ở thạch anh này là thạch anh màu, nó có tóc trong đó luôn, có cái nó có tóc, có cái nó có màu nha mấy anh mấy chị nha. Đeo là nhớ tới em nha, đeo nó lên nước nó đẹp là nhớ tới em. Khi mà mấy em nhân viên mà gửi đơn đi cho mấy anh mấy chị này nè, thì là tặng cho mấy cái dây luôn. Tặng mấy cái dây mấy anh mấy chị mà tay to, tay nhỏ, tay rộng vậy đó, thì là cứ tự xỏ rồi rút lại tự đeo ha. Em tặng luôn cái dây luôn, cái dây xỏ cho mấy anh mấy chị luôn, để dành xỏ nha. Trời ơi, chị khóc luôn. Nhưng mà chiều nay em còn lên nữa nè, chiều nay em lên nữa. Chiều nay là cuối like nha. À, hẹn nhau 9 giờ, 8-9 giờ là bắt đầu cuối like là em sẽ tặng tiếp cho mấy anh mấy chị luôn ha. À, rồi em có lên lắc phong thủy luôn đó mấy chị có biết không? Có lắc luôn á mấy chị, đẹp lắm. Ở chị Mập để lắc này ở đâu là tặng người nha. Ồ lắc phong thủy đẹp lắm luôn á mấy chị. Mà giờ không có lên kịp. Nè lắc phong thủy này đẹp ơi là đẹp luôn. Nè cưng không? Lắc pha lê 7 màu luôn á. Đó cưng lắm, đeo đẹp lắm luôn á. Rồi bây giờ thì là có mặt hoa nhỏ không hộp, hộp. Mặt hoa nhỏ không hộp và có, nhưng mà chết rồi em chia lên không nổi nữa chị. Cái cổ em nó muốn banh luôn, rác quá mấy chị ơi, cổ rác quá chịu không nổi. Mặt hoa nhỏ không có hộp hả? Mấy chị có hộp nhỏ xíu xíu được không? À mặt hoa nhỏ không hộp đúng rồi chị, nhớ rồi. Cái mặt hoa nhỏ 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 mà hoa lưới chị nhỏ có chị à? Xíu xíu em hai chịu lên cho. Rồi em nhớ cái đó rồi. Ôi trời ơi, còn sót cái mặt hột bẹt nữa trời đất ơi. Thôi để chiều đi. Bên đây là 1 giờ 20 sáng luôn rồi. Dễ chứ hả? Dễ hả trời ơi. Thức khuya. Có lắc pha lê tỳ hưu không? Có luôn. Có lắc pha lê tỳ hưu có một con nè. Đó, mà lên có kịp đâu. Soạn sẵn rồi mà có lên kịp đâu. Đó lắc tỳ hưu nè. Thạch anh luôn nha. Thạch anh luôn á, ni tay 48 tới đến 56 là đeo vừa luôn á. Rồi 64 50 nè, thạch anh này rất là đẹp luôn. Tiền công có 490 nè. Đó, mà cưng lắm mà lên được đâu. Một chùm luôn á chị, mấy chị em sợ này quá trời đẹp luôn. Nè, lắc em sợ em mới về thêm nữa nè. Mới về thêm em lắc xinh nè, cưng lắm. Rồi chị Diền Kim chị, Kim chị, Ngọc. Chị đưa bông cho em xem hả? Bông đeo đúng không chị? Bông đeo có một đơn hả, bao nhiêu tiền con? Bông đeo là 4 triệu 200, tiền công là 400 ngàn nha anh chị ơi. Tiền công có 400 mà. Đây là nữ hoàng luôn mấy chị. Bông này giống như là mấy cái bông mà mấy cô diễn viên á, mấy cô diễn viên mà Hàn Quốc á thường đeo quá. Thường đeo đi chơi đi tiệc rồi đó, đẹp lắm. Cái bông này cưng lắm nè. Rồi bây giờ là em xuống like nha. Mặt hoa nhỏ đi tâm trần chiều đi chị ơi. Chị ơi có hột ngọc trai màu vàng không? Hột ngọc trai màu vàng. Màu vàng có không. Hột giả không hả? À? Em không có lấy về. Em thấy công ty gửi mà có hột giả không mà em không có lấy về nha. Rồi bây giờ thì là em xin chào và hẹn gặp lại mấy anh mấy chị của dì chú bác nha. Em xin chúc mấy anh mấy chị của dì chú bác ăn cơm ngon miệng và ngủ một giấc ngủ thật là sâu, để chiều nay 5 giờ chiều em sẽ lên bán giá tiền công rẻ và sản phẩm đẹp cho mấy anh mấy chị của dì chú bác nha. Rồi chúc cho mấy anh mấy chị ở nước ngoài thì là đi ngủ đúng không? Ngủ. Đi ngủ. Ở nước ngoài cũng là ngủ ngon luôn. Hai mấy anh mấy chị nha. Chiều nay An Thiên Lê chiều nay là lên đấu trường đó nha An Thiên Lê nha. Vi lừa luôn nha. Rồi em xin chào tổng thể mấy anh mấy chị luôn ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.